Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 1361, anh rất muốn điệu thấp 2. Trên mặt của trưởng cục công an Trần Khải đã xanh thành một màu, ngày hôm nay quá khó chịu, không ngờ rằng ngọn lửa đầu tiên của vị bí thư huyện ủy tân nhậm đang thiêu ở tại trên đầu gã. Trương Dương nói, cũng không thể chỉ nói bọn họ, Hồng chủ nhiệm, chị đem chuyện tình nói lại một lần. Hồng Trường Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chuyện tình nói lại một lần, cô ấy coi như thành thực. Ngay cả việc mình đánh tên buôn lậu xe một cái tát tai trước đều nói đắc rõ ràng, bất quá Trương Dương ra tay với Tam Nhạc thì cô ấy không nói, thật ra chuyện tình lúc đầu cũng là cô ấy gây ra, không phải cô ấy kích động đánh người ta một cái tát, nào có nhiều chuyện phiền toái như vậy. Trương Dương nói, vậy chiếc Ferrari kia có phải là cần tra một chút không? Rốt cuộc có phải là xe buôn lậu rốt cuộc làm sao lấy được bảng số, đám buôn lậu xe hình như rất có nắm chắc, một câu nói của Trương Dương. Khiến cho được nội tâm của vài người hơi bị cả kinh. Bất quá Trương Dương không quay chung quanh cái trọng tâm câu chuyện này, nói xong, hắn hướng Hồ Nghiễm Châu và Mã Phi nói, chuyện tình các người đều rõ ràng. Ngày hôm nay phát sinh chuyện, tôi rốt cuộc có phạm pháp hay không? Có chỗ nào làm không thích hợp không? Hồ Nghiễm Châu hầu như cùng một lời với Mã Phi nói, không có. Trương Dương nói, nếu không có, tôi đi trước, huyện ủy còn có chuyện muốn làm. Mọi người đều thở ra một hơi, trong lòng nói vị huyện thái gia này cuối cùng cũng chịu đi. Ôn thần, van cầu ngài đi nhanh lên. Trương Dương tới cửa dừng chân nói, được rồi, ngày mai các người tới phòng làm việc của tôi, nói cho tôi biết tình huống xử lý của chuyện này. Bí thư huyện ủy đời trước của huyện Tân Hải Cứu Thế Kiệt đang nằm ở trong phòng bệnh cán bộ của Bệnh viện Nhân dân thành phố Bắc Cảng, ông bởi vì đột phát cơ tim tắc nghẽn nên phải nằm viện, cái này cũng khiến cho xã hội sản sinh rất nhiều lời đồn đãi. Bên trong có người suy đoán là giả bệnh, Cứu Thế Kiệt cũng không phải giả bệnh, tim của hắn từ trước đến giờ vẫn không được tốt, 2 năm trước đã phát tác qua một lần, với bản thân ông mà nói, là muốn đem chuyện hỏa hoạn của Cảng Phúc Long tất cả giải quyết xong thì đem mọi chuyện giao lại. Thế nhưng lão thiên gia cũng không có cho ông quá nhiều thời giờ, bệnh tình chợt tái phát khiến cho ông phải nằm ở trong bệnh viện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 2 ngày nay hắn cũng quan tâm tin tức. Ông đối với người kế nhiệm tiếp theo tràn ngập hiếu kỳ, trong tỉnh phái tới một người trẻ tuổi 27 tuổi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc này huyện trưởng huyện Tân Hải Hứa Song Kỳ đang ngồi ở bên giường Cứu Thế Kiệt, trong tay bưng một ly trà, ông ta và Cứu Thế Kiệt đã tiến hành nói chuyện trong 1 giờ, đem chuyện sau khi Trương Dương đi tới Tân Hải nói một lần, ngoại trừ Trương Dương liều mình cứu người, đánh giá tổng thể của Hứa Song Kỳ đối với Trương Dương là, hắn tựa như không quá quan tâm đối với chính vụ. Hầu như tất cả chuyện của đều giao cho tôi và Lưu Kiến Thiết, tới Tân Hải đã được 1 tuần, ngay cả cuộc họp thường ủy cũng không có tổ chức qua 1 lần. Con mắt của Cứu Thế Kiệt nhìn chằm chằm bình truyền dịch, thấp giọng nói, hắn vừa đến Tân Hải, tình huống gì cũng không quen thuộc, lựa chọn phương thức xử lý như vậy cũng rất bình thường. Hứa Song Kỳ nói, theo tôi được biết, người này lúc tại Giang Thành cũng là có tiếng khó làm, trẻ tuổi kích động, thích làm náo động. Cứu Thế Kiệt bổ sung nói, lá gan còn rất lớn. Không phải ai ai đều có dũng khí bò lên trên cần chụp hình tháp 50 mét cứu người. Hứa Song Kỳ tràn đầy đồng cảm gật đầu, Cứu bí thư, hắn không cho truyền thông của Tân Hải đưa tin chuyện cứu của, biểu hiện ra hình như là điệu thấp, làm chuyện tốt không muốn dương danh, nhưng trên thực tế, hắn và ký giả của đài truyền hình Bắc Cảng rất quen thuộc, do phương diện đài truyền hình Bắc Cảng tiến hành tuyên truyền, bên tỉnh cũng làm tin tức trọng điểm, có người nói đêm nay còn muốn tiếp sóng trên tin tức. Cứu Thế Kiệt thản nhiên cười nói, có nhiều lực ảnh hưởng của truyền thông như vậy, hắn đương nhiên chướng mắt Tân Hải này. Hứa Song Kỳ nói, thật là có chút xem không hiểu hắn. Cứu Thế Kiệt nói, hắn có bối cảnh, Tống Bí Thư sẽ không vô duyên vô cớ đem hắn phái đến Tân Hải. Hứa Song Kỳ gật đầu, lúc này điện thoại của ông vang lên, cầm lấy điện thoại, sắc mặt của Hứa Song Kỳ thay đổi, Huyền nghe xong nội dung điện thoại, thấp giọng nói, tôi không đi, các người tự mình nhìn xử lý. Cúp điện thoại. Ông không khỏi thở dài, Cứu Thế Kiệt nhìn ra ông ta gặp phiền phức, thân thiết nói, xảy ra chuyện gì? Hứa Song Kỳ nói, vừa rồi còn nói hắn điệu thấp, cái này thì không, hắn lại gây ra loạn tại chợ ô tô. Ông đem chuyện vừa rồi nghe được hướng Cứu Thế Kiệt nói. Cứu Thế Kiệt nhắm mắt lại, tựa như tại suy tư về cái gì, một lát sau nói, chuyện này không phải trùng hợp. Không phải trùng hợp thì ý nghĩa là chủ mưu đã lâu, Hứa Song Kỳ nhíu nhíu mày nói, ngài nói là... Hắn muốn mượn chuyện này nhắc lên một trận phong ba. Cứu Thế Kiệt nói, chợ xe Tân Hải cũng nên chỉnh đốn một chút. Hứa Song Kỳ sửng sốt một chút, cái gì?
nhưng lập tức rõ ràng ý của Cửu Thế Kiệt. Trương đại quan nhân sảng khoái tiếp sóng tin tức ngày hôm nay, là chuyện hắn cứu người, loại chuyện này có trợ giúp tạo hình tượng quang huy của đội ngũ cán bộ, có tác dụng thúc đẩy tương đối lớn đối với đề thăng công tín lực của chính phủ, cho nên tin tức của Vũ Ý đưa tới trong thành phố, lập tức được liệt vào tin tức trọng điểm, Trương đại quan nhân đánh bậy đánh bạ trở thành danh nhân toàn quốc, tuy rằng không biết lần này hiệu ứng danh nhân có thể duy trì liên tục bao lâu, thế nhưng trong thời gian ngắn, thằng nhãi này đã trở thành điển hình của thanh niên cán bộ. Tác dụng to lớn của tiếp sóng tin tức là điều Trương Dương không cách nào tưởng tượng, đêm đó sau khi tin tức chấm dứt, đầu tiên là nhận được điện thoại của cha nuôi Văn Quốc Quyền, tại trong ấn tượng của Trương đại quan nhân, vị cha nuôi này rất ít chủ động gọi điện thoại cho mình, cái này đủ để chứng minh mình làm vẻ vang thêm vinh dự cho cha nuôi mẹ nuôi. Văn Quốc Quyền tiến hành một phen cổ vũ hắn trong điện thoại, còn nói cho hắn làm như vậy tiếp tục, có tiền đồ tốt chờ hắn. Trương đại quan nhân đầy cõi lòng kích động buông điện thoại. Bên kia Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Kiều Trấn Lương cũng gọi điện thoại tới, điện thoại của Kiều Trấn Lương là tính chất hữu nghị tinh khiết, tại một thời gian trước con đường làm quan và cuộc đời của ông rơi vào cơn sóng nhỏ, Tiểu Trương đồng chí đối với ông không rời, bên cạnh của Kiều Bộ trưởng cũng không thiếu người dệt hoa trên gấm, nhưng quay đầu lại suy xét, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thật đúng là không có mấy người, Trương Dương hiển nhiên cũng là một trong số đó. Hơn nữa càng làm cho Kiều Trấn Lương cảm động chính là, mình vốn dự định dùng bức họa cho có mấy người kia không được tự nhiên, chuyện kia thiếu chút nữa ngộ thương đến Trương Dương. Trương Dương hiển nhiên cũng ý thức được người khởi xướng của chuyện kia cũng là mình, thế nhưng tên nhóc này căn bản không có bởi vì chuyện kia hận trên mình, đối với mình vẫn tôn kính. Sau đó, Kiều Trấn Lương thậm chí cảm thấy có chút áy náy, đối với một người cao thủ chính trị mà nói, vốn không sẽ phát sinh tình trạng như vậy. Kiều Trấn Lương bây giờ đã hoàn toàn tiếp nhận hiện thực rời đi Bình Hải. Ông cũng bắt đầu một lần nữa đối đãi một ít người xung quanh, có một việc, ông phát hiện trên người của Trương Dương có không ít ưu điểm. Có một điều mà Kiều Trấn Lương không ngờ, Trương Dương sở dĩ đối với ông tôn kính như vậy, đó là bởi vì nhớ thương khuê nữ của ông, Trương đại quan nhân là một người đàn ông có truyền thống mỹ đức tốt, tôn lão yêu ấu, nhất là đối với một người có thể trở thành nhạc phụ của mình, vậy càng không thể tôn trọng như bình thường. Khiến cho Trương Dương kinh ngạc chính là, Kiều Trấn Lương nói và lời cổ vũ của Văn Quốc Quyền không có sai biệt, bất quá tỉ mỉ ngẫm lại, cũng rất nhanh bình thường trở lại, ở trong mắt bọn họ xem ra, mình là một cá biệt, đặt tiền đồ chính trị ở vị trí thứ nhất, cho nên cái nhìn đối với hành động phấn đấu quên mình anh dũng cứu người của Trương Dương là, Trương Dương vì tiền đồ chính trị của sau này, trải qua chuyện này, Trương Dương nghiễm nhiên đã trở thành hình tượng gương mẫu trong cán bộ trẻ tuổi. Đảng và quốc gia cho tới bây giờ đều vô cùng coi trọng công tác tuyên truyền. Trương Dương phù hợp tuyên truyền chính diện, Kiều Trấn Lương tiết lộ một bí mật cho Trương Dương, Bộ Tuyên truyền Trung ương vô cùng coi trọng sự tích của Trương Dương, dự định khai triển một quy mô hoạt động học tập sự tích anh hùng của Trương Dương đồng chí trong đảng. Trương đại quan nhân nghe được tin tức này không thích ngược lại còn buồn, lần này thật sự chơi lớn. Trương Dương nói, Kiều Bộ trưởng, tôi căn bản sẽ không muốn nổi danh, lần này thảm rồi. Kiều Trấn Lương cười nói, có cái gì thảm, người khác nằm mơ đều không gặp được. Rơi xuống trên đầu cậu, cậu hài lòng còn không kịp. Trương Dương nói, Kiều Bí Thư, tôi không phải già mồm cãi láo, tôi nói chính là lời thật. Kiều Trấn Lương cười ha hả nói, cũng là già mồm cãi láo. Được rồi, cậu và Vũ Bí Thư rất quen thuộc hả? Trương đại quan nhân sửng sốt một chút, trong đầu không nhớ tới Vũ Bí Thư là người ra sao, ai? Kiều Trấn Lương nói, Vũ Hiền Lương, Cục trưởng Cục Quảng Điện Tổng Quốc gia, Bí Thư Tổ Đảng, cậu không nhận ra. Trương Dương trong đầu nhanh chóng tìm tòi tên này, người hắn nhận thức họ Vũ cũng không nhiều, hiện nay xung quanh chỉ có Vũ Ý, phải không? Vũ Hiền Lương và Vũ Ý có quan hệ gì? Trương Dương hỏi dò, Kiều Bộ trưởng, ông ta có con gái gọi là Vũ Ý sao? Kiều Trấn Lương nói, ông ta có ba người con gái, gọi cái gì thì tôi không rõ ràng lắm, tôi và ông ta chỉ là quan hệ công tác, trên gia đình thì không biết. Trương Dương nói, là ông ta muốn tuyên truyền tôi. Kiều Trấn Lương nói, ông ta là Phó Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trung ương, chính là ông ta đưa ra yêu cầu muốn đem sự tích anh hùng của cậu mở rộng trong cán bộ trẻ tuổi, tôi thấy 89 muốn đem cậu tuyên truyền thành mẫu cán bộ thời đại mới. Trương đại quan nhân âm thầm thẹn thùng, chuyện này tốt hay xấu hiện nay thật đúng là nói không rõ, hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, mình và Vũ Hiền Lương không có giao tình gì, người ta dựa vào cái gì ra sức trợ giúp mình. 89 phần có quan hệ với Vũ Ý. Trương Dương và Kiều Trấn Lương hàn huyên vài câu, hỏi tình trạng thân thể của Kiều lão một chút, cuối cùng có ý định vô ý nhắc tới Kiều Mộng Viện. Kiều Trấn Lương nói, con bé đi đảo Bali giải sầu, tháng sau mới có thể trở về.
Sau khi trò chuyện cùng Kiều Trấn Lương chấm dứt, Trương Dương suy nghĩ một chút, lập tức gọi điện thoại cho Vũ Ý, Vũ Ý nhận được điện thoại, trước nở nụ cười. Trương Dương nói, cô cười cái gì? Hiện tại tôi bị cô làm cho mọi người đều biết, cô xâm phạm nghiêm trọng tư ẩn quyền chân dung quyền của tôi, cẩn thận tôi kiện cô đấy. Vũ Ý nói, không ngờ rằng anh còn không nói lý đến như vậy. Trương Dương nói, bà cô à, tôi cầu cô, cái danh này tôi không muốn, cô hãy bỏ qua cho tôi, đừng vừa kính vừa lăn qua lăn lại tôi được không? Vũ Ý nói, anh cho rằng tiếp sóng tin tức dễ dàng lên như vậy sao? Không biết có bao nhiêu quan viên thắp hương bái Phật cầu khắp nơi, muốn lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ở bên trong dù chỉ là một ít thôi. Trương Dương nói, tôi tới Tân Hải là vì công tác, không phải vì thác tú. Vũ Ý nói, tuyên truyền cũng là công tác cần. Trương Dương nói, cô có cần cái gì tôi đều có thể thỏa mãn cô, cũng là đừng tuyên truyền tôi được không? Chương 1362, anh rất muốn điệu thấp 3. Giọng phổ thông của Vũ Ý trở nên quá khích vì xấu hổ Trương Bí Thư, anh có thể nói chuyện đàng hoàng, không đùa giỡn lưu manh được không? Trời đất chứng giám, Trương Đại Quan Nhân căn bản sẽ không nghĩ tới đùa giỡn lưu manh với nữ ký giả, cho hắn thêm một lá gan hắn cũng không dám, còn chưa có làm chuyện gì thì toàn quốc đều biết, nếu như thật sự đùa giỡn lưu manh, vậy cũng chịu không nổi. Trương Dương thở dài nói, Vũ Ý, cô không rõ ràng ý của tôi. Vũ Ý nói, anh cứ nói ra, anh không nói sao tôi có thể rõ ràng. Trương Dương nói, tôi không muốn nổi danh. Tôi đã biết. Trương Dương nói, tôi nói là tôi không muốn thông qua phương thức này để tuyên truyền. Vũ Ý nói, anh thật sự là chết một suy nghĩ, thời đại nào rồi, còn muốn làm chuyện tốt không để lại danh hả? Có quan viên nào không muốn vinh dự, rượu thơm cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Làm được nhiều chuyện, anh không tuyên truyền cũng không người biết. Trương Dương nói, tốt quá hóa dở, súng bắn chim đầu đàn, cây cao sẽ bị gió thổi ngã, những đạo lý này cô không nghe nói qua sao? Nói cái gì, rất cao siêu, tôi nghe không hiểu. Nâng chết người đó cô có hiểu chưa? Vũ Ý không vui, Trương Dương, anh có ý gì? Không ngờ tôi giúp anh tuyên truyền là hãm hại anh, cho dù tôi hảo tâm làm chuyện xấu, không công lao cũng có khổ lao chứ. Đối đãi dù sao cũng phải nói chút lương tâm. Trương Dương nghe cô ấy nói như vậy không nhịn được nở nụ cười, được, tôi không có lương tâm được rồi chứ. Tôi cho tới bây giờ cũng không có phủ nhận cô là tốt với tôi, Vũ Ý, như vậy đi, từ hôm nay trở đi, cô cũng đừng giúp tôi tạo tin tức. Vũ Ý nói, vậy cũng không được, phỏng vấn bên đài truyền hình Trung ương tôi đều đáp ứng giúp anh rồi, anh không thể bắt tôi không có biện pháp nói chuyện chứ. Trương Dương nói, tôi sẽ bồi thường. Vũ Ý nói, chuyện này anh không thể bồi thao ưng, anh biết không? Tôi vất vả lắm mới gặp tin tức ưu tú như thế, dựa vào cái tin tức này, tôi có thể đường đường chính chính tiến vào đài truyền hình Trung ương, anh từ chối phỏng vấn, tôi chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trương Dương cười khổ nói, Vũ Ý ơi Vũ Ý, không ngờ cô đem tôi trở thành vật tiến thân vào đài truyền hình Trung ương. Vũ Ý nói, anh là tư liệu sống phỏng vấn của tôi, cũng là tác phẩm tốt nghiệp kiêu ngạo của tôi. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, tôi là từ trên người anh thu được một ít lợi ích, thế nhưng anh cũng không có hại. Quan hệ giữa chúng ta, nói trắng ra là cùng có lợi hỗ trợ cho nhau, hiện tại anh có tiếng có chiến tích, nhưng tôi vẫn chưa có thu hoạch, anh nói xem anh có phải đặc biệt không nói đạo lý, anh nói xem anh có phải là đặc biệt không có lương tâm. Trương Dương phát hiện bản lĩnh già mồm át lẽ phải của Vũ Ý tuyệt đối nhất lưu, thảo nào cô ấy lựa chọn làm ký giả, Trương Dương nói, là tôi không nói đạo lý. Là tôi không có lương tâm, thế nhưng phỏng vấn của đài truyền hình Trung ương vẫn là quên đi, khuôn mặt tôi không lớn như vậy, một người cán bộ cấp xử cũng được lên tin tức, tôi phiền đến hoảng rồi. Vũ Ý nói, anh cho dù không suy nghĩ vì tiền đồ của anh cũng phải nghĩ cho tiền đồ của tôi, còn nói là bạn bè, anh chỉ hy sinh một hồi, làm một lần phỏng vấn có cái gì, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Trương Dương nói, coi như hết, thật sự, tôi vừa tới Tân Hải không bao nhiêu ngày, công tác chính thức đều bận không xong. Làm sao có thời giờ phỏng vấn, Vũ Ý, ý tốt của cô lòng ta xin lĩnh. Nhưng tôi đã đáp ứng đài truyền hình Trung ương rồi, anh bảo tôi phải ăn nói thế nào. Trương Dương nói, vậy có gì khó nói, cô nói cho bọn họ tôi không đồng ý, dù sao người xếp hàng chờ lên đài truyền hình Trung ương cũng nhiều. Vũ Ý nói, sáng mai tôi đi tìm anh. Trương Đại Quan Nhân thở dài nói, một đống chuyện lớn chờ tôi đi xử lý, ngày mai không rảnh. Vũ Ý nói, vậy hiện tại. Chuyện này tôi cần phải nói rõ ràng với anh. Trương Dương nói, hôm nào rồi nói, ngày hôm nay tôi bận,
cả ngày chưa nghỉ ngơi. Vũ Ý bên kia phát hỏa, Trương Dương, có ai kiêu ngạo như anh sao? Cũng may hiện tại anh chỉ mới là một người bí thư huyện ủy, nếu như anh làm bí thư thị ủy, bí thư tỉnh ủy, chắc là bắt cầu đến bầu trời mà đi rồi. Trương Dương không nổi nóng, hắn cười nói, Vũ Ý, cô đừng nóng giận, tôi thật không phải cố ý từ chối, nếu không như vậy, chờ ngày mai tôi bận xong sẽ gọi điện thoại cho cô. Vũ Ý nói, con người tôi có một tính nôn nóng, đợi không được ngày mai, tôi lúc này đi Hải Dương Hoa Viên tìm anh. Trương Đại Quan Nhân vừa nghe trong lòng sợ hãi, tuy rằng hiện tại mới 8 giờ, nhưng Vũ Ý đến đây cũng không phải chuyện tốt, cô nam quả nữ cùng một phòng, nơi này đều là đồng sự huyện ủy, để bị thấy còn không biết sẽ đồn ra tin tức gì. Trương Đại Quan Nhân nói, quá muộn, không tiện. Vũ Ý nói, anh là sợ người khác nói nhàn thoại, ảnh hưởng hình tượng quang huy của bí thư huyện ủy sao? Trương Đại Quan Nhân nở nụ cười hắc hắc một tiếng nói, cô thật đúng là thông minh, thật ra làm quan có khó xử của làm quan. Quan lại thật đúng là đem mình thành một nhân vật, Vũ Ý đêm nay dường như ăn phải thuốc súng, tính tình không phải nóng nảy như bình thường. Trương Đại Quan Nhân đối với gái từ trước đến nay đều có tính tình rất tốt, hắn cũng biết Vũ Ý là một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, không có gì ý xấu, Trương Dương nói, ngày mai tôi gọi điện thoại cho cô. Vũ Ý nói, không được. Đêm nay phải nói rõ, anh biết cái gì gọi là thành tiêu hà bại cũng tiêu hà sao? Cô có ý gì? Vũ Ý nói, cùng một tin tức lần thứ nhất đưa tin vì thấy việc nghĩa hăng hái làm xá mình cứu người, cũng có thể nói thành biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cá nhân yêu thích làm náo động thầm nghĩ chơi trội, không lấy đại cục làm trọng. Trương Đại Quan Nhân hít vào một hơi nói, Vũ Ý, sao cô trở mặt nhanh thế? Cũng không phải do anh gây ra sao? Trương Dương nói, bà cô à! Cô rốt cuộc muốn như thế nào? Vũ Ý nói, tôi còn ở khách sạn công hội, lúc này mới 8 giờ 15, anh không ngủ sớm như vậy, đến đây, tôi mời anh ăn hải sản nướng. Trương Đại Quan Nhân nói, ép buộc, nhìn cô là một tiểu nha đầu, tôi không tính toán với cô. Vũ Ý nghe ra hắn ăn xong mềm mại, nhất thời lại nở nụ cười hì hì, cơn tức của cô ấy tới nhanh đi cũng nhanh. Trương Đại Quan Nhân chỉ có thể chỉnh quần áo tề, mang kính đen. Lái chiếc địa hổ chạy tới hướng khách sạn công hội. Trên đường nhận được điện thoại của Tần Thanh cũng nhìn tin tức, chúc mừng hắn đi Tân Hải đánh trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Trương Dương nói, chị Thanh, chị đúng là cho rằng lên tin tức là chuyện tốt. Tần Thanh cười nói, đương nhiên là chuyện tốt, chị và Hải Tâm cùng nhau xem, đoán xem hai người đang làm gì. Trương Đại Quan Nhân cười nói, nhớ về em hả? Nghĩ đẹp quá, bọn chị uống rượu chúc mừng em. Một bên truyền đến âm thanh của Thường Hải Tâm, Trương Bí Thư, chúc mừng anh kỳ khai đắc thắng, chúc anh trên quan trường tại Bắc Cảng mọi việc đều thuận lợi, kế tiếp lên cao. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi cũng nhớ các người, lúc nào đến đây thăm tôi đi, chỉ cần đến đây, tôi toàn bộ hành trình tam bồi, bồi ăn bồi uống bồi ngủ. Tôi hiện tại một mình ngủ giường lớn 2 mét, thật sự là rộng. Tần Thanh bên kia đang mở loa ngoài, lời nói này của Trương Dương khiến cho mặt của Tần Thanh và Thường Hải Tâm đều đỏ bừng. Tuy rằng giữa hai người bọn họ và Trương Dương từng có kinh nghiệm đồng giường cộng trầm, nhưng này không thay đổi được tính tình rụt rè của các nàng. Thường Hải Tâm cúi đầu, Tần Thanh nói, thấy tình hình em lập tức trở thành danh nhân toàn quốc, trở thành tấm gương cho cán bộ trẻ tuổi học tập rồi. Trương Dương nói, em hiện tại đã có chút cảm giác chỗ cao không thắng được cái lạnh, chị Thanh, chị suy nghĩ giúp em, sao em càng muốn điệu thấp lại càng có chuyện cao điệu tìm tới vậy hả? Tần Thanh nói, chị cũng nói không rõ. Có thể là ông trời đã định trước con người em cũng là không cách nào điệu thấp. Tần Thanh biết được Trương Dương đang lái xe, cũng không trò chuyện nhiều, bảo hắn lái xe chú ý an toàn, sau đó cúp điện thoại. Trương Đại Quan Nhân cất điện thoại vào, khách sạn công hội đã xuất hiện trong tầm nhìn, diện tích Tân Hải cũng không lớn, từ Hải Dương Hoa Viên lái xe đến bên này cũng chừng 7-8 phút. Trương Dương thấy Vũ Ý đã từ trong khách sạn công hội đi ra, mặc áo lông màu đỏ, váy bó màu đen, da dày màu nâu đủ cao. Hình thể của cô gái nhỏ đột phát ra hứng thú, cũng là vô cùng gợi cảm. Trương Dương đem xe trực tiếp chạy đến bên người cô ấy, mở cửa xe. Vũ Ý đi tới bên trong xe, ngồi xuống cạnh người lái, chà tay nói, lạnh quá. Trương Dương nói, trời đang lạnh như vậy, cô không ở trong phòng ấm áp, cần gì phải muốn theo tôi lý luận, cái này không phải mình chịu tội sao. Vũ Ý nói, sợ cái gì, dù sao ai cũng lạnh chứ không phải một mình tôi. Trương Dương nở nụ cười ha ha, Vũ Ý cũng cười, chỉ vào chỗ lóe đèn phía trước của quán nướng hải sản Lão Hổ. Ngày hôm qua tôi và Kỳ Sơn ăn rồi, rất không tồi.
Trương Dương nói, ấy chà, hai người các người có tình huống gì hả? Đá tôi đi để đơn độc hẹn hò. Vũ Ý cười nói, ngày hôm nay không phải cũng đơn độc hẹn hò với anh sao, anh đừng có ghen, huề nhau. Trương Đại Quan Nhân cười nói, tôi ghen cái gì? Tôi là người chuẩn bị có vợ rồi. Vũ Ý nói, không cần nhấn mạnh thân phận của anh, sợ vị hôn thê của anh biết chúng ta cùng nhau ăn. Trương Bí Thư, con người anh sao có tâm nhãn nhỏ như vậy chứ, một chút hào hiệp cũng không có. Trương Dương nói, được rồi, tôi hào hiệp với cô một lần. Hai người tới quán nướng hải sản, chỗ đó được dựng bởi một cái lều màu đỏ, bên trong đầy mùi khói, hai người tìm một chỗ tương đối ít khói ngồi xuống, Vũ Ý gọi một phần rắn nướng, hơn 10 con cá muối, vài sâu tai cá, lại muốn một phần thịt dê nướng, Trương Dương nói, tôi ăn cơm xong rồi, không ăn vô nhiều như vậy. Vũ Ý nói, tôi còn chưa ăn mà. Trương Dương thấy cô ấy ăn ngon miệng, đi ra xe đem chai Mao Đài hôm qua không uống cầm đến đây, rót một ly cho mình. Vũ Ý ăn một hồi mới nói, sao anh không nói lời nào? Trương Dương uống một ngụm rượu nói, nhìn cô ăn ngon quá. Vũ Ý nói, tôi nói là sao anh không nói lời nào lại đi uống rượu giải sầu hả? Trương Đại Quan Nhân nói, phiền. Phiền tôi có phải không? Trương Dương nói, cô nói như thế nào cũng là một mỹ nữ, nhìn cảnh đẹp thì ý vui, phiền cô làm gì, phàm là một người đàn ông bình thường đều sẽ không phiền cô, tôi còn tính là bình thường sao? Vũ Ý nở nụ cười, anh bình thường hay không đi hỏi Sở Yên Nhiên ấy, anh hỏi tôi gì chứ? Cô ấy thật là dám nói, Trương Đại Quan Nhân thiếu chút nữa sặc cả một ngụm rượu, ho khan một tiếng nói, cô là con gái mà nói chuyện cũng không cấm kỵ. Vũ Ý nói, cấm kỵ cái gì? Nói một chút đều không được, tôi đang làm gì, ký giả, tôi có quyền tự do ngôn luận. Chương 1363, Hiểm nghi tự đề cao 1. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi hiện tại rốt cuộc rõ ràng vì sao phải làm phòng cháy phòng ký giả rồi. Vũ Ý trừng mắt liếc hắn nói, tôi làm cho anh phòng bị thành cái dạng này. Trương Dương nói, Vũ Ý, hai ta là bạn bè phải không? Vũ Ý nói, lời này cũng chính là tôi muốn hỏi anh. Trương Dương nói, tôi vẫn đều đem cô trở thành bạn tốt, nếu chúng ta là bạn bè, cô nói bạn bè là không thể ép buộc, rõ ràng tôi không muốn làm, vì sao cô cần phải bức tôi làm? Vũ Ý nói, bạn bè có phải là nên giúp đỡ cho nhau? Tôi không nói rằng anh giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhìn anh như vậy cũng không phải người dễ kích động, hiện tại tôi thật vất vả mới tìm được một tin tức oanh động, làm bạn bè, anh có phải hẳn là giúp cho tôi chuyện này? Trương Dương nói, tôi đều nói rồi, cái gì tôi cũng đều có thể giúp ngươi, nhưng này là đem tôi đẩy vào hố lửa, cô không thể vì tin tức của mình mà đem tôi đi bán phải không? Vũ Ý nói, anh cho rằng đài truyền hình trung ương dễ lên như vậy. Tin tức đêm nay An cũng xem rồi đó, hiện tại ngay cả thường ủy quốc gia đều biết anh là cán bộ ưu tú trẻ tuổi. Trương Dương nói, bọn họ ngày đi ngàn dặm có thể chú ý tới tôi. Dần dần cũng sẽ quen, nếu không tôi an bài cái này cho anh làm gì. Anh ngẫm lại đi, chờ sự kiện của anh được phát lên đài truyền hình trung ương. Trước mặt nhân dân toàn quốc, nói không chừng lãnh đạo trung ương của chúng ta sẽ phát hiện anh chính là một ngôi sao chính trị mới, trực tiếp đem anh điều đến trung ương. Bồi dưỡng làm người lãnh đạo quốc gia trong tương lai cũng mới có thể. Trương Đại Quan Nhân uống một ngụm rượu nói, đủ rồi, Vũ Ý, cô đừng lừa dối tôi như đứa nhỏ 3 tuổi. Vũ Ý nói, lông trên người anh còn dày hơn cả khỉ, tôi có thể lừa dối anh. Như vậy đi, tôi lui một bước, phỏng vấn chuyên đề sẽ không làm. Trương Đại Quan Nhân vừa nghe vui vẻ, đây mới là đồng chí tốt. Bất quá cũng không thể chỉ một mình tôi thoái nhược. Tôi thông cảm anh có phải là cũng nên lý giải tôi? Trương Dương trừng mắt, vậy thì, Vũ Ý, tôi cũng không lòng vòng nữa, cô còn có cái điều kiện gì? Con người anh quá mẫn cảm, cảnh giác quá nặng, luôn cảm thấy người khác muốn hãm hại anh, sao tôi cảm giác anh có chút tốt xấu không phân biệt được vậy? Trương Dương nói, có việc nói chuyện, đừng làm công kích bản thân. Vũ Ý nói, đài truyền hình trung ương bên kia tôi đều đáp ứng rồi, chuyện phỏng vấn tôi cũng cam đoan với bọn họ. Nói anh là bạn tôi, chỉ cần tôi nói với anh, phỏng vấn tuyệt đối không thành vấn đề, hiện tại anh từ chối người ta, cái này không phải cho tôi xấu mặt sao. Tôi cũng không gạt anh, chỉ cần làm xong lần phỏng vấn này, tôi có thể được danh hiệu ký giả đặc biệt của đài truyền hình trung ương, làm bạn bè anh tổng không thể làm lỡ tiền đồ của tôi đúng không? Trương Dương suy nghĩ một chút nói, điện thoại phỏng vấn, lần sau không được viện lẽ này nữa. Vũ Ý vui vẻ kêu một tiếng, được. Sau đó ân cần giúp Trương Dương rót đầy ly rượu.
Trương Dương thử nói, chỉ bằng quan hệ của cô và Vũ Bí Thư, đừng nói là ký giả đặc biệt, cho dù làm chủ nhiệm tin tức đài truyền hình Trung ương cũng không vấn đề gì. Thật ra hắn cũng không biết giữa Bí Thư Cục Quảng Điện Tổng Vũ Huyền Lương và Vũ Ý rốt cuộc là quan hệ gì. Thế nhưng những lời này của Trương Dương nói rất nghệ thuật, Vũ Ý nghe hiểu lầm cho rằng Trương Dương đã tra được bối cảnh gia đình của cô ấy. Vũ Ý quả nhiên rút lui, chu miệng nói, tất cả hiện tại của tôi đều là dựa vào chính mình dốc sức làm ra, có quan hệ gì với ba tôi. Trương đại quan nhân cuối cùng cũng rõ ràng, cái gì mà anh hùng hình tượng của mình trong một đêm được các đài truyền hình đưa tin, cái gì mà đài truyền hình Trung ương cao cao tại thượng cũng có mắt xanh với hắn. Cái gì mà bộ tuyên truyền Trung ương muốn đem mình trở thành hình mẫu tuyên truyền thời đại mới, làm nửa ngày đều là Vũ Ý ở giữa có tác dụng. Ba của cô ấy cũng là lão đại Vũ Huyền Lương trong giới tin tức, muốn làm cho một người nổi tiếng cũng không phải việc khó, Trương đại quan nhân không phản đối nổi danh, nhưng ảnh hưởng của nó đã vượt qua dự đoán của hắn. Trương Dương nói, Vũ Ý, nếu hai ta là bạn bè, tôi có thể nói thật tình được không? Vũ Ý nói, anh cứ nói đi, dù sao cũng không có những người khác nghe. Trương Dương cười nói, cũng không có gì cần phải nói sau lưng người cả, tôi cũng không phải không phối hợp tuyên truyền, nhưng cô thử đổi chỗ đi, từ góc độ của tôi ngẫm đi, tôi vừa mới đến Tân Hải, tạo hình tượng tất nhiên rất quan trọng, thế nhưng mọi việc đều có mức độ, hai ngày nay tuyên truyền phô thiên cái địa đã đem tôi biến thành nhân vật tin tức số một của Bắc Cảng, cô còn cần gì phải đưa lên cho lãnh đạo cấp trên chứ? Vũ Ý nói, tuyên truyền chính là anh, liên quan gì đến bọn họ? Trương Dương nói, tâm tư của lãnh đạo là rất phi diệu, một người thuộc hạ đem mặt mũi của bọn họ đoạt hết, phong cảnh tất cả đều chiếm, bọn họ mặt ngoài có thể vui vẻ, trong lòng khẳng định không phải như vậy. Vũ Ý, tôi cứu người ước nguyện ban đầu rất đơn giản, không nghĩ tới tuyên truyền, nhưng hiện tại chuyện tình đã biến thành như vậy, người khác sẽ cho rằng tôi là cố ý làm náo động, cái này với công tác khai triển sau này của tôi rất bất lợi, cô hiểu chưa? Anh vừa nói như thế, tôi thật ra có chút rõ ràng. Trương Dương nói, tôi biết nghề nghiệp của cô cũng là đưa tin, hơn nữa chúng ta là bạn bè, cô cũng muốn đem chuyện của tôi tuyên truyền, giúp tôi vớt chút tiền đồ chính trị, lưu lại một ấn tượng tốt đẹp trong lòng các vị lãnh đạo cao tầng, cô có ý tốt, tôi rõ ràng, nhưng chuyện này thật sự không thể tuyên truyền được. Vũ Ý nói, rõ ràng, anh muốn điệu thấp. Trương Dương cười khổ nói, tôi thật ra muốn điệu thấp, hiện tại còn có thể điệu thấp được à? Vũ Ý đương nhiên rõ ràng tình cảnh hiện tại của Trương Dương ít nhiều gì cũng có chút quan hệ với mình, cô ấy lại nở nụ cười. Trương Dương nói, cô còn không biết xấu hổ mà cười. Không phải cô thì sao tôi biến thành cái dạng như vậy? Vũ Ý nói, dù sao chuyện tình đã như vậy, có xấu thì có thể xấu đến mức nào nữa? Trương Dương nói, có câu cô nói đúng, thời đại này, không tuyên truyền không người biết, nhưng tuyên truyền nhiều, người khác sẽ cảm thấy cô thích tác tú, thích nổi tiếng. Vốn rõ ràng chuyện là không có bất luận động cơ gì, cũng bị người khác phủ lên màu sắc chủ nghĩa cá nhân, dễ gây ra tác dụng trái ngược. Vũ Ý thở dài nói, tôi thật không lo lắng nhiều như vậy, tư tưởng của các người thật phức tạp. Trương Dương nói chung, lần điện thoại phỏng vấn này là một lần cuối cùng, Vũ đại ký giả, cô cũng đừng giúp tôi bận việc nữa. Sáng sớm hôm sau, Viện trưởng Tòa án Hồ Nghiễm Châu, Viện trưởng Viện Kiểm sát Mã Phi, Cục trưởng Cục Công an Trần Khải cùng xuất hiện tại phòng làm việc của Bí thư Huyện ủy Trương Dương. Ba người đồng loạt đến đây, chính là vì giải thích chuyện phát sinh tại chợ giao dịch xe ô tô ngày hôm qua, đem kết quả xử lý báo cáo với Trương Dương. Trương Dương nhìn bọn họ, trong lòng âm thầm đắc ý, mẹ nó, có quyền thật là tốt, tôi nói một câu, các người phải đến đây chờ đợi tôi sai khiến, còn cần phải cẩn thận thấy sắc mặt của tôi, thảo nào trên quan trường ai ai đều nghĩ trăm phương ngàn kế leo lên trên. Cảm giác quản người và bị người quản thật sự là một trên trời một dưới đất, chênh lệch thật sự quá lớn. Ba người cung kính chào hỏi Trương Bí Thư, Trương Dương thản nhiên nói, đều ngồi đi. Hắn cho Phó Trường Trinh đi pha trà cho ba vị đồng chí lãnh đạo. Phó Trường Trinh đem trà đến, ai ai cũng đều rất lễ phép đứng lên, hai tay tiếp nhận tách trà của Phó Trường Trinh. Phó Trường Trinh hiện tại cũng là cấp chính khoa, không kém hơn bọn họ chúng nào. Phó Trường Trinh pha trà xong thì đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Phòng làm việc này có diện tích quá lớn, đương nhiên mở ra cự ly của Trương Dương và những người khác, bởi vì hắn ngồi ở ghế chủ, ba người khác ngồi xuống ghế sofa, đương nhiên là thấp hơn, cái này tạo thành việc bọn họ phải ngước nhìn vị Trương Bí Thư mới tới, trong lòng bọn họ hình thành một loại uy áp ẩn hình, Trương Bí Thư ở trong mắt bọn họ có vẻ có chút cao cao tại thượng, xa không thể sờ. Trước hết mở miệng nói chính là trưởng cục công an Trần Khải, gã ho khan một tiếng nói, Trương Bí Thư, chuyện tình tôi đã điều tra xong.
Tên buôn lậu xe gây chuyện tên gọi Lưu Tam Nhạc, cũng là một tên vô lại xen lẫn trong chợ từ rất lúc. Lúc trước đã từng bị bắt nhiều lần, còn chiếc xe Ferrari mà hắn bắn không có thủ tục hợp pháp, trải qua kiểm chứng đã xác định là xe buôn lậu, hiện tại xe đã bị tịch thu, dựa theo trình tự của chúng tôi, sau này sẽ tiến hành công khai bán đấu giá. Về phần Lưu Tam Nhạc đã bị công an tạm giam, dựa theo trình tự tương quan tiến hành khởi tố hắn. Trần Khải dừng lại một chút lại nói, hai cảnh viên tại phòng cảnh vụ chợ xe Vương Tuấn Vĩ và Triệu Khai Lập, hai người bọn họ bị tình nghi gây trở ngại tư pháp công chính. Hiện nay đã bị tôi tạm thời cách chức, giao cho phòng giám sát xử lý, sở trưởng Tôn Hâm bởi vì quản lý không được, cũng đã bị miễn đi tất cả chức vụ, tạm thời giữ lại quan sát. Trương Dương không nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên mặt của viện trưởng Hồ Nghiễm Châu, thật ra trên đường đi tới, ba người bọn họ đã thương lượng rồi, đợi khi vào phòng làm việc bí thư, do Trần Khải lên tiếng, hai người bọn họ tận lực giữ im lặng, nhưng Trương Dương vừa nhìn Hồ Nghiễm Châu, Hồ Nghiễm Châu rõ ràng đây là muốn cho tự nói. Ho khan một tiếng nói Trương Bí Thư yên tâm, bên phía tòa án chúng tôi nhất định sẽ làm việc theo lẽ công bằng, đối với người vi phạm pháp luật, căn cứ điều luật tương quan. Từ nghiêm phạt đến bắt giam. Mã Phi nói, chúng tôi sẽ phối hợp lẫn nhau, nhất định đem chuyện này giải quyết tốt. Người này am hiểu nhất cũng là tâm biểu quyết. Trương Dương nở nụ cười, chút việc nhỏ không cần phải làm cho long trọng như vậy. Trần Khải, Hồ Nghiễm Châu, Mã Phi ba người nhìn nhau, trong lòng đồng thời hò hét. Rốt cuộc là ai làm cho long trọng? Nếu như không phải cậu mượn đề tài để nói chuyện của mình, chuyện tình có thể làm thành cái dạng hiện tại này. Trần Khải nói, Trương Bí Thư, tôi đã hạ thông báo, trong toàn bộ hệ thống công an khai triển một vận động chỉnh đốn tác phong, nhất định phải từ chuyện này rút ra được bài học, khiến cho cảnh viên ghi nhớ, một phút cũng không thể thả lỏng yêu cầu đối với mình. Gã vừa biểu thị quyết tâm vừa nghĩ, dù sao cuối tuần tôi cũng đã đi, cậu thích chơi ai thì chơi, tôi nhắm mắt làm ngơ. Muốn người không biết thì đừng có làm, Trương Đại Quan Nhân tự cho là Trần Khải còn chưa biết gì trong chuyện này, nhưng Trần Khải cũng không phải người thường, huống chi gã còn có một người anh làm thường ủy thành phố Bắc Cảng, bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Bắc Cảng, suy tính của Trương Dương đã bị hai anh em bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Chương 1364, Hiểm nghi tự đề cao 2. Trần Khải nhận định chức vụ điều động lần này là Trương Dương động thủ, thằng nhãi này muốn dùng người nhà. Bởi vì mình gây trở ngại tương lai của hắn tại Tân Hải, cho nên hắn vừa đến liền đá mình đi. Hơn nữa ngay lúc mình đã chuẩn bị rời đi, thằng nhãi này còn ầm ĩ ra phong ba, khiến cho Trần Khải đi cũng không được lưu loát, lần này rời đi đã kín một màu xám xịt. Dưới tiền đề này, Trần Khải đối với vị Trương Bí Thư này là không có bất luận hảo cảm gì. Hồ Nghiễm Châu nói, tối hôm qua tiếp sóng tin tức chúng tôi đều xem, Trương Bí Thư, ngài thật là niềm kiêu ngạo của tất cả Tân Hải chúng ta. Lão già này không mất thời cơ vuốt mông ngựa, Trương Dương cười nói, chuyện gì chỉ cần là lên tivi, dù sao cũng phải mang theo cho một ít màu sắc khoa trương. Trần Khải nói, Trương Bí Thư, chuyện tình lúc đó phát sinh tôi ngay tại hiện trường, tôi cảm thấy tin tức là thực sự cầu thị, cũng không có bất luận khoa trương gì ở bên trong. Trương Dương bỗng nhiên đổi đề tài nói, Trần Khải, người giống như Lưu Tam Nhạc ở chơ xe như vậy hẳn là còn có rất nhiều. Trần Khải nội tâm cả kinh. Không biết Trương Dương đột nhiên hỏi những lời này là có ý gì, biểu hiện của gã vẫn rất chấn định. Trương Bí Thư, về chuyện của chợ xe, ngày hôm qua Hứa huyện trưởng đã phê chỉ thị, từ hôm nay trở đi chợ xe tiến vào chỉnh đốn và cải cách chính thức trong vòng một tuần, ngoại trừ thủ tục bình thường, tất cả giao dịch xe loại 2 đều toàn bộ tạm dừng. Cái này ngược lại đến phiên Trương Dương kinh ngạc, không ngờ rằng huyện trưởng Hứa Song Kỳ phản ứng nhanh như vậy. Trương Dương gật đầu nói, nên chỉnh đốn một chút, nói xong câu đó. Hắn nhìn thời gian một chút. Trần Khải bọn họ đều rõ ràng, Trương Bí Thư muốn hạ lệnh trục khách, quả nhiên không ngoài sở liệu. Trương Dương nói, các người đi về công tác trước đi, buổi sáng 10 giờ, đài truyền hình Trung ương còn có một cuộc điện thoại phỏng vấn, thời gian sắp đến rồi. Trương Đại Quan Nhân cũng không phải tìm cớ cố ý đuổi bọn hắn đi, hắn nói chính là sự thật, vụ ý giúp hắn hẹn ký giả của đài truyền hình Trung ương tiến hành điện thoại phỏng vấn với hắn. Đây là sau khi Trương Dương trải qua nhiều suy tư. Làm ra quyết định cuối cùng, chụp ảnh phải có chút lời thuyết minh, chuyện này thật không thể tiếp tục lăn qua lăn lại, hiện tại toàn bộ tiêu điểm dư luận của Bắc Cảng đều trên người của hắn, khẳng định khiến cho rất nhiều lãnh đạo cảm thấy khó chịu. Lúc Trương Dương tiếp thu phỏng vấn điện thoại của ký giả đài truyền hình Trung ương, thành phố Bắc Cảng ủy đang ở mở họp cuộc họp thường ủy. Bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành tổng kết thành tích công tác sắp tới, vạch ra công tác quý 1 không đủ, căn cứ công tác thống kê hiện nay.
mục tiêu kinh tế quý 1 của thành phố Bắc Cảng bọn họ 89 phần là không được. Trên thực tế mục tiêu kinh tế của Bắc Cảng định ra ít có hoàn thành, cái này cũng tạo thành đại cục nhược thế của Bắc Cảng trong toàn bộ tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đã không chỉ một lần của đề cập qua, Bắc Cảng có điều kiện tài nguyên tốt nhất Bình Hải, nhưng trình độ phát triển kinh tế lại lạc hậu nghiêm trọng. Hạng Thành biết các lãnh đạo đối với công tác của mình tồn tại bất mãn rất lớn, mình còn có 2 năm nhiệm kỳ thì đi, ông ta không có khả năng tiếp tục liên nhiệm tại Bắc Cảng. Hạng Thành ở sâu trong nội tâm đã làm tốt dự định, qua 2 năm, ông sẽ tìm một chỗ thanh nhàn bảo dưỡng tuổi thọ, quay về kinh vẫn có thể xem là một lựa chọn tốt, loại cán bộ cấp bậc giống như ông, trở lại kinh thành sẽ không người lưu ý đến, tại ý nghĩa nào đó lựa chọn như vậy cũng là một loại ẩn cư. Hạng Thành tuy rằng làm tốt kế hoạch vì thời gian tới của mình, thế nhưng ông rõ ràng bây giờ còn chưa phải lúc về hưu, gã vẫn là người điều khiển chiến thuyền Bắc Cảng như cũ, ông phải điều khiển Bắc Cảng tiếp tục đi tới. Hạng Thành sau khi tổng kết xong thì lên tiếng, gần đây, tôi phát hiện của trong đội ngũ cán bộ chúng ta xuất hiện một ít dấu hiệu không tốt, có vài cán bộ vô cùng coi trọng hiệu quả và lợi ích, trong lòng của bọn họ, chức trách chủ yếu của mình không phải làm việc vì dân chúng, không phải không oán, không hối, nỗ lực không ràng buộc, mà là lợi dụng quyền lực của và ảnh hưởng của mình liều mạng vớt chiến tích để tìm kiếm để thăng trên chính trị, đây là một loại hành vi ích kỷ, cán bộ đảng viên chúng ta. Đầu tiên phải nhớ kỹ là, chúng ta là nô bộc của nhân dân. Trách nhiệm của chúng ta là phục vụ người dân, đảng và quốc gia ủy trọng trách cho chúng ta, không phải cho chúng ta hưởng thụ quyền lực, lại càng không phải cho chúng ta lợi dụng quyền lực đi tác tú, chức trách của chúng ta là đi làm chuyện làm đến nơi đến chốn, không phải đi tác tú. Lúc Hạng Thành nói ra lời nói này, các thường ủy đều không nói gì, trong lòng đều nói thầm, lời nói này của Hạng Bí Thư đã chỉ hướng tương đối chính xác, ông ta căn bản là nói Bí Thư huyện ủy Tân Hải Trương Dương. Mấy ngày nay, Trương Dương vừa tin tức lên Bắc Cảng, vừa lên tin tức Bình Hải, còn được đài truyền hình Trung ương tuyên truyền trọng điểm, trong lúc nhất thời vị cán bộ trẻ tuổi này nổi danh hơn phân nửa Trung Quốc, chuyện cứu người là thật, nhưng ai cũng không ngờ ảnh hưởng tạo ra sẽ lớn như vậy, nghe nói ký giả hiện tại muốn phỏng vấn vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này đều xếp hàng dài. Bí thư ủy ban kỷ luật Trần Cương nói, Hạng bí thư nói đúng, một ít cán bộ trong chúng ta ái mộ hư vinh, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm vinh dự và chiến tích, nhưng quên một việc căn bản nhất. Chính trị của chúng ta vĩnh viễn đều là phục vụ cho người dân, trên chính trị không có đường tắt có thể đi, loại hành vi bỏ gốc lấy ngọn này là một loại hành vi lợi dụng điển hình, là một loại hành vi tự mình đề cao. Không ai điểm danh, thế nhưng ai cũng đều rõ ràng bọn họ nói chính là Trương Dương. Ánh mắt của trưởng tổ chức thành phố Bắc Cảng Bộ Mạnh Khải Trí từ đầu đến cuối chăm chú nhìn vào mặt bàn, bình thường cuộc họp thường ủy ông cũng được cho là một người tích cực, thế nhưng ngày hôm nay khác biệt, ông không tiện lên tiếng. Hạng Thành dám đưa ra chuyện này, Hạng Thành có tư bản riêng, Tiết gia cũng là chỗ dựa vững chắc của Hạng Thành, đừng nói một người Trương Dương, cho dù là bí thư tỉnh ủy ít nhiều cũng phải chiếu cố vài phần mặt mũi. Về phần Trần Cương, sở dĩ biểu hiện của ông ta kích động như vậy, đó là bởi vì lợi ích của em trai ông ta đã bị ảnh hưởng. Trương Dương khi đi tới Tân Hải, đã động vào một người quan viên là em trai của Trần Cương Trần Khải, nói chính xác hơn hẳn là trước khi Trương Dương tới nơi này. Từ chuyện này mà xem, người thanh niên Trương Dương này là trải qua lo lắng chu đáo. Nếu như hắn đi tới rồi mới ra tay, khẳng định sẽ tạo thành không đoàn kết trong nội bộ cán bộ, thậm chí sản sinh tâm tình mâu thuẫn. Thế nhưng những quan viên Bắc Cảng nào có dễ bị lừa như vậy, lật ra quá trình làm việc của trưởng cục công an Trình Diễm Đông, rất dễ suy đoán ra nội tình của điều động lần này. Anh em Trần gia lăn lộn trên quan trường nhiều năm như vậy, chút ánh mắt ấy vẫn phải có. Chiêu thức của Trương Dương tuyệt đối không giấu được bọn họ. Nguyên nhân Mạnh Khải Trí không lên tiếng cũng rất đơn giản, Trương Dương đi tới Tân Hải mới điệu thấp không được vài ngày, nhất thời cao điệu lên, lúc này mới tương xứng hình tượng của hắn. Bất quá theo Mạnh Khải Trí xem ra, người ta cao điệu có lý do cao điệu, tác tú cũng được, tự mình đề cao cũng được, bạn nghĩ một người có thể tùy tiện lên đài truyền hình Trung ương. Đừng nói một người bí thư huyện ủy, cho dù là Hạng Thành muốn xuất hiện trong tin tức của đài truyền hình Trung ương cũng không dễ dàng như vậy. Không có hậu trường, có thể sao? Hạng Thành có thể công khai chỉ trích loại hành vi này, ông không sợ đắc tội Trương Dương, ông ta có bối cảnh, Trần Cương theo phụ họa, đó là xuất phát từ tâm lý trả thù, nhưng Mạnh Khải Trí không dám, phía sau của Trương Dương có Văn Quốc Quyền, Tống Hoài Minh đám người này làm chỗ dựa, vô luận người nào cũng không phải ông có thể đắc tội đắc. Hạng Thành nói có thể không có việc gì, ông không thể nói, bên này nếu như ông giúp đỡ nói một câu, làm không tốt sẽ có người truyền ra, nhân tâm để bụng. Mọi người tuy rằng đều là thành viên của cùng một nhóm, nhưng mỗi người đều có bản tính của mình, ai biết người khác sẽ nghĩ như thế nào.
phần lớn người ôm suy nghĩ như Mạnh Khải Chí nhau, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cho nên Hạng Thành lên tiếng chỉ chiếm được Trần Cương nhiệt liệt hưởng ứng, điều này làm cho Hạng Thành càng khó chịu, lúc trước mình lên tiếng, không phải là vừa hô liền có ứng. Nhưng ngày hôm nay lên tiếng thì người ứng lại rất ít, nói chính xác hơn, hẳn là chỉ có một mới đúng. Hạng Thành cũng rõ ràng đám người này không phải cố kỵ Trương Dương, mà là cố kỵ hậu trường của Trương Dương. Thấy phản ứng của những người này, Hạng Thành bỗng nhiên mất đi hăng hái tiếp tục nói, đứng dậy nói, tan họp. Hạng Thành nhìn cũng không nhìn đám thường ủy này mà rời đi, trước kia đây là tình huống rất ít phát sinh, mỗi lần họp thường ủy, Hạng Thành luôn bắt chuyện cười đùa với các vị thường ủy, hàn huyên vài câu, ngày hôm nay đích thật là có chút không tầm thường, ai cũng có thể nhìn ra tâm tình của Hạng Bí Thư không tốt. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền thành phố Bắc Cảng Hoàng Bộ Thành không lâu sau đi tới phòng làm việc của Hạng Thành, tuy rằng bực tức của Hạng Thành là hướng về phía Trương Dương, thế nhưng ông làm việc ở Bộ Tuyên truyền thì trong mấy vấn đề này cũng muốn gánh chịu trách nhiệm nhất định. Các đài truyền hình Bắc Cảng đưa tin về sự kiện Trương Dương cứu người có thể nói là phô thiên cái địa, ông thân là Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền, không nhắc nhở truyền thông chú ý tuyên truyền đúng lúc. Hạng Thành đang uống trà, từ khi nghe người khác nói qua trà Tam Hoa có thể giảm huyết áp, Hạng Thành nhờ người từ Vân Nam mang đến trà Tam Hoa tốt nhất, mỗi ngày pha Tam Hoa dùng để uống, kiên trì một năm thật sự có một ít hiệu quả, khiến cho ông ta hiện tại khi gặp người khác thì cực lực đề cử, Hạng Bí Thư cũng sắp thành người phát ngôn của trà Tam Hoa rồi. Thấy Hoàng Bộ Thành tiến đến, Hạng Thành cười hô, Bộ Thành tới. Hoàng Bộ Thành vốn tưởng rằng Hạng Thành sẽ rất tức giận, nhìn tâm tình của ông ta lúc này tựa như có chuyển biến tốt đẹp, nội tâm khẩn trương nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Hoàng Bộ Thành cười nói, Hạng Bí Thư, tôi đến đây có chút chuyện muốn nói với ngài. Ngồi đi, Hạng Thành rất nhiệt tình bắt chuyện. Hoàng Bộ Thành vừa rồi ngồi xuống, Hạng Thành nói, tôi phát hiện các người càng ngày càng không muốn nói, mở cuộc họp thường ủy mục đích là cái gì? Chính là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng trong cuộc họp, chính là muốn các người lên tiếng. Nhưng các người ngược lại, tất cả đều giả câm điếc, nghe một mình tôi nói, nếu vấn đề gì đều là một mình tôi định đoạt, còn cần các người sao? Thị ủy lãnh đạo chỉ cần một mình tôi làm bí thư là được. Hạng Thành tuy rằng lúc nói đang cười, tức giận trong lòng vẫn không có tan toàn bộ. Hoàng Bộ Thành nở nụ cười một tiếng nói, Hạng Bí Thư tức giận. Hạng Thành nói, không có gì tức giận. Hoàng Bộ Thành nói, thật ra chuyện kia tin tức tuyên truyền không phải ý của chúng tôi cũng rất buồn bực, muốn nói chuyện Trương Dương cứu người tin tức lên đài truyền hình tỉnh cũng không ngạc nhiên, nhưng sao lại lên đến đài truyền hình trung ương. Tôi hỏi thăm một chút mới biết được, lấy tin và biên tập tin tức này là một người ký giả thực tập. Chương 1365, hiệu ứng mặt trái 1. Hạng Thành nói, một người ký giả thực tập có bản lĩnh lớn như vậy. Hoàng Bộ Thành nói, ký giả thực tập gọi là Vũ Ý, cô ấy là con gái của Vũ Bí Thư Cục Điện Tổng. Hạng Thành nhíu nhíu mày, một cậu giật mình tỉnh giấc người trong mộng, ông cuối cùng cũng rõ ràng tin tức Trương Dương cứu người vì sao náo nhiệt như thế. Quả nhiên vẫn là cấp trên có người, Hạng Thành thấp giọng nói quan hệ của Trương Dương và cô ấy tốt. Hoàng Bộ Thành gật đầu, hẳn là như vậy. Ông lại cho thấy thái độ nói, Hạng Bí Thư yên tâm, tôi sẽ thông báo các đài truyền hình Bắc Cảng thể không nên đem chuyện này đưa tin quá độ, khiến cho có ảnh hưởng mặt trái. Hoàng Bộ Thành nói những lời này hiển nhiên là trái lương tâm, ông ta thật sự tưởng tượng không ra loại sự tình này có thể có ảnh hưởng mặt trái cái gì, nhưng Hạng Bí Thư mất hứng. Hai ngày nay bí thư huyện ủy chiếm được trang báo còn nhiều hơn so với bí thư thị ủy, bản thân cũng là công tác tuyên truyền sai lầm, là bọn họ chút xuất hiện vấn đề, tuyên truyền phải dưới chỉ huy của nguyên tắc giai cấp, bí thư đảng ủy Bắc Cảng là Hạng Thành, ở chỗ này phải phục tùng Hạng Bí Thư chỉ huy. Hạng Thành lắc đầu nói, tôi cũng không phải phản đối tuyên truyền, tôi chỉ phản cảm tự mình đề cao, tuyên truyền là chuyện tốt, Trương Dương đồng chí không để ý an nguy cá nhân cứu người quả thật đáng đẩy mạnh tuyên truyền. Thế nhưng phải dưới sự dẫn đạo chính xác của đảng. Hoàng Bộ Thành có chút hồ đồ, trong hồ lô của Hạng Thành rốt cục bán thuốc gì, vừa rồi nói tuyên truyền quá độ chính là ông, lúc này còn nói là chuyện tốt, còn nói đáng đẩy mạnh tuyên truyền, điều này làm cho người nghe có chút không biết theo ai. Một câu nói kế tiếp của Hạng Thành đã làm Hoàng Bộ Thành hoàn toàn rõ ràng, cuối tuần bắt đầu an bài một chút, cho Tiểu Trương an bài vài hội báo cáo sự tích cá nhân tiên tiến. Cho hắn đi trường đảng thành phố làm vài báo cáo, tổ chức cán bộ các cấp đi vào học tập. Cái gì? Trương đại quan nhân nhận được thông báo của Bộ trưởng Tổ chức Thị ủy Hoàng Bộ Thành, hai tròng mắt thiếu chút nữa trừng ra. Âm thanh của Hoàng Bộ Thành rất khách khí, Tiểu Trương à, Hạng Bí Thư điểm danh biểu dương cậu trong cuộc họp thường ủy thị ủy, muốn toàn thể cán bộ thành phố Bắc Cảng hướng cậu học tập,
cậu chuẩn bị một chút, cuối tuần an bài thời gian tới trường đảng Bắc Cảng làm báo cáo cho mọi người. Trương đại quan nhân vẻ mặt đau khổ nói, Hoàng bộ trưởng, quá khoa trương, không phải là cứu một người sao? Không đến mức rêu rao như vậy, tôi thấy hay là quên đi. Sao có thể quên đi? Đây chính là chuyện hạng bí thư tự mình định ra, cậu không phải cứu một người, cậu là cứu mạng hai mẹ con, đưa mắt ra nhìn cán bộ của thành phố Bắc Cảng, ai có quyết đoán như cậu. Chúng tôi cả ngày đều nói mẫu thời đại, cậu chính là ví dụ rõ ràng, Tiểu Trương, chuyện này quyết định như thế, cậu chuẩn bị đi, sở bộ định vào buổi chiều thứ ba, cậu tới trường đảng Bắc Cảng làm báo cáo cho cán bộ trẻ tuổi. Trương đại quan nhân còn muốn nói cái gì, Hoàng Bộ Thành đã cúp điện thoại, căn bản không cho hắn cơ hội từ chối. Trương Dương nắm ống nghe đờ ra, ngây người đủ 3 phút, hắn cảm giác chuyện này bắt đầu chuyển hóa bất lợi, mình đi tới Tân Hải không được vài ngày, thì ầm ĩ ra cái chuyện này, Hạng Thành cho mình đi trường đảng làm báo cáo, chỉ sợ chuyện này chỉ là một bắt đầu, cho dù là phiền phức như vậy, vị bí thư thị ủy cũng không phải cố ý dùng loại phương pháp này chỉnh mình chứ. Biểu hiện ra là nâng mình lên, trên thực tế có tính toán khác. Nguyên tắc cơ bản của té nặng cũng là trèo càng cao té càng nặng. Trương đại quan nhân thở dài, trong lòng suy nghĩ, vụ ý ơi vụ ý, cô thật sự là hại tôi rồi. Hắn phục hồi tinh thần lại, lập tức đem Phó Trường Trinh gọi tới, đi làm báo cáo đương nhiên phải có diễn giải, loại sự tình này đương nhiên muốn giao cho Phó Trường Trinh, lúc đầu cũng là điểm mạnh của Phó Trường Trinh. Phó Trường Trinh nói, thật muốn đi làm báo cáo. Trương Dương nói, tôi đã sớm nói rồi qua, người sợ nổi danh heo sợ mập, cái này được rồi, danh tiếng quá lớn, lãnh đạo biết thời biết thế. Cho tôi đi làm báo cáo, cái này không phải làm khó tôi sao? Phó Trường Trinh cười nói, Trương Bí Thư, khẩu tài của ngài rất tốt, thật ra đi trường đảng báo cáo là chuyện tốt. Trương Dương nói, tôi chỉ sợ lần này đi trường đảng tác báo cáo chỉ là bắt đầu, cậu xem có nhân vật tiên tiến nào dạo chơi toàn quốc làm báo cáo không? Tôi tới Tân Hải là làm chuyện, không phải tới nói bốc nói phét. Phó Trường Trinh nói, vạn sự khởi đầu nan, ngay từ đầu đều là như thế này, Trương Bí Thư. Ngài đi trường đảng Bắc Cảng dạo cũng tốt, vừa vặn có thể làm quen một chút hoàn cảnh, câu thông một chút với cán bộ thành phố Bắc Cảng. Rất nhiều chuyện tốt xử lý không xong có thể chuyển thành xấu, nhưng đồng dạng, nếu như xử lý thỏa đáng, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Trương Dương gật đầu nói, Trường Trinh à, cảm giác cậu gần đây lại có tiến bộ. Phó Trường Trinh cười nói, đi theo bên cạnh ngài lâu, học được rất nhiều, nếu như tôi vẫn dậm chân không tiến, vậy chẳng phải là không biết tiến bộ sao? Trương Dương biết Phó Trường Trinh là khiêm tốn, mình không dạy cho hắn cái gì, nguyên tắc làm việc của mình ở trong quan trường, người khác học không được. Lúc gần ra về, Kỳ Sơn gọi điện thoại đến đây, chuyện của hắn tại Bắc Cảng đã xong xuôi, ngày mai sẽ trở về Đông Giang, cho nên mời Trương Dương buổi tối cùng nhau uống vài ly. Ngày hôm nay là thứ sáu, ngày mai được nghỉ ngơi, Trương Dương đi tới Tân Hải. Đối với chuyện công tác cũng không mưu cầu gì, tổng thể mà nói, hắn nhận thức một ít thành viên lãnh đạo. Thị sát một lần cảng Phúc Long, cứu mẹ con Lý Minh Phương, đi một chuyến đến chợ xe, đem cục công an, tòa án, viện kiểm sát tới cùng nhau liên hợp xử lý một vụ tranh cãi, đây là tình hình chung của Trương đại quan nhân đi tới Tân Hải tuần đầu tiên. Thật ra vừa rồi huyện trưởng Hứa Song Kỳ lại gọi điện thoại đến đây muốn đón gió cho Trương Dương, thuận tiện để các thường ủy gặp nhau, câu thông một chút tình cảm, nhưng Trương Dương đêm nay có việc nên từ chối. Điều này làm cho Hứa Song Kỳ cảm giác được Trương Dương tựa như đang tận lực duy trì khoảng cách với những lão thường ủy bọn họ, ông thật sự có chút không hiểu trong hồ lô của Trương Dương bán thuốc gì, thân là bí thư huyện Tân Hải, hẳn là phải chủ động dung tiến vào vòng tròn lãnh đạo của huyện Tân Hải, gánh tác dụng lãnh đạo, nhưng từ khi đến đây, ngoại trừ làm anh hùng một lần, náo loạn chút tranh cãi, chính sự khác đều không cứng rắn, công tác đảng tất cả đều giao cho phó bí thư Lưu Kiến Thiết, chuyện lớn chuyện nhỏ trong huyện hắn đẩy qua cho mình. Biểu hiện ra nhìn hắn không có dục vọng về quyền lực, thế nhưng hắn làm ra tam đường hội thẩm tại chợ xe, chuyện này luôn có vẻ không phải bình thường như vậy. Trương Dương nghe được Kỳ Sơn mời mình, rất nhanh đáp ứng, Kỳ Sơn nói, Trương Bí Thư, cậu sắp ra về rồi phải không, tôi đi đón cậu. Trương Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, quả thật đã tới lúc ra về, hắn ừ một tiếng, được rồi, 15 phút sau, đến cửa lớn trung tâm hành chính đón tôi. Trương Dương buông điện thoại. Phó Trường Trinh cũng đến đây giúp hắn thu dọn chỉnh lý, vì chuẩn bị ra về. Trương Dương nói, Trường Trinh, cuối tuần có an bài gì không? Không có chuyện gì thì theo tôi cùng đi ăn. Phó Trường Trinh cười nói, không được, tôi không thể uống rượu, hơn nữa,
ngài vừa rồi giao cho tôi nhiệm vụ tôi còn phải từ từ suy nghĩ, tranh thủ viết xong bài diễn thuyết cho ngài sớm một chút. Trương Dương gật đầu nói, cũng tốt, hắn phỏng chừng thời gian đã không khác biệt, lấy ra áo gió, sau khi mặc vào đi ra phòng làm việc, trong hành lang gặp Phó Bí Thư Huyện ủy Lưu Kiến Thiết. Lưu Kiến Thiết thấy Trương Dương đi ra, vẻ mặt nụ cười nói, Trương Bí Thư, ra về à? Trương Dương từ lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn ra Lưu Kiến Thiết là một mặt Phật cười, cả ngày trên mặt đều lộ vẻ hiền lành, nhưng người này sâu cạn hắn còn không biết. Trên thực tế Trương Dương đối với Thường ủy hiện nay đều không biết, muốn hoàn thành chuyện này cần thời gian. Trương Dương cười nói, ừ ra về. Lưu Kiến Thiết nói, Trương Bí Thư cuối tuần có tính đến đâu nghỉ ngơi không? Trương Dương nói, cùng bạn bè uống chút rượu. Lưu Kiến Thiết cười nói, Trương Bí Thư, mấy người chúng tôi chuẩn bị tiệc hoan nghênh cho ngài đến bây giờ cũng chưa có cơ hội ăn nữa. Trương Đại Quan Nhân trong lòng nói chỉ có biết ăn thôi, ăn công khoản trong lòng sảng khoái như thế. Coi bộ dạng tai to mặt lớn của Lưu Kiến Thiết, 10 phần là do ăn của công mà ra, Trương Dương nói cuối tuần, tranh thủ cuối tuần. Cái bữa cơm này sớm muộn gì cũng phải ăn. Lưu Kiến Thiết liên tục gật đầu, vậy quyết định như thế, đúng rồi Trương Bí Thư, tôi nghe nói ngài muốn đi trường đảng thành phố làm báo cáo. Trương Dương thở dài nói, tôi còn đang phiền vì chuyện này, vốn là một chuyện bình thường, bây giờ khiến cho dư luận xôn xao, toàn bộ Bắc Cảng không ai không biết, hạng bí thư điểm danh cho tôi đi trường đảng làm báo cáo cho cán bộ trẻ tuổi, nhớ tới chuyện này tôi liền có chút nhức đầu. Lưu Kiến Thiết trong lòng nói đâu chỉ Bắc Cảng, đài truyền hình trung ương ngài cũng lên rồi. Ông cho rằng biểu hiện hiện tại của Trương Dương là được tiện nghi khoe mã, trẻ tuổi có cái gì không tốt, cần phải tỏ vẻ nguy hiểm. Nhưng Lưu Kiến Thiết không thừa nhận cũng không được, người ta là bí thư huyện ủy, quả thật có tư cách tỏ vẻ nguy hiểm trước mặt bọn họ. Lưu Kiến Thiết âm thầm cảm thán, Trương Dương có mạng tốt như vậy, trẻ tuổi như vậy mà đã leo lên đến chức bí thư huyện ủy. Mình vùi đầu khổ làm cả đời, 51 tuổi còn phải làm trợ thủ cho hắn, thật sự là người so với người tức chết người mà. Nghĩ thì nghĩ vậy, Lưu Kiến Thiết đương nhiên rõ ràng Trương Dương làm sao lên làm bí thư huyện ủy, người ta có phó tổng lý quốc gia làm cha nuôi. Còn có một cha vợ là bí thư tỉnh ủy của Bình Hải, đừng nói bí thư huyện ủy, bí thư thị ủy cũng không ngạc nhiên, Lưu Kiến Thiết trên mặt cười đến sán lạn, trong lòng phiền muộn miễn bàn. Trương Dương và Lưu Kiến Thiết trò chuyện, không kéo dài một hồi. Đi tới ngoài cửa, thấy chiếc xe của Kỳ Sơn chờ ở đây từ lâu, Kỳ Sơn đem cửa sau mở ra, hô Trương bí thư lên xe. Trương Dương ngồi vào, mới nhìn đến Vũ Ý An vị tại vị trí cạnh người lái. Không khỏi nở nụ cười, Vũ đại ký giả, trùng hợp như thế à? Vũ Ý nói, làm quan cũng là dối trá, trùng hợp cái gì? Công tác phỏng vấn của tôi tại Tân Hải tất cả đều kết thúc, ngày mai trở về Bắc Cảng, Kỳ Tổng gọi điện thoại nói muốn gặp mặt, dù sao tôi cũng không có chuyện gì, đương nhiên muốn tới, có người mời ăn, không ăn thì uổng. Trương Dương cười nói, Vũ Ý, loại tâm tính này của cô cũng không được, đem Kỳ Tổng trở thành thổ hào thân sĩ, cô đây là muốn quân bần phú. Kỳ Sơn trưng cầu ý kiến của bọn họ nói, cảng cá Phú Lâm. Trương Dương nói, đừng, hai ngày nay ăn hải sản đủ rồi, đổi món khác được không? Kỳ Sơn nói, vậy đi ăn thịt dê, Ngũ Ca, đi quán thịt dê Tôn Nhất Đinh. Chương 1366, hiệu ứng mặt trái. 2. Kỳ Sơn vô cùng quen thuộc Tân Hải, Vũ Ý quay đầu lại, nói với Trương Dương, điện thoại phỏng vấn của đài truyền hình trung ương thế nào? Trương Dương cười khổ nói, đừng nói với tôi cái chuyện này, cô vừa nói, tâm cắn cô tôi cũng có rồi đấy. Kỳ Sơn ở một bên cười ha ha. Vũ Ý cười hì hì nói, có cần độc ác như vậy không? Trương Dương nói, tôi chỉ biết nổi tiếng không phải là chuyện tốt, hiện tại được rồi, hạng bí thư tự mình điểm danh tôi, muốn cho tôi cuối tuần này đi trường đảng làm báo cáo cho cán bộ học tập. Vũ Ý nói, báo cáo về sự tích tiên tiến à? Tốt. Đến lúc đó tôi mang theo thợ quay phim cổ vũ cho anh. Trương Đại Quan Nhân cười khổ nói, Vũ đại ký giả, coi như tôi cầu cô đừng hãm hại tôi nữa, tôi tới Tân Hải là vì công tác chứ không phải là vì làm anh hùng, càng không phải là đi diễn thuyết lưu động, hai ta có thể nói rõ luôn, tôi tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình trung ương, còn cô sau này cũng không được nhắc lại chuyện này. Vũ Ý nói, được, tôi đáp ứng là được chứ gì. Hiện tại cô ấy cũng tin tưởng là mình đã mang đến phiền phức cho Trương Dương. Lúc xe chạy qua chợ giao dịch xe, Trương Dương ghé đầu vào cửa sổ nhìn một chút. Kỳ Sơn nói, chợ xe của các người sao đột nhiên lại ngừng kinh doanh chỉnh đốn thế? Trương Dương nói, tình huống cụ thể thì tôi không rõ lắm, là Hứa huyện trưởng tự mình ra lệnh,
tiêu thụ xe mới thì tiến hành bình thường, còn giao dịch xe loại 2 thì tạm dừng một tuần, nói là muốn chỉnh đốn trật tự trong lòng hắn đương nhiên rõ ràng, lần chỉnh đốn này là do hắn mà ra, bất quá phản ứng lần này của Hứa Song Kỳ cũng vô cùng đúng lúc, khiến cho Trương Dương cảm thấy phía sau lần chỉnh đốn này có thể có chút huyền cơ. Trương đại quan nhân hiện tại chỉ lẳng lặng quan sát, mặc dù có cái gì không đúng cũng tạm ghi nhớ trong lòng, hắn nhớ đến một câu gọi là rút dây động rừng, mình gây ra chuyện như vậy tại chợ xe, 8-9 phần là đã đạt được hiệu quả này. Kỳ Sơn nói, vốn định mua một chiếc xe thích hợp. Trương Dương vừa nghe liền hứng thú, Kỳ Sơn, anh mua xe còn cần đến một chỗ nhỏ như Tân Hải. Ở Đông Giang dạng xe gì mà không có. Kỳ Sơn nói, Trương Bí Thư, xem ra cậu vừa đến Tân Hải. Đối với tình huống nơi này đúng là chưa biết gì. Trương Dương nói, tôi ít nhiều cũng nghe nói một chút, Kỳ Sơn, anh muốn mua xe buôn lậu. Kỳ Sơn nở nụ cười. Trương đại quan nhân nói bóng nói gió, Kỳ Sơn, tôi tới Bắc Cảng cũng nghe không ít người nói qua, ở đây xe buôn lậu tràn lan, chợ xe Tân Hải cũng là nguồn cung cấp xe buôn lậu chủ yếu. Kỳ Sơn nói, tôi cũng nghe nói qua, nhưng nội tình cụ thể thì tôi cũng không biết, danh tiếng của chợ xe Tân Hải rất lớn. Nhưng cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng đi qua, lần này chuẩn bị đi xem, không ngờ rằng lại bị đóng cửa chỉnh đốn. Trương Dương nói, tôi rất buồn bực, những chiếc xe buôn lậu này làm sao lấy được bảng số. Kỳ Sơn nhìn Trương Dương, lập tức ý thức là Trương Dương muốn moi tin từ miệng mình, Kỳ Sơn cũng không có biểu hiện ra phòng bị nhiều, mỉm cười nói, xe buôn lậu muốn lấy bảng số cũng có vài loại phương thức, thông thường nhất cũng là làm sáo bài, tức là làm bảng số xe giả. Bình thường đều là xe của thành phố khác hoặc thậm chí của tỉnh khác, loại phương pháp này rất đơn giản, nhưng cũng ồn tại nguy hiểm, nếu như bị cảnh sát tra được, hoặc là xảy ra sự cố giao thông, chuyện làm bảng số giả sẽ lập tức bị lộ. Không chỉ bị phạt tiền, nghiêm trọng hơn là sẽ bị bắt. Trương Dương còn muốn hỏi, thì xe ô tô đã đi đến quán thịt dê. Bọn họ xuống xe, Ngũ Ca và Vũ Ý đi vào, Trương Dương và Kỳ Sơn cũng không lập tức đi vào, mà đứng ở cửa nhìn cảnh giết dê. Kỳ Sơn tiếp tục đề tài hồi nãy, còn có một loại phương pháp, đi quan hệ đem phi pháp biến thành hợp pháp. Thế nào là đem phi pháp biến thành hợp pháp? Trương đại quan nhân càng nghe càng muốn truy hỏi đến cùng. Biểu hiện của Kỳ Sơn ngày hôm nay đặc biệt kiên trì, ra tiền cho hải quan làm giấy tờ phi pháp, sau đó tiến hành bán đấu giá công khai. Ở giữa cái này có cái gì không? Kỳ Sơn nói nếu như là chiếc xe trên 1 triệu đồng, ra tiền cho hải quan làm giấy tờ giả xong. Sau đó dùng giá cực thấp bán đi, bên trong vẫn có được tiền lãi kinh người. Trương Dương bỗng nhiên nhớ đến vụ án xe đen tại Đông Giang trước đó, Chu Vân Phàm cũng là người buôn lậu xe, đi quan hệ làm bảng số kiếm lời kếch xù. Trong trường phong ba đó, hồ nhân như bị liên lụy rất nhiều, còn bị giam giữ và thẩm tra một trận. Nói như vậy Tân Hải cũng chính là con đường mà Chu Vân Phàm buôn lậu rồi. Kỳ Sơn nói, còn có một phương pháp khác nữa, cũng chính là bên buôn lậu xe, trực tiếp có người tiếp hàng. Chuyển ra nước ngoài, làm bảng số bên nước ngoài, đúng rồi, cậu còn nhớ rõ vụ án buôn lậu mấy năm trước của Chu Vân Phàm không? Trương Dương gật đầu. Kỳ Sơn nói, nghe nói, Chu Vân Phàm cũng là nhập hàng như vậy. Trương Dương nói, từ nơi này đến Đông Giang cũng không phải là gần. Kỳ Sơn cười nói chung những người này đều có biện pháp, nếu không Chu Vân Phàm lúc trước cũng sẽ không kiếm nhiều tiền như vậy. Trương Dương nói, anh cũng rất có tiền. Kỳ Sơn nở nụ cười ha ha, cái loại chuyện buôn lậu tình tôi không chạm vào. Trương Dương nói, Chu Vân Phàm khi chạy án, có người thì nói anh là thủ phủ Đông Giang. Kỳ Sơn cười lắc đầu nói, chút tài sản của tôi sao có thể được cho là thủ phủ, nói ra chỉ làm trò cười cho người trong nghề, kẻ có tiền của Đông Giang rất nhiều, muốn nói thủ phủ, đầu tiên phải chọn bên trong đám con cháu của cán bộ cao cấp, tôi nói thật, tại Đông Giang tôi ngay cả hạng 10 còn không vào được. Trương Dương cười nói, khiêm tốn, anh quá khiêm tốn, anh cũng là con cháu cán bộ cao cấp mà. Cậu của Kỳ Sơn là thị trưởng Đông Giang Phương Chi Đạt, cho nên Trương Dương mới có thể nói như vậy. Kỳ Sơn thở dài nói, hầu như tất cả mọi người cho rằng tôi sở dĩ có ngày hôm nay là được cậu của tôi chiếu cố, nhưng trên thực tế, sinh ý của tôi không bao giờ hỏi qua, tôi ở bên ngoài buôn bán cũng không nhắc tới tầng quan hệ này. Vũ Ý gọi món đi ra, thấy bên ngoài đang giết dê. Không khỏi nhíu nhíu mày, thật tàn nhẫn, thấy cái cảnh máu chảy đầm đìa này, các người còn nuốt trôi nổi sao? Kỳ Sơn nói, không có tàn sát sẽ không có mỹ vị. Vũ Ý nói, quân tử không bằng đầu bếp. Trương Dương và Kỳ Sơn liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lắc đầu, chăm miệng một lời nói, tôi không phải là chính nhân quân tử cái gì.
hai người đồng thời nở nụ cười. Năng lực thừa nhận tâm lý của Vũ Ý vẫn là rất mạnh, mặc dù thấy được máu tanh, vẫn đang ăn rất ngon, Trương Đại Quan Nhân không khỏi trêu ghẹo nói, cô không phải nói quân tử không bằng đầu bếp sao? Vũ Ý nói, tôi không phải quân tử. Kỳ Sơn nói, Trương Bí Thư đã quên, còn có một câu nói gọi là, tiểu nhân và đàn bà đều khó nuôi như nhau. Vũ Ý dựng thẳng mày nói, này, các người quá đáng thật, hai người đàn ông cấu kết khi dễ một thiếu nữ. Trương Dương nói, thôi đủ rồi, cô mà là thiếu nữ cái gì, tôi bị cô khi dễ đến sứt đầu mẻ trán đây nè. Vũ Ý liếc mắt nhìn hắn nói, lòng dạ hẹp hòi. Trương Dương nói, tôi hiện tại vừa nghĩ đến việc đi trường đảng báo cáo thì đau đầu. Hắn đứng dậy đi toilet, lúc đi ra gặp viện trưởng tòa án Hồ Nghiễm Châu. Hồ Nghiễm Châu thấy Trương Dương, không khỏi sửng sốt một chút, ông ta hiển nhiên không ngờ rằng lại gặp phải Trương Dương ở chỗ này, bên cạnh của Hồ Nghiễm Châu còn có một người đàn ông thân hình cao lớn tử. Người kia ăn mặc vô cùng quý phái, trên tay đeo nhẫn kim cương bạch kim cực lớn làm tục khí của ông ta lộ ra vài phần. Hồ Nghiễm Châu cười đi qua, cung kính nói, Trương Bí Thư, trùng hợp như thế, ngài cũng tới đây ăn. Trương Dương cười tủm tỉm gật đầu nói, uống chút rượu với bạn bè. Hồ Nghiễm Châu đem người trung niên bên cạnh giới thiệu cho Trương Dương, ông chủ Đinh, vị này chính là Trương Bí Thư của huyện ủy chúng ta. Người trung niên nghe được Hồ Nghiễm Châu giới thiệu, lập tức làm mặt cười đến sán lạn không gì sánh được, thân thể cao to nhất thời cung kính xuống, hai tay đưa qua cầm tay của Trương Dương nói, xin chào Trương Bí Thư, tôi là Đinh Cao Thăng của thương vụ Hằng Mậu. Trương Dương nhàn nhạt gật đầu, xin chào. Nói xong hắn rút tay, hướng hai người cười cười nói, tôi đi toilet. Hồ Nghiễm Châu và Đinh Cao Thăng đứng ở nơi đó cung kính chờ Trương Dương rời đi, bọn họ mới trở về phòng của mình. Trương Dương trở lại phòng của mình không lâu, Hồ Nghiễm Châu và Đinh Cao Thăng tới đây kính rượu. Bọn họ mang đến chính là một chai Mao Đài cất 30 năm. Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người ta tìm đến cửa, Trương Dương không thể từ chối được, đành uống hai ly rượu với mỗi người, hai người này cũng coi như thức thời, kính rượu xong lập tức đứng dậy rời đi. Không có ở lại, bình rượu Mao Đài đương nhiên để lại cho Trương Dương. Bọn họ đi không lâu, người phục vụ lại bắt đầu mang đồ ăn lên, đầy đủ 8 món, Vũ Ý có chút sửng sốt, cô ấy cũng không gọi nhiều đồ ăn như vậy. Trương Dương không cảm thấy kỳ quái, không cần hỏi, nhất định là Hồ Nghiễm Châu bọn họ cho thêm đồ ăn. Ba người ăn cơm xong, Kỳ Sơn lúc đi tính tiền lại được nói cho biết, Đinh Cao Thăng đã trả xong. Trên ô tô, Kỳ Sơn cười nói, Trương Bí Thư, xem ra sau này đi ra với cậu không cần tôi trả tiền. Trương Dương cười cười, cũng là anh trả tiền tôi ăn mới thoải mái. Tiễn Kỳ Sơn đi, Trương Dương vốn định thứ bảy chủ nhật hai ngày này đi dạo xung quanh Tân Hải, cảm thụ một chút dân phong, thể nghiệm và quan sát một chút dân tình, nhưng buổi sáng thứ bảy Lương Thành Long, Đinh Triệu Dũng, Trần Thiệu Bân, Cao Liêm Minh, Viên Ba, Triệu Tĩnh, Thường Hải Long, Thường Hải Tâm cái đoàn người này từ Đông Giang chạy tới, nói văn vẻ là vì tiễn đưa Trương Dương. Cái bữa cơm này lúc đầu ăn tại Đông Giang, nhưng Trương Dương đi quá đột nhiên, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn tới Tân Hải tiễn đưa, dựa theo lời Trần Thiệu Bân nói thì là đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Trương Đại Quan Nhân không thích nghe cái này, cốc đầu của Trần Thiệu Bân một cái, cậu mới đi Tây Thiên đấy. Đám người này lái một chiếc Mercedes-Benz đến đây, phụ trách lái xe chính là hai tài xế, một người là tài xế chuyên trách của Lương Thành Long, còn có một là Chu Sơn Hổ. Trương Dương vốn tưởng rằng Chu Sơn Hổ là đến đây thăm mình, nhưng không ngờ rằng Chu Sơn Hổ lặng lẽ nói cho hắn biết, là Tần Bí Thư bảo hắn tới, còn bảo hắn tiếp tục làm tài xế cho Trương Dương, có hắn bên người, Trương Dương làm việc tương đối tiện hơn. Trương Đại Quan Nhân trong khoảng thời gian này quả thật cảm thụ được mình lái xe không phải chuyện tốt, tài xế mà bên phương diện Tân Hải cho hắn lại không hợp tâm ý, vẫn là người một nhà tốt hơn, Chu Sơn Hổ đối với hắn tuyệt đối là trung thành và tận tâm. Trương Dương mang theo đám người này đi tới nơi ở của mình, tất cả thấy căn biệt thự nà xong đều không kìm lòng được phát ra tiếng than sợ hãi. Lương Thành Long coi như kiến thức rộng rãi, nhìn biệt thự từ trong ra ngoài một lần, hướng Trương Dương nói, tôi nói Trương Bí Thư này, quá xa xỉ thì phải. Chỗ ở của Bí Thư tỉnh ủy so ra cũng không bằng chỗ của cậu đấy. Chương 1367, phiền não của tiểu cao 1. Trương Dương cười mắng, cậu trở về hỏi chú của cậu ấy. Thường Hải Long xuất thân trong thiết kế, đưa ra rất nhiều ý kiến đối với thiết bị lắp đặt thiết kế của phòng này, dựa theo lời nói của hắn mà nói, nhà ở tốt như vậy, tất cả đều bị lắp đặt thiết bị không hợp lý đạp hư. Trương Dương mời mọi người ngồi ở phòng khách, vốn định đi châm trà cho bọn họ, Triệu Tĩnh và Thường Hải Tâm giành đi làm.
Viên Ba lúc trước đã tới Tân Hải, bất quá cũng là chuyện của 10 năm trước, trong ấn tượng của hắn, Tân Hải cũng là một thị trấn nhỏ đổ nát, ngày hôm nay đến đây lúc đi qua nội thành thì ấn tượng cũng không được tốt, tuy rằng mọc ra rất nhiều nhà cao tầng, đường cũng rộng rất nhiều, thế nhưng trật tự giao thông hỗn loạn, vệ sinh nội thành loạn cả lên, tổng kết một chữ cũng là loạn. Có thể vào Hải Dương Hoa Viên, thì có loại cảm giác rộng mở trong sáng. Viên Ba cảm thán nói, nếu như vệ sinh thành phố của Tân Hải các người cũng giống như gia thuộc viện huyện ủy là tốt rồi. Trương Dương cười nói, chờ lần sau anh tới sẽ không giống. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trong lòng hắn có một suy nghĩ chỉnh sửa sơ bộ đối với tương lai tới của Tân Hải, bộ mặt thành phố khẳng định là trọng điểm chỉnh sửa đầu tiên. Lương Thành Long nói, thấy căn nhà ở này, tôi mới cảm giác được làm quan thật tốt, thật có chút hối hận, lúc trước tôi một lòng một dạ đi buôn bán, thật sự là ngốc, nếu như lựa chọn làm quan tôi hiện tại cũng có thể làm một huyện thái gia. Cao Liêm Minh nói, anh không được. Lương Thành Long trừng mắt liếc hắn nói, đứa nhỏ nhà ai nói bậy bạ gì đó. Tôi sao lại không được? Cao Liêm Minh hỏi ngược lại, anh có cha vợ là bí thư tỉnh ủy sao? Mọi người liền nở nụ cười. Trương đại quan nhân lúc này mới ý thức được thằng nhãi này là công kích mình, vung cái tát lên đánh vào mông của Cao Liêm Minh, muốn bị ăn đòn rồi. Ai mà không biết, tôi sở dĩ có được toàn bộ ngày hôm nay, là tôi vùi đầu cực khổ làm đến nơi đến chốn đi từng bước lên tới. Trần Thiệu Bân nhấp một ngụm trà nói, người khác không biết, tôi còn có thể không biết, Trương Dương sở dĩ có ngày hôm nay, không ai dựa vào, người ta đó là bản lĩnh thật sự. Các người ai có dũng khí dám leo lên đến cần chục hình tháp 50 mét cứu một người thiếu phụ. Tuy rằng nói người thiếu phụ này lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng sắc đảm bao thiên cũng phải lo lắng. Cái ót đã trúng một cú đánh, Trương đại quan nhân mắng, cái miệng của cậu là đê tiện nhất, còn đê tiện hơn cả Cao Liêm Minh. Hắn làm một chiêu nhất tiễn song điêu, đem hai tên nhóc mắng. Đinh Triệu Dũng chỉ là cười, lúc này bị Triệu Tĩnh lôi lên sân thượng ngắm cảnh biển. Bởi vì thành em vợ của Trương Dương, địa vị của Đinh Triệu Dũng trong đám người này cũng giảm xuống, trong lời nói hắn không chiếm được nửa điểm tiện nghi, cho nên Đinh Triệu Dũng thẳng thắn ít chen vào nói. Thường Hải Tâm rụt rè ngồi ở chỗ kia, cô ấy rất ít nói chuyện nhưng thỉnh thoảng cũng gặp ánh mắt của Trương Dương, liền toát ra tưởng niệm mà người bên cạnh không thể nhận thấy được. Trương Dương nói, chỉ biết trò chuyện, tôi còn không ăn cơm nữa, buổi trưa chúng ta đi cảng cá Phú Lâm thế nào? Quán hải sản tốt nhất Tân Hải. Lương Thành Long nói, đến chỗ nào ăn hải sản đều là một mùi vị, cũng không phải độc đáo gì, ở chỗ này ăn đi, nhà ở hải cảnh ăn hải sản, uống nhiều ngủ ngay tại chỗ không có buồn phiền. Hắn vẫy vẫy tay hướng Chu Sơn Hổ nói, Sơn Hổ, cậu cùng Lão Triệu đi chợ hải sản gần đây mua chút hải sản đến đây, để ý mua nhiều đồ tươi một chút. Hắn từ trong bóp ra móc ra một xấp tiền mặt đưa cho Chu Sơn Hổ. Trương Dương nói, sao có thể chứ, đến đây hẳn là tôi mời khách. Lương Thành Long cười nói, được rồi, với chút tiền lương của cậu, không tham ô thì một tháng cũng mời không nổi một lần. Trương đại quan nhân bị nghẹn nói không ra lời, trong mắt đám người này thì làm quan sẽ không có người tốt sao. Ngày nào đó phải rượt dây bí thư Lương, khiến cho lão Lương đồng chí ân cần thăm hỏi cháu trai của mình mới được. Thường Hải Tâm đứng dậy nói, tôi đi theo xem mua cái gì. Viên Ba cười nói, để tôi đi cho, tôi xuất thân từ quán cơm mà. Bọn họ rời đi rồi Trần Thiệu Bân không biết từ chỗ tìm ra một bộ mặt trượt, ồn ào muốn đánh bài, Lương Thành Long, Đinh Triệu Dũng, Thường Hải Long cùng hắn đi vào trong phòng tranh tài. Triệu Tĩnh đi tới bên cạnh của Trương Dương ngồi xuống, mở tivi, cười nói, anh, hai ngày nay em có xem đi xem lại đoạn tin tức của anh thật là oai phong, thật đẹp trai. Bạn học trước của em đều hỏi thăm anh, còn hỏi anh có người yêu hay chưa, anh cũng sắp thành thần tượng của thiếu nữ rồi. Trương đại quan nhân cười nói, đối tượng nôn mửa mới đúng. Triệu Tĩnh nhìn hắn nói, anh của em đẹp trai như thế, không đi đóng phim thật là đáng tiếc. Trương đại quan nhân hai chân để lên trên bàn trà, em đem anh ra so sánh với những người lòe lòe đó, cái này không phải mắng anh sao? Triệu Tĩnh ôm cánh tay hắn nói, anh là người em tôn kính nhất. Sao em có thể mắng anh chứ? Trương Dương nở nụ cười ha ha, đưa tay lên đỉnh đầu cô ấy xoa nhẹ một chút theo thói quen, Triệu Tĩnh nói a, ghét quá, nhiều năm như vậy, sao anh còn không đổi được cái thói quen xấu này, kiểu tóc đều bị anh làm hư hết rồi. Thì sửa lại, Tiểu Tĩnh, chuyện kết hôn chuẩn bị tốt chưa? Triệu Tĩnh nói, không có gì chuẩn bị, bọn em cũng không dự định làm lớn, hôn lễ vô cùng đơn giản là được, sau khi kết hôn bọn em cũng ở riêng. Cô ấy nhìn thoáng qua hướng phòng đánh bài,
sau đó nhỏ giọng nói với Trương Dương, em và mẹ của anh ấy vẫn không được. Trương Dương nói, Tiểu Tĩnh, nếu kết hôn thì nên làm tốt quan hệ, đừng khiến cho Triệu Dũng khó xử. Trương đại quan nhân vẫn rất lo lắng vì đại cục. Triệu Tĩnh gật đầu, cô ấy nói tránh đi anh và chị Yên Nhiên thì lúc nào? Trương Dương nói, lúc đầu anh muốn lần này cùng cô ấy đi lấy giấy hôn thú, nhưng Yên Nhiên nói chờ một chút, cô ấy hiện tại có sinh ý làm, bên anh vừa tới Tân Hải, chuyện kết hôn chờ tất cả ổn định xuống, chậm nhất sẽ không vượt quá sang năm. Triệu Tĩnh nói, lúc đầu em nghĩ hai người năm nay là có thể kết hôn. Trương Dương cười nói, anh không có gấp vậy. Lúc này chuông cửa vang lên, Triệu Tĩnh giành đi mở cửa vừa nhìn, đứng ngoài cửa là hai cô gái xa lạ, lớn lên đều rất đẹp, hai người này chính là Lâm Học Tĩnh và Cảnh Minh Minh, các nàng đến đây quét dọn vệ sinh, thấy Triệu Tĩnh các nàng cũng sửng sốt, các nàng không ngờ rằng trong nhà Trương Bí Thư có những người khác, Triệu Tĩnh nhanh chóng nói, anh. Trương Dương đứng dậy nhìn một chút, cười nói, là hai người các người, nhà của tôi có bạn bè tới, tiến vào ngồi, tiến vào ngồi. Lâm Học Tĩnh và Cảnh Minh Minh có chút ngượng ngùng nói, Trương Bí Thư, chúng tôi là đến đây hỗ trợ quét dọn vệ sinh, nếu ngài có bạn đến, chúng tôi đi trước, chờ đến lúc rảnh thì nhắn lại cho chúng tôi. Trương Dương cười gật đầu. Nghe được ngoài cửa có âm thanh của nữ, Cao Liêm Minh và Trần Thiệu Bân còn đang đánh bài đều buông bài đi ra, hai người đều là người có da mặt đủ dày, Trần Thiệu Bân nói, đừng đi, ở lại cùng nhau ăn. Cao Liêm Minh phụ họa nói, đúng vậy, đúng vậy. Bọn họ vừa nói, Lâm Học Tĩnh và Cảnh Minh Minh lại càng không dám ở lại, cuống quýt cáo từ Trương Dương rồi đi. Nghe nói hai vị mỹ nữ này đều là do trong huyện an bài cho Trương Bí Thư, phụ trách chiếu cố cuộc sống hàng ngày của hắn, Cao Liêm Minh hâm mộ đến nước bọt đều chảy ra, Trần Thiệu Bân cũng là hai mắt tỏa sáng, tôi quyết định rồi, bỏ thương theo chính, các người nói tôi hiện tại theo chính còn kịp không? Trương Dương nói, loại kẻ xấu như cậu là kiên quyết không cho lăn lộn vào trong đội ngũ cán bộ chúng tôi. Cao Liêm Minh nói, Trương Bí Thư, ngài còn thiếu cố vấn pháp luật không? Thật sự không được cho tôi đảm đương viện trưởng tòa án cũng được. Trương Dương nói, cậu đừng tìm tôi, tìm lão gia tử nhà cậu đi, ba cậu là sở trưởng sở công an tỉnh, chỉ cần ông ấy lên tiếng, cho cậu một chức quan cũng không phải dễ dàng. Cao Liêm Minh nói, đừng nói đến ba tôi, ông ấy hiện tại không thèm để ý đến tôi. Tên nhóc cậu không phải đi Hong Kong làm luật sư sao? Lúc này mới vài ngày mà đã trở lại. Cao Liêm Minh nói, chất lượng con gái bên Hong Kong không được, tôi đang trong độ tuổi yêu đương, đi bên kia, lỡ như đem thời kỳ hoàng kim của tôi trôi qua, sau này nếu như ế vợ, tôi tìm ai đền. Trương Dương cười nói, tôi coi như rõ ràng vì sao Cao sở trưởng phiền cậu, tên nhóc cậu chưa trưởng thành, cái gì cũng không được, lúc trước cậu theo tôi ở tại ủy ban thể dục Nam Tích. Cao Liêm Minh giơ hai tay xin khoan dung nói, đại ca, tôi cầu anh, tôi không nói nữa không được sao. Lúc này khác biệt ngày xưa, tôi hiện tại cũng là không có việc làm, ngồi buồn đến phát sầu, nhớ tới ngày xưa cũng phát sầu, lúc trước tôi nếu như kiên trì, hiện tại nói thế nào cũng phải lên đến cấp phó sử, tôi hối hận không nghe lời anh nói, tự hủy tương lai. Trong lòng Trương Dương nói tâm của cậu còn lớn hơn cả tôi nữa, tôi dốc sức trong quan trường 4 năm lúc này mới lăn lộn đến cấp chính sử, tên nhóc cậu 1 năm rưỡi đã muốn làm phó sử, không biết trời cao đất rộng. Lúc trước Cao Liêm Minh là bởi vì truy cầu Trung Tú Tú không thành, cho nên mới nản lòng thoái chí đi xa tha hương. Cao Liêm Minh nói, anh, tôi tìm anh nương tựa được không? Trương Dương nói, cậu có thể làm gì? Cao Liêm Minh cảm giác được bị tổn thương tự tôn, đừng coi thường người, tôi tốt xấu gì cũng lấy được bằng luật sư tại nước Mỹ. Trương Dương nói, tôi hiện tại thật sự hoài nghi cậu ở nước Mỹ làm gì, dù sao cũng không ai tận mắt thấy, nước Mỹ còn phát đạt hơn chúng ta, cái khác không nói. Cũng là nhiều bằng cấp giả hơn Tân Hải, ở Tân Hải tôi cũng có thể làm được cái bằng bác sĩ. Trương đại quan nhân tuyệt đối không có khoa trương, làm bằng cấp giấy tờ giả tại Tân Hải thật đúng là nhiều, cái đó có quan hệ với vùng Duyên Hải, có nhu cầu thì có thị trường sẽ tự nhiên sinh ra sản nghiệp, đây là quy luật kinh tế được các Marx nghiệm chứng. Cao Liêm Minh đỏ mặt, tôi dù sao cũng thi cử đàng hoàng mà. Trương Dương nói, loại công tử như cậu, tôi dùng không nổi. Vẫn là thanh niên thuần phát như Chu Sơn Hổ kiên định hơn. Cao Liêm Minh bị hắn từ chối, rõ ràng tâm tình có chút mất mát, được rồi, anh ghế, Trương Bí Thư, tôi không cầu anh còn không được sao. Tôi đi đánh bài. Chương 1368, phiền não của tiểu cao 2. Phải nói Cao Liêm Minh dạo này rất không tốt, ở nhà không được coi trọng, đi ra ngoài bị bạn bè khinh bỉ, đánh bài cũng thua sạch sẽ,
mang tới 2.000 đồng, chưa đánh được một vòng thì thua sạch sẽ, đám người Lương Thành Long này đều có tiền, Cao Liêm Minh hiện nay lại không có việc làm, tiền trong bóp đương nhiên không bằng người ta, Cao Liêm Minh thua đỏ mắt, đem đồng hồ đeo tay của mình đặt lên bàn, bán cái đồng hồ này, 8.000 đồng. Lương Thành Long cầm lấy nhìn một chút nói, cậu cướp tiền à? Cái này làm gì mắc như vậy? Anh không biết nhìn hàng, cái này sản xuất có hạn đấy. Lúc này Viên Ba bọn họ cũng mua đồ ăn trở về, Viên Ba đem đồng hồ của Cao Liêm Minh trả lại cho hắn, móc 3.000 đồng để ở trước mặt hắn, đều là bạn bè, cờ bạc là giải trí, ngàn vạn lần đừng coi là thật, cái thứ tình cảm này càng cược càng mỏng đấy. Cao Liêm Minh cầm lấy đồng hồ đeo tay đứng dậy, tôi không chơi, các người chơi đi. Viên Ba muốn kéo hắn, cũng không kéo, chỉ có thể ngồi xuống tại vị trí của hắn, nhìn bóng lưng của Cao Liêm Minh nói, sao thế? Liêm Minh tức giận. Lương Thành Long cười nói, đứa nhỏ mà, quản hắn làm chi, tiếp tục, hôm nay tay tôi đặc biệt thuận. Thường Hải Long nói, tôi coi như đã nhìn ra, Thành Long, hôm nay cậu là muốn đem tiền trong túi chúng tôi cướp đoạt sạch sẽ. Lương Thành Long vui vẻ nói, nếu muốn kiếm tiền, trước hết phải tán tài, lúc mua hải sản, tôi dành trả tiền vì cái gì? Cũng là vì hiện tại, hắn tiện tay đánh ra một tấm bài, phát tài. Viên Ba bỗng nhiên nói, này. Lương Thành Long sửng sốt, gì? Viên Ba mỉm cười nói, có người nói cho cậu biết, muốn phát tài phải từ từ không? Viên Ba đánh hai ván thì phải đi làm cơm, buổi trưa cùng ngày do hắn làm chủ bếp, Viên Ba làm giàu từ quán cơm, nên cũng có tay nghề nấu đồ ăn, Triệu Tĩnh và Thường Hải Tâm hai người làm trợ thủ cho hắn. Trương Dương đi vào phòng đem đám người này mời ra, đừng chơi nữa, chuẩn bị ăn. Lương Thành Long thắng được nhiều nhất, không chỉ đem tiền đồ ăn kéo trở về, còn thừa lại một chút, Cao Liêm Minh thua sạch sẽ, thằng nhãi này nãy giờ đều trầm tư. Không là bởi vì thua tiền, mà là trong lòng không thoải mái. Lương Thành Long đi tới bên cạnh hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Liêm Minh, yên tâm đi, cậu chỉ cần theo sát bước chân anh, nhất định có ăn có uống, cuối cùng chúng tôi còn đem cậu về Đông Giang. Cao Liêm Minh nói, không có tiền cùng lắm thì tôi đi bộ trở về. Này, tên nhóc, thật đấu khí với tôi à? Cao Liêm Minh nói, không dám, các người là đại quan, là cự phú, tôi là một người luật sư nghèo nào dám đấu khí với các người. Lương Thành Long nở nụ cười, Cao Liêm Minh trong mắt hắn chỉ là một đứa nhỏ, hắn đương nhiên sẽ không tính toán với Cao Liêm Minh. Trương Dương thấy thế nói, Cao Liêm Minh, đến đây rót rượu, cậu nhỏ tuổi nhất, hiểu tôn lão yêu ấu hay không? Cao Liêm Minh đối với Trương Dương vẫn đều là tôn kính, hắn đi qua rót rượu. Tất cả mọi người ngồi xuống, Lương Thành Long nói, Viên ca anh lớn tuổi nhất, nói hai câu đi. Viên Ba nâng ly rượu nói, các vị huynh đệ tỉ muội, ly rượu này thật ra là chúng ta thiếu ở Đông Giang, chúng ta ngày hôm nay cùng một chỗ đi tới Tân Hải, mục đích cũng là tiễn đưa cho anh em tốt của chúng ta Trương Dương, mọi người chúng ta mượn ly rượu này chúc hắn bay xa vạn dặm, thẳng trên mây xanh. Mọi người cùng nhau ủng hộ. Đồng thời giơ ly rượu lên. Trương đại quan nhân nhìn đám bạn thân từ Đông Giang đến, trong lòng cũng có chút cảm động, hắn giơ ly rượu trước mặt nói, cảm ơn mọi người, nói tôi không nói nhiều, cảm kích tôi đều đặt ở trong rượu. Hắn ngửa đầu uống sạch sẽ. Viên Ba nói, chúng ta ngoại trừ Trương Dương và Hải Tâm ra thì những người khác đều là thương nhân, được hai vị quan lão gia có thể để mắt chúng ta, ngày hôm nay chúng ta buôn bán có phải là muốn bồi theo bọn họ uống cho say quên lối về hay không? Mọi người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Thường Hải Tâm nói, tôi xin thanh minh, tôi không phải làm quan. Trương Dương nói, em không phải cấp khoa. Hải Tâm, em thật không có nghĩa khí, thời khắc mấu chốt bỏ rơi anh, một chút tình cảm cũng không có. Thường Hải Tâm cười nói, ngày hôm nay không có làm quan và buôn bán, chỉ có Đông Giang và Tân Hải phân biệt, em đề nghị chúng ta Trương Bí Thư có được hay không? Trần Thiệu Bân nói, không tốt, hắn có thể uống nhiều. Chúng ta cùng nhau kính hắn, cùng hắn uống một ly, cuối cùng ngã xuống khẳng định là chúng ta, vì công bình, chúng ta phải từng bước uống cùng hắn chơi xa luân chiến. Trương Dương cười nói, chỉ bằng các người, tôi thật không sợ. Triệu Tĩnh nói, đều khi dễ anh tôi với anh tôi đứng cùng mặt trận. Ninh Triệu Dũng, anh theo phe của em hay là theo phe của Viên ca? Ninh Triệu Dũng nói, lời vô ích, anh đương nhiên theo vợ của anh rồi, chúng ta là người thân. Anh cuối cùng không thể vươn tay ra ngoài được. Lương Thành Long và Trần Thiệu Bân đồng thời mắng, không nghĩa khí. Trương Dương cười lớn, khi đi tới Tân Hải, hắn từ đầu đến cuối không có nhẹ nhàng vui vẻ uống rượu như vậy.
Vô luận mấy người Viên Ba bọn họ kết minh thế nào, chân chính uống rượu vẫn dựa vào tử lược, đoàn người này ai cũng uống không lại Trương Dương, cộng lại cùng nhau cũng uống không lại, đương nhiên cũng chẳng ai hợp lại làm gì. Cao Liêm Minh là người trước hết ngã xuống, tử lượng của thằng nhãi này vốn đã không được, hơn nữa tâm tình không tốt, rất nhanh bại trận, chạy đến WC ôm bồn cầu đi tâm sự. Sau đó là Trần Thiệu Bân và Thường Hải Long, hai người tay trong tay đi khách phòng ngủ. Lương Thành Long và Viên Ba hơi có chút say, bất quá bước chân rõ ràng cũng bay lên. Ninh Triệu Dũng từ đầu đến cuối không uống rượu, hắn đã bắt đầu kiêng rượu, chuẩn bị muốn đứa nhỏ. Trương Đại Quan Nhân uống nhiều như vậy vẫn không có bất luận men say gì, nhìn bên trong phòng một mảnh đống hỗn độn, Trương Dương sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, lần đầu tiên đối với căn biệt thự này có tình cảm, loạn ầm cả lên mới có khí thức sinh hoạt. Triệu Tĩnh và Thường Hải Tâm tốn nửa giờ mới đem chiến trường thu dọn sạch sẽ. Lương Thành Long lúc đi WC phát hiện WC bị khóa trái, hắn mượn chút rượu trong người, một cước đá văng cửa phòng, thấy Cao Liêm Minh ôm bồn cầu ngủ, Lương Thành Long gọi Trương Dương và Viên Ba tới, Trương Dương khí lực lớn, đem Cao Liêm Minh tới phòng khách, đem hắn lên sofa nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, Cao Liêm Minh từ trên sofa ngã nhào xuống mặt đất, nằm trên thảm khò khè, trong miệng còn lầm bầm, đều khinh thường tôi. Trương Dương nhìn hắn cười khổ lắc đầu. Ninh Triệu Dũng tìm chăn đắp cho hắn, phần lớn người đi nghỉ ngơi, ứng với yêu cầu của Triệu Tĩnh và Thường Hải Tâm, Trương Dương mang theo bọn họ cùng đi dạo cạnh biển. Lúc đầu Viên Ba cũng chuẩn bị theo đi, có thể đi hai bước lại cảm thấy say, xoay người lại trở về. Cuối cùng chỉ còn lại có Trương Dương và Đinh Triệu Dũng, Triệu Tĩnh, Thường Hải Tâm bốn người. Từ cửa sau Hải Dương Hoa Viên có thể dọc theo thềm đá đi xuống núi, trực tiếp đến bãi cát phía dưới, buổi chiều ánh mặt trời rất ấm áp. Gió thổi trên biển dưới ánh nắng lấp lánh trên biển cũng không gây cảm giác lạnh lẽo. Tử Triệu Dũng nói, Cao Liêm Minh say thật lợi hại. Trương Dương nói, tên nhóc này có tâm sự, không thể uống thì đừng uống, đến cuối cùng uống thành một bãi. Triệu Tĩnh nói, đều nói các người đừng uống nhiều như vậy, cần phải uống, kết quả đều uống say. Thật sự là không rõ ràng, rượu có cái lực hấp dẫn gì đối với đàn ông các người. Thường Hải Tâm cười nói, rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu. Bất quá uống say cũng khó chịu. Ninh Triệu Dũng nói đến uống rượu vẫn là Trương Dương lợi hại, chúng tôi hợp lại cũng không chuốc say cậu được. Trương Dương cười nói, không ngờ các người lần này đến đây chính là vì chuốc rượu tôi. Ninh Triệu Dũng nói, chúng tôi cũng không nghĩ như vậy, mọi người là thật nhớ cậu. Ánh mắt của Trương Dương nhìn hướng Thường Hải Tâm mặt cười không khỏi nóng lên, Triệu Tĩnh đi cạnh biển, bảo Ninh Triệu Dũng chụp ảnh cho mình. Thường Hải Tâm và Trương Dương sóng vai đứng chung một chỗ, không biết là bởi vì gió thổi trên biển quá lớn, hay là bởi vì khẩn trương, Thường Hải Tâm hai tay ôm cánh tay, Trương Dương vốn định đem áo gió của mình phủ thêm cho cô ấy, Thường Hải Tâm lắc đầu nói em thích cảm giác đứng ở cạnh biển. Trương Dương cười nói, thích thì tới, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, trong lòng rõ ràng Thường Hải Tâm sẽ không đến đây. Nếu như mình chân trước chạy đến đây, cô ấy chân sau cùng đến đây. Nhất định sẽ có rất nhiều người nói xấu. Hơn nữa quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn ẩn giấu tốt, ngoại trừ Tần Thanh cũng không có những người khác biết. Thường Hải Tâm nói, biển bên này không tốt, không giống Tĩnh Hải, nước đều là màu xanh. Hai chân của cô ấy dừng trên bờ cát một chút, ánh mắt đầu hướng về ngoài khơi cách đó không xa, thấy sóng biển cuồn cuộn nổi lên không ít vật thể màu trắng, nhìn kỹ lại đều là một ít bọt biển và rác sinh hoạt. Trương Dương cũng lưu ý tới. Hắn thở dài nói, ý thức bảo vệ môi trường bên này không được, xem ra anh cần tốn một phen khổ công. Thường Hải Tâm cười nói, bất luận chuyện gì đều là một quá trình từ từ nhận thức, thường thường kinh tế lạc hậu sẽ làm quên vấn đề bảo vệ môi trường, muốn thay đổi quan niệm của dân chúng cũng không dễ dàng. Nói đến đây, cô ấy dừng lại một chút cười nói, bất quá anh làm được. Vì sao? Thường Hải Tâm nói, anh là hình mẫu của thời đại, anh hùng nhân vật để cán bộ trẻ tuổi học tập. Trương Đại Quan Nhân cười khổ nói, Hải Tâm, ngay cả em cũng chế giễu anh. Thường Hải Tâm nói, không phải ai ai cũng đều có cơ hội lên đài truyền hình trung ương. Sóng gió ngoài khơi tựa như lớn rất nhiều, Trương Dương nheo con mắt lại nhìn ngọn sóng cuộn trào mãnh liệt của ngoài khơi, nhẹ giọng nói, sóng trước chết trên bờ cát. Nhấc lên sóng gió càng cao, bị đập càng thảm. Thường Hải Tâm nhỏ giọng nói, anh sợ có người đập anh sao? Trương Đại Quan Nhân lắc đầu. Sau đó rất chăm chú hỏi, con người anh không phải có chút buông thả không? Thường Hải Tâm mỉm cười cười nói, không phải có chút, là rất nhiều.
Trương Dương nói, thật ra ai ai đều có một mặt buông thả, lúc hai ta đơn độc cùng một chỗ, em cũng không phải rất. Thường Hải Tâm không đợi hắn nói xong đã đỏ mặt né ra, cô ấy đi hướng Đinh Triệu Dũng nói, em giúp các ngươi chụp ảnh chung. Trương Đại Quan Nhân nhìn dáng người của Thường Hải Tâm, dục hỏa trong lòng nhất thời mọc lên, nói chính xác hơn hẳn là trầm xuống, bộ phận trên thân thể có chút dục dịch. Cũng may mặc áo gió, nếu không lực khống chế bạc nhược của Trương Đại Quan Nhân khẳng định sẽ bại lộ rõ như ban ngày. Chương 1369, Thiên Nhai 1. Trở về biệt thự, vài người vẫn đang ngủ lung tung, điện thoại trên người Cao Liêm Minh của vang liên tục, Trương Dương tìm được điện thoại từ trong túi áo hắn, sau khi nhìn, là sở trưởng Cao Trọng Hòa gọi tới, đối với vị thường ủy tỉnh ủy này, Trương Đại Quan Nhân đương nhiên phải tôn trọng, hắn cung kính nói, Cao sở trưởng, ngài tìm Liêm Minh hả? Cao Trọng Hòa nói, hắn đâu? Trương Dương nói, uống say, đang ngủ. Cao Trọng Hòa bên kia thở dài một hơi, thấp giọng nói, Trương Dương, tìm cậu cũng được. Trương Dương cầm điện thoại đi tới ngoài cửa, Cao sở trưởng có cái gì phân phó? Trương Dương trong lòng đoán được Cao Trọng Hòa khẳng định muốn nói chuyện của Cao Liêm Minh, tâm tình của tên nhóc này không được tốt, có câu là cha con liên tâm, Cao Trọng Hòa khẳng định quan tâm con trai của mình. Khiến cho Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Cao Trọng Hòa cũng không có nhắc tới chuyện của con trai đầu tiên, mà là nói đến Trình Diễm Đông. Cao Trọng Hòa nói, Trương Dương ơi là Trương Dương, tên nhóc cậu lần này đào góc tường của tôi. Trương Đại Quan Nhân nói, những lời này của Cao sở trưởng từ đâu nói ra hả? Cao Trọng Hòa nói, lúc đầu tôi muốn đem Trình Diễm Đông điều đến sở tỉnh công tác, tên nhóc cậu nhảy ra giành lấy của tôi. Trương Đại Quan Nhân nội tâm bắt đầu hoạt động, nếu như nói Vinh Bằng Phi nhìn chúng Trình Diễm Đông thật ra hợp tình hợp lý, dù sao lúc Vinh Bằng Phi nhậm chức tại Giang Thành, Trình Diễm Đông cũng là thủ hạ của ông ta. Ông ta đối với Trình Diễm Đông có lý giải tương đối, Cao Trọng Hòa là sở trưởng, sao ông ta lại quan tâm Trình Diễm Đông, Cao Trọng Hòa nói như vậy 89 là nói cho Trương Dương, mình bán cho hắn một nhân tình rất lớn, lãnh đạo nói, phải nghe hoàn chỉnh mới có thể lĩnh hội dụng ý. Cho nên Trương Dương cũng không có lập tức nói, chỉ là cười hắc hắc. Cao Trọng Hòa nói, nhưng cậu đã có yêu cầu, tôi làm chú cũng không thể không cho. Những lời này của ông rõ ràng đang kéo gần khoảng cách. Trương Dương cười nói, cảm ơn chú Cao. Lúc này hắn cũng không gọi Cao sở trưởng nữa. Cao Trọng Hòa nói, Trương Dương, tôi muốn cậu giúp tôi một việc. Trương Đại Quan Nhân trong lòng cảm thán, cái đám lãnh đạo này đúng là không ngồi yên, sau khi có lót đường rồi mới đưa ra yêu cầu, cái này khiến cho Trương Dương không cách nào từ chối, đương nhiên chỉ cần Cao Trọng Hòa yêu cầu không quá phận. Cao Trọng Hòa nói, Trương Dương, trong mắt tôi, cậu và đứa nhỏ của tôi không có gì khác nhau. Trương Đại Quan Nhân thầm nghĩ, ai, sao lúc trước mình không phát hiện ra Cao sở trưởng có bản lĩnh cường đại như vậy nhỉ? Nhưng mà những lời này của người ta cũng không nói sai, mình gọi là chú rồi, không buộc người ta đối đãi mình như đứa nhỏ trong nhà sao? Cao Trọng Hòa nói, thấy cậu có thể có thành tựu hiện tại, tôi vui mừng và cảm thấy hâm mộ, Trương Dương à, cả đời này tôi không yên lòng nhất cũng là Liêm Minh, tên nhóc này nói như rồng leo, làm như mèo mửa, làm việc không kiên trì không lâu dài. Lúc trước tôi cho rằng nó đi nước Mỹ du học vài năm, có thể có chút chuyển biến, nhưng nó căn bản vẫn là cái dáng dấp kia, chịu không nổi nửa điểm ngăn trở. Chuyện nó từ Hong Kong lén trở về tôi nghĩ cậu hẳn là đã biết. Trương Dương ừ một tiếng. Cao Trọng Hòa nói, gần đây vì chuyện của nó tôi không ít lần tức giận, nhưng nó dù sao cũng là con tôi không thể nhìn nó lừa dối sống qua ngày như thế. Tôi trước đó thật ra an bài một ít kế hoạch cho nó, thế nhưng biểu hiện của nó đối với cái này vô cùng mâu thuẫn. Tôi quay đầu lại ngẫm nghĩ, khi nó về nước, thành thật quyết tâm đi làm chuyện, cũng chỉ có khoảng thời gian đi theo cậu đến Ủy ban Thể dục Nam Tích. Trương Dương đã rõ ràng ý của Cao Trọng Hòa. Cao Trọng Hòa nói, Trương Dương, cậu và Liêm Minh là bạn tốt, tôi muốn cậu giúp nó, cho nó đi theo bên cạnh cậu học tập, làm việc vặt cũng tốt. Trương Dương cười nói, chú Cao, cho hắn tới không thành vấn đề, cũng không cần làm việc vặt, hắn có bằng luật sư nước Mỹ. Như vậy đi, cho hắn đến đây trước. Chú Cao, có chuyện chú cần phải rõ, lúc trước tại Ủy ban Thể dục Nam Tích, Liêm Minh chỉ có danh nghĩa là hỗ trợ cho tôi, vẫn cũng không có biên chế chính thức, hắn cũng không muốn tiến vào thể chế, cho nên hắn bình thường cũng đem mình trở thành lính đánh thuê, tự do tự tại. Cao Trọng Hòa nói, cậu nói là cần cho nó một biên chế chính thức. Trương Dương nói, cũng là ý tứ này, có biên chế chính thức, hắn sẽ có ràng buộc. Cao Trọng Hòa nói, chuyện này đơn giản, cậu an bài cho hắn một chỗ thích hợp. Thủ tục không cần cậu quan tâm.
Trương đại quan nhân đương nhiên biết chỉ cần Cao Trọng Hòa nói một câu, biên chế của Cao Liêm Minh có thể giải quyết toàn bộ. Thật ra Cao Liêm Minh vừa nói ra muốn trở về cùng hắn, trong lòng Trương Dương cũng đã đồng ý rồi. Tuy rằng ngoài miệng không đồng ý, Cao Liêm Minh ý nghĩ linh hoạt mồm mép lưu loát, còn có bằng luật sư nước Mỹ, những cái này còn đều là thứ yếu. Then chốt nhất chính là, ông già của hắn là sở trưởng sở công an tỉnh Cao Trọng Hòa, từ khi Trương Dương đi tới Tân Hải, đối với chỗ này đã có lý giải sơ bộ. Chỉ biết buôn lậu tại Tân Hải cực kỳ nghiêm trọng, hiện nay mình là ngồi yên mặc kệ, sau này chỉ cần bắt đầu hành động, tất nhiên sẽ gặp trở lực các mặt, đem Cao Liêm Minh kéo vào trận doanh, chẳng khác nào đem ông già của hắn buộc vào trong trận doanh này luôn. Trương Dương cầm điện thoại di động trở lại phòng khách, phát hiện Cao Liêm Minh đã tỉnh lại, tóc rối bù như tổ chim, trừng mắt đầy tơ máu, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Ninh Triệu Dũng mang cho hắn một ly nước bảo hắn nhanh chóng uống cho tỉnh rượu. Trương Dương đi tới đem điện thoại đưa cho hắn. Cao Liêm Minh ngạc nhiên nói, anh lấy điện thoại của tôi làm gì? Bởi vì Cao Trọng Hòa căn dặn qua Trương Dương, tận lực không nên đem chuyện mình bàn với hắn nói cho Cao Liêm Minh, cho nên Trương Dương đối với cái này cũng không đề cập tới, cười nói cậu vừa ói vừa tiểu, tôi lo điện thoại di động của bị hư, cho nên giữ giúp cậu. Cao Liêm Minh thở dài, lung lay đứng dậy, anh yên tâm, tôi. Sáng mai tôi đi, không cho anh thêm phiền phức. Bỗng nhiên nghe được Trương Dương nói, tới rồi thì nghỉ ngơi, tôi thấy cậu trở lại cũng không có chuyện gì làm, nếu không cậu ở lại Tân Hải, tôi tìm chuyện tình cho cậu làm. Cao Liêm Minh không thể tin tưởng lỗ tai của mình, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn Trương Dương nói thật sự. Trương Dương gật đầu nói, bất quá cậu tới đây tôi có thể muốn đại tài tiểu dụng, không có công tác hay gì cho cậu. Cao Liêm Minh nói, không sao cả. Đừng ôm suy nghĩ đến đây coi như thư giãn, cậu không có tư lịch gì, phải làm từ đầu. Không sao cả. Tiền lương đãi ngộ có thể cũng không lý tưởng. Cho tôi cơm ăn là được, tôi yêu cầu không cao, có nơi ở hay không cũng không sao cả, dù sao chỗ này của anh lớn, tôi dọn tới nơi này làm bạn với anh, yên tâm, tôi ngủ phòng khách, bình thường trông cửa cho anh được không? Cao Liêm Minh vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Trương đại quan nhân thở dài nói, coi cái bộ dạng của cậu kia, lớn như vậy rồi, còn giống như một đứa nhỏ vậy, nhanh chóng đi tắm, thay quần áo, buổi tối chúng ta tìm một chỗ. Đám người này đa số đều ngủ qua giờ trưa, Cao Liêm Minh tuy rằng tửu lượng không cao, nhưng nhanh say cũng nhanh tỉnh, ngược lại có Thường Hải Long say không nhẹ, buổi tối lúc đoàn người đi ra cửa chơi, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn từ trên giường ngồi dậy. Lương Thành Long vỗ vỗ cái mông hắn nói, Hải Long, chúng tôi cùng đi hát. Thường Hải Long ừ vài tiếng trong mũi, cũng không có biện pháp ngồi dậy, Thường Hải Tâm cười nói, anh tôi say không nhẹ, các người đi đi, tôi ở lại chăm sóc anh ấy. Trương Dương dặn dò một tiếng, mang theo đoàn người này đi nhà khách huyện ủy đặt phòng, biệt thự của hắn tuy rằng lớn, nhưng nhiều người như vậy không có khả năng đều ở đây. Phòng an bài xong, Trương Dương ăn cơm ngay tại nhà khách huyện ủy, buổi tối sức chiến đấu của đám người này đều giảm xuống, cho nên không uống rượu. Dựa theo ý của Lương Thành Long là muốn tìm một chỗ hát hò nhảy múa, nhưng Trương Dương vừa đến Tân Hải nên đối với ở đây không quen, thứ hai hắn thân là bí thư huyện ủy, ra vào mấy chỗ giải trí như vậy bị người thấy thì ảnh hưởng cũng không được tốt. Triệu Tĩnh và Đinh Triệu Dũng ăn xong cơm tối thì đi ra ngoài hưởng thế giới hai người, đến cuối cùng chỉ còn lại có Viên Ba, Lương Thành Long, Trần Thiệu Bân, Cao Liêm Minh. Viên Ba đề nghị nói, nếu không tất cả mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đi ra biển chơi. Trần Thiệu Bân dẫn đầu phản đối nói, từ xa đến đây tới một chuyến không thể ngủ như vậy được. Lương Thành Long phụ họa nói, cũng phải. Cao Liêm Minh lúc này thật ra đã hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa bởi vì Trương Dương đáp ứng lưu hắn lại Tân Hải công tác nên có vẻ đặc biệt hưng phấn. Trương ca, ở Tân Hải có gì vui không? Nếu không chúng ta tìm quán bar uống rượu. Trương Dương nói, Tân Hải không có quán bar, ở đây không phải Đông Giang, là một thị trấn nhỏ, không có sống về đêm. Lương Thành Long nói, mấy người này, tôi nghe nói Bắc Cảng có một hộp đêm tên là Lam Sắc Mị Lực vô cùng xa hoa, chúng ta tới kiến thức một chút. Trương Dương nói, đều đã trễ thế này. Lương Thành Long ôm bờ vai của hắn nói, bạn thân, chúng tôi từ thật xa tới, nếu chơi thì phải chơi hài lòng một chút, tôi có thể thông cảm khó xử của cậu. Tại Tân Hải, cậu là bí thư huyện ủy, xuất đầu lộ diện không tiện, ảnh hưởng không tốt, đi Bắc Cảng không người nhận thức cậu là bí thư huyện ủy. Viên Ba ngáp một cái nói, các người đi đi, tôi không đi. Trần Thiệu Bân và Cao Liêm Minh mỗi người ôm một cánh tay của hắn ép buộc hắn lên xe. Cao Liêm Minh nói, Viên ca, anh là đại tài chủ, không có anh tọa chấn, tôi trong lòng không nỡ.
Trương Dương suy nghĩ một chút, dù sao ngày mai nghỉ ngơi rồi nên cũng theo chân bọn họ đi Bắc Cảng chơi một lần. Bọn họ 5 người lên xe, Chu Sơn Hổ lái xe mang theo bọn họ đi Bắc Cảng, lúc đi qua trạm thu phí, lại tốn đồng tiền, Lương Thành Long không nhịn được kháng nghị nói, tôi nói Tân Hải các người cũng đủ đen, ra vào đều tốn tiền, nghèo đến điên rồi có phải không? Trương Dương cười khổ nói, đừng nói các người là bảng số xe của bên ngoài, xe tôi là bảng số quân đội lần đầu tiên tới nơi này đều phải trả phí qua đường. Cao Liêm Minh nói, Trương ca, vì sao không sửa trị một chút, tôi tuy rằng vừa đi tới Tân Hải, cũng cảm giác được tình huống bên này lộn xộn, cái khác không nói, chỉ cần là chiếm dụng lề đường kinh doanh cũng cần một chỉnh đốn và cải cách nghiêm khắc. Trương Dương nói, chỗ không hợp lý rất nhiều, nhưng mọi việc đều có một quá trình, không có khả năng một lần là xong. Chờ một chút đi, chờ tôi đem tình huống của bên này hiểu rõ rồi nói tiếp. Chương 1370, Thiên Nhai 2. Trương đại quan nhân có tính toán của chính hắn, trong tình huống không có đầy đủ lý giải Tân Hải, hắn tạm thời không làm động tác quá lớn, huống chi hiện tại hắn lẻ loi một mình tại Tân Hải vẫn, chờ Trình Diễm Đông đi tới Tân Hải, hắn sẽ bắt đầu từ từ triển khai một ít động tác. Từ Tân Hải đến Bắc Cảng cũng không có rất xa, chỉ có 18 km. Bất quá tình hình giao thông của con đường này không được tốt lắm, khô ghê, buổi tối xe lui tới rất nhiều, đoạn đường này đi mất nửa tiếng đồng hồ, lúc đi tới hộp đêm Lam Sắc Mị Lực đã là buổi tối 9 giờ. Bất quá đối với hộp đêm mà nói lúc này còn rất sớm, Trương Dương còn chưa có chơi đùa tại Bắc Cảng, mọi người xuống ô tô, thấy xung quanh có không ít danh xe, Porsche, Ferrari, Lamborghini, về phần Mercedes-Benz BMWs có thể tùy ý thấy được, hơn nữa đa số đều là vào bến xe. Lương Thành Long trừng mắt nói, má nó, không biết còn tưởng rằng tới hội chợ danh xe chứ. Cao Liêm Minh đối với xe không có hứng thú gì, bất quá hắn cũng phát hiện vài chiếc xe tốt, vừa nhìn xe cũng là của chính phủ ủy thị thành phố Bắc Cảng. Cao Liêm Minh tấm tắc nói, lãnh đạo thành phố của Bắc Cảng các người cũng đi hộp đêm. Trần Thiệu Bân nói, bí thư huyện ủy đi hộp đêm, không cho bí thư thị ủy tới thúc đẩy kinh tế phát triển sao. Trương đại quan nhân trừng mắt Trần Thiệu Bân, cậu không nói người ta cũng không bảo cậu bị câm đâu. Thằng nhãi này chột dạ đem kính đen mang vào, hai ngày nay bị tin tức truyền thông làm lộ mặt nhiều lần, người nhận thức hắn hẳn là không ít. Thật nếu như bị ký giả theo dõi, khẳng định có phiền phức, dù sao nơi này là hộp đêm. Mọi người đi tới cửa thang máy, có người tiếp khách mỉm cười đứng ở nơi đó. Chỗ của hộp đêm Lam Sắc Mị trong tòa nhà này là 3 tầng 26, 27, 28. Tiến vào phòng khách tráng lệ của Lam Sắc Mị Lực, mọi người đều cảm giác được lắp đặt thiết bị ở đây rất xa hoa, đặt ở Đông Giang cũng được vào bảng xếp hạng rồi. Lương Thành Long và Trần Thiệu Bân đều là cao thủ ăn chơi, đối với trường hợp này cũng quen việc dễ làm. Lương Thành Long chọn phòng 2888, khi đi vào, liền có má mì mang theo một đám tiểu thư đến đây. So với lắp đặt thiết xa hoa ở đây, tỷ lệ tiểu thư đúng là không dám nói, Lương Thành Long nhìn cũng không thèm nhìn. Khoát tay chặn lại nói, đổi. Liên tiếp thay đổi 7-8 người, vẫn không có được một người nhìn thuận mắt, Trần Thiệu Bân nói, đều nói Bắc Cảng ra mỹ nữ, sao tôi không thấy được một người. Bà má mì kia có chút mất hứng, Lam Sắc Mị Lực chúng tôi là hộp đêm cấp cao nhất của Bắc Cảng, là các người quá soi mói. Cao Liêm Minh cả giận nói, bà có thái độ gì? Chúng tôi là tới tiêu phí, không phải nhìn cái mặt thối của bà. Viên Ba cười ngăn Cao Liêm Minh tiếp tục nói. Hắn đi tới trước mặt má mì, thấp giọng nói, chúng tôi đi chơi là vì vui vẻ, mấy người anh em của tôi đều nhìn quen mắt, nhãn giới đương nhiên cao một ít, bà tốn công một chút nha, tiền không là vấn đề. Bà má mì kia nói, nhãn giới cao các người trực tiếp đi Thiên Nhai đi, tới bên này làm gì? Viên Ba nói, Thiên Nhai. Bà má mì bĩu môi nói, cũng là tầng cao nhất. Bất quá, chỗ đó là của hội viên, hội phí muốn 100.000. Trong mắt trợn một phen. Ra vẻ rất ngạo mạn. Trương Dương trong toàn bộ quá trình không nói được một lời, hắn đến đây cũng là theo náo nhiệt, thật ra hắn không có nhiều hứng thú đối với hộp đêm, cảm giác hộp đêm hiện tại còn không bằng Thanh Lâu của Đại Tùy. Ít nhất khi đó ca kỹ thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tùy tiện tìm một người đến đây, đều là phụ nữ tài ba cả. Thấy đám tiểu thư trước mắt, cả đám trang điểm rất đậm, lộ ra một mùi vị phàm tục, Trương đại quan nhân trong lòng cho ra một đánh giá. Cái này gọi là xấu xí làm chuyện để ý, nếu như không là bởi vì muốn theo Lương Thành Long bọn họ, Trương đại quan nhân lúc này đã sớm chạy về nhà cùng Thường Hải Tâm trò chuyện thâu đêm rồi. Lương Thành Long là một người còn trẻ nhiều tiền, Trần Thiệu Bân từ lần tránh thoát phong ba góp vốn lần trước, tiền đều đã trở về,
tài lực của thằng nhãi này tuy rằng bình thường, thế nhưng khí phách dùng tiền không tầm thường, hét lên, không phải là trăm ngàn sao. Đem quản lý gọi tới. Cao Liêm Minh ồn ào theo, thằng nhãi này thua tiền sạch sẽ, hiện tại chỉ là theo ăn chùa uống chùa. Viên Ba cũng bởi vì thái độ của má mì mà khó chịu, trăm ngàn đồng với hắn mà nói cũng coi như không là cái gì, thế nhưng hắn là một thương nhân khôn khéo, hơn nữa tuổi tác của hắn lớn hơn so với những người khác một chút, trước khi làm việc đầu tiên sẽ cân nhắc lợi hại, hắn không muốn tiêu tiền uổng phí. Viên Ba nói coi cách phục vụ của các người thì biết, Thiên Nhai cũng là tiêu chuẩn thị trấn nhỏ, đi thôi, chúng ta không chơi. Trương Dương lập tức hưởng ứng. Nhưng Lương Thành Long và Trần Thiệu Bân không muốn, hai thằng nhãi này cảm thấy từ xa tới, phải mở rộng nhãn giới, Trần Thiệu Bân nói cho quản lý các người đến đây. Một lát sau, một vị mỹ nhân thành phần trí thức mặc tây trang màu đen đi đến, bằng tâm mà nói, vị quản lý này lớn lên thật ra không tồi, còn đoan chính hơn 7-8 cô tiểu thư vừa rồi, Lương Thành Long vẫy vẫy tay hướng cô ấy. Vị quản lý kia cười ngọt ngào đi tới nói, vị tiên sinh này, ngài không hài lòng với phục vụ của chúng tôi. Lương Thành Long nói, mấy người chúng tôi đi chơi, nếu đi chơi thì tâm tình phải khoái trá, tới chỗ các người muốn tâm tình khoái trá, đầu tiên phải cảnh đẹp ý vui chứ. Nhưng nhìn mấy người tiểu thư vừa rồi, tất cả đều là thôn nữ, tôi rất buồn bực, làm sắc mị lực các người danh khí lớn như vậy, có phải là thẩm mỹ quan của người Bắc Cảng không giống với chúng tôi không? Vị quản lý kia vừa cười, vừa đem danh thiếp của mình chia cho mọi người, cô ấy tên là Chữ Hồng, Trần Thiệu Bân đi qua, tay khoát lên cô ấy trên vai liễu, em gái, ở đây còn có quản lý sao? Nếu quản lý đều đẹp giống như em cũng được. Chữ Hồng gắt giọng, anh thật là xấu, vừa tới thì ăn đậu hũ của người ta rồi. Lương Thành Long cười ha hả nói, còn đừng nói, khẩu vị của hai anh có chút giống anh cũng coi trọng. Chữ Hồng nũng nịu nói, không được, hai người các anh đối phó một mình em chịu không nổi. Cao Liêm Minh hai mắt phát sáng, hô hấp rõ ràng đều trở nên gấp gáp, thằng nhãi này lại có thể có phản ứng thái quá như vậy, dù sao cũng là trẻ tuổi, chịu không nổi mị thái của đàn bà. Trần Thiệu Bân nói, Chữ Hồng, bọn anh muốn đi Thiên Nhai chơi, nghe nói phải là hội viên. Chữ Hồng gật đầu nói, anh trai này, Thiên Nhai là chỗ hội viên, làm thẻ hội viên cần 100 ngàn, bất quá anh yên tâm, 100 ngàn có thể để dùng tiêu phí. Trần Thiệu Bân nói, Thiên Nhai không biết có giống chỗ này hay không, nếu như vẫn là tiêu chuẩn thôn nữ, 100 ngàn của anh không phải mất trắng. Chữ Hồng mỉm cười nói, ở Thiên Nhai tất cả đều là sinh viên, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hình dạng vóc người đều là tiêu chuẩn nhất lưu. Trần Thiệu Bân vỗ vỗ cái mông tròn vo của cô ấy nói, so với em thế nào? Chữ Hồng quyến rũ liếc mắt nhìn hắn nói, em đã là tàn hoa bại liễu, làm sao so sánh được với mấy cô bé tươi xanh mộng nước ấy? Cao Liêm Minh nói, tôi cảm thấy cô rất không tồi. Viên Ba nói, tai nghe không bằng mắt thấy, em mang bọn anh đi xem, nếu như thỏa mãn, bọn anh lập tức làm thẻ. Lương Thành Long nói, anh đi theo em. Chữ Hồng nói, được. Lương Thành Long theo Chữ Hồng rời đi, Viên Ba nói, tôi thấy nơi này cũng chẳng tốt gì, quên đi, chúng ta không cần phải đem tiền lãng phí ở chỗ này. Trần Thiệu Bân nói, chơi đi, nhìn Lương Thành Long trở về nói như thế nào. Cao Liêm Minh liên tục gật đầu, đã tới thì ở lại chơi, tôi thấy nữ quản lý kia không tồi. Trần Thiệu Bân nói, khẩu vị của cậu đủ nặng, tuổi tác của nữ quản lý đủ làm gì của cậu đấy. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, ai, tôi nói tên nhóc cậu còn có tiền không? Cho nổi tiền bâu ơ à? Cao Liêm Minh nói, tiền không đều bị các người giành đi sao? Quay đầu lại cho tôi mượn chút. Trần Thiệu Bân nói, loại sự tình vay tiền này có sao? Trương Dương nói, tôi nói mấy người này, chúng ta ăn uống ca hát vui vẻ là được, đừng đùa quá mức. Trần Thiệu Bân cười nói, cậu yên tâm đi, cậu giữ vững nguyên tắc của cậu, chúng tôi muốn chơi sao thì chơi, tuyệt đối không liên lụy cậu. Lương Thành Long đi khoảng 10 phút thì mang vẻ mặt cười xuống, nhìn dáng vẻ của hắn thì tương đối thỏa mãn, hắn trở lại trong phòng nhấp một ngụm trà. Trần Thiệu Bân bên kia đã khẩn cấp truy vấn, thế nào? Thiên Nhai thế nào? Lương Thành Long móc ra một tấm thẻ VIP màu đen, tôi làm thẻ hội viên rồi, bỏ 100 ngàn, mọi người đêm nay tiêu phí tất cả tôi đều mời. Cao Liêm Minh hoan hô một tiếng. Trần Thiệu Bân nói, rốt cuộc thế nào? Lương Thành Long cảm thán nói, nhìn mấy cô gái của Thiên Nhai, tất cả hộp đêm của Đông Giang chúng ta đều nên đóng cửa đi. Lương Thành Long cũng không có khoa trương, bọn họ đi tới tầng trên cùng của Lam Sắc Mị Lực, cũng là Thiên Nhai nghiêm ngặt hội viên. Giá phòng ở đây cũng tương đối sang quý,
Lương Thành Long chọn một phòng 8888, bên trong phòng 8888 có rượu nước đồ ăn, cửa phòng mở ra, đầu tiên đập vào mắt chính là một cô gái mặc kimono của Nhật, con mắt của Cao Liêm Minh nhất thời dựng thẳng. Trương Dương coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng không ngờ rằng vừa lên tới liền gặp phải một binh đoàn phấn hồng ngoại quốc. Trần Thiệu Bân nói, gái Nhật Bản, khá vậy. Viên Ba nói, mặc kimono cũng là gái Nhật Bản à. Tôi thấy chưa chắc, vô luận cô tiểu thư kia rốt cuộc có phải là người Nhật Bản chân chính hay không, bất quá có một điều Viên Ba không cách nào phủ nhận, hình dạng vóc người của những tiểu thư này còn không biết mạnh vừa rồi bao nhiêu lần. Cao Liêm Minh thiếu kiên nhẫn, hắn dành trước chọn một cô gái lớn lên giống búp bê, cô gái đi tới trước mặt hắn khom lưng, xin chiếu cố nhiều hơn. Giọng nói mang theo một làn điệu ngoại quốc, đúng là người Nhật Bản hàng thật giá thật. Viên Ba bắt đầu cảm thấy bên này có chút môn đạo. Lương Thành Long khoát tay chặn lại, nhóm thứ hai chính là cô gái mặc hàn phục, Trần Thiệu Bân khen, được, như Liên Hiệp Quốc, chỗ này chơi được. Lương Thành Long chọn một người, Trần Thiệu Bân nói, còn không. Lương Thành Long cười nói, gái châu Phi đều có, cậu dám muốn không? Trần Thiệu Bân thè lưỡi nói, mạo hiểm quá lớn, làm không tốt là tiêu, tôi thích truyền thống chút. Hắn cũng chọn một cô gái mặc hàn phục. Lại thay đổi một vòng, lần này vào là gái nước Nga, Trương Dương và Viên Ba liếc mắt nhìn nhau, hai người đều coi như là gặp qua không ít tràng diện, nhưng đêm nay tại Thiên Nhai nhìn thấy tất cả khiến cho bọn họ cảm thấy chấn động. Lương Thành Long bám vào bên tai của Trương Dương nói, Bắc Cảng các người thật phát đạt, đứng cuối cùng trong kinh tế Bình Hải, nhưng phương diện này tuyệt đối là vượt lên đầu cả nước. Trương Đại Quan Nhân cảm giác trên mặt có chút xấu hổ. Cái này không phải chuyện quang vinh gì. Chương 1371, giới hạn của nguyên tắc. Trương Đại Quan Nhân chọn một cô gái người Nga tóc vàng mắt xanh mắt da tuyết trắng, cái này không là bởi vì khẩu vị của hắn đặc biệt, chủ yếu là cảm thấy người nước ngoài không dễ dàng nhận thức ra hắn như vậy, trong mắt người Âu Mỹ, người da vàng đều không khác biệt nhau. Cô gái người Nga này tên là Katyusha, dựa theo ý nghĩa của một ca khúc cổ, Katyusha là một khẩu đại pháo, trên thực tế sức chiến đấu của cô gái Nga này cũng không phải cường hãn bình thường. Tiếng Trung của Katyusha nói rất tuyệt, cô ấy nói cho Trương Dương biết mình là tốt nghiệp Đại học ST. Petersburg, tổ tiên là quý tộc Nga, Trương Đại Quan Nhân bán tín bán nghi, bất quá thấy cô ấy ăn nói cử chỉ cao nhã, hẳn là không phải xuất thân nông dân Nga. Viên Ba quay đầu lại chọn một cô gái Nhật Bản, mấy cô gái ngoại quốc hiển nhiên đều được huấn luyện chuyên nghiệp, tại phương diện uống rượu tuyệt đối đủ mạnh, nhất là cô gái bồi Trương Dương, tử lượng rất mạnh, 13 ly rượu Louis, uống xong mặt không đổi sắc. Viên Ba cười nói, Katyusha, cô có thể uống như thế, thẳng thắn đi bên tôi làm quản lý sảnh đi. Katyusha cười nói, uống rượu là công tác của chúng tôi, muốn cho khách nhân hài lòng, phải để cho các người uống được, muốn để cho các người uống được chúng tôi nhất định phải bồi được. Cô ấy nâng ly rượu trước mặt của Trương Dương đưa cho hắn, đại ca, hai ta lại làm một ly. Tiếng phổ thông của cô ấy mang theo giọng Đông Bắc. Trương Đại Quan Nhân cười nói, không nhìn dáng vẻ của cô. Tôi đều nghĩ cô là từ Đông Bắc tới. Katyusha nói, thầy dạy tiếng Trung của tôi người Hắc Long Giang, cho nên khẩu âm của tôi cũng biến thành mùi vị Đông Bắc. Mọi người nở nụ cười, Katyusha nói, cười cái gì? Các người thích cười như vậy à? Trương Dương vỗ vỗ cái mông thịt của Katyusha, Katyusha, đi hát cho chúng ta một bài đi. Katyusha gật đầu, chọn bài Ánh Trăng 15. Hát vô cùng rõ ràng, làm cho cả phòng ủng hộ. Trần Thiệu Bân có ý xấu, gọi rượu vodka, rót đầy một ly, tiến lên đi kính Katyusha, Katyusha uống rượu thật không phải hào sảng bình thường, ngưỡng cổ đem ly rượu vodka làm sạch sẽ. Lương Thành Long cũng theo rót một ly nói, tôi cũng kính cô. Trương Dương thấp giọng nhắc nhở nói, được rồi, đừng làm người ta say. Lương Thành Long cười nói, tử lượng của Katyusha tuyệt đối không thành vấn đề. Katyusha cũng không ngốc. Đoạt qua bình rượu cũng đầy một ly cho Lương Thành Long, muốn uống hai người cùng uống. Lương Thành Long nói, tôi là kính cô rượu, quy củ Trung Quốc cô không hiểu, kính rượu là chính cô uống, cùng ly mới là hai ta cùng nhau uống. Katyusha nói, anh là lão gia à? Cả phòng cười vang, Trần Thiệu Bân ồn ào theo. Lương Thành Long không làm sao được, chỉ có thể nâng ly rượu cùng uống với Katyusha, Trương Dương phát hiện tửu lượng của Katyusha thật rất lợi hại, uống nhiều như vậy. Mồm miệng vẫn rõ ràng, thoạt nhìn một chút cảm giác say cũng không có. Ngược lại Lương Thành Long và Trần Thiệu Bân hai người lúc đầu muốn chuộc rượu cô ấy có chút hôn mê. Cái này cũng khó trách,
Lương Thành Long và Trần Thiệu Bân còn chưa có tỉnh hẳn từ bàn nhậu hồi trưa mà. Ca Chiêu Sa uống một vòng rồi đi tới bên cạnh Trương Dương ngồi xuống, ôm lấy cánh tay hắn, đem thân thể dán chặt vào Trương Dương nói, đại ca. Anh hình như rất ngại ngùng. Lương Thành Long nở nụ cười ha ha, hắn mà ngại ngùng, Ca Chiêu Sa, hắn là người hư nhất trong chúng tôi đấy. Trần Thiệu Bân rượt dây nói, Ca Chiêu Sa, bản thân của tôi là một gà giò, đêm nay nếu cô có thể bắt hắn bại trận, tôi cho cô 10.000. Lương Thành Long nói, cộng 1. Sau đó lại bổ sung nói rõ nói, tôi cho thêm 10.000 nữa. Ca Chiêu Sa nghe được có 20.000 để kiếm. Không biết là rượu hay là hưng phấn, trên mặt trắng noản bịt kín một tầng đỏ ửng, tay phải dọc theo đùi của Trương Đại Quan Nhân mò lấy vận mệnh tử của Trương Dương, gái nước ngoài đúng là nhiệt tình. Trương Đại Quan Nhân chịu không nổi cái này, hắn xin khoan dung nói, mấy người đừng náo loạn. Tôi không phải người tùy tiện. Cao Liêm Minh bỏ thêm một câu nói, anh mà tùy tiện lên thì không phải người. Thủ pháp của Ca Chiêu Sa rất thành thạo, Trương Đại Quan Nhân vốn là một người có lực khống chế cực kỳ bạc nhược, bị cô ấy mỏ lập tức có phản ứng. Lương Thành Long mấy người đều cười ha ha, muốn nhìn Trương Dương bị chê cười. Trương Dương thật vất vả mới giãy ra, tôi đi toilet. Ca Chiêu Sa nói, bên trong có, tôi dẫn anh đi. Trương Dương nói, không được, tôi đi bên ngoài. Hắn đứng dậy mở cửa phòng chạy thoát ra ngoài. Trần Thiệu Bân và Lương Thành Long thấy bộ dạng chật vật của Trương Dương, cười đến nước mắt đều chảy ra. Viên Ba nói, mấy tên nhóc các người đừng ầm ĩ, hắn không giống với các người, tới nơi này, cố kỵ nhiều một ít. Lương Thành Long nói, thằng nhãi này cũng học giả bộ nữa. Trương Dương không phải giả bộ, tuy rằng thằng nhãi này là một kẻ phong lưu tình loại, nhưng hắn dù sao cũng có nguyên tắc của mình, thân là một gã cán bộ quốc gia, hắn không có khả năng đi làm chuyện trái pháp luật loạn kỷ cương. Hơn nữa Trương Đại Quan Nhân đối với quan hệ thành lập trên cơ sở buôn bán không có bất luận hứng thú gì. Trương Dương lúc đi ra WC thấy được vài người trước mặt, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc chính là, một người ở giữa là huyện trưởng huyện Tân Hải Hứa Song Kỳ, Trương Đại Quan Nhân nhanh chóng đem mặt qua một bên. Hứa Song Kỳ không thấy hắn, nghe được thương nhân bên cạnh nói, gọi Châu Châu đến đây. Trương Đại Quan Nhân căn bản không ngờ rằng tại chỗ này cũng có thể gặp phải người quen, ngẫm lại phí nhập hội của Thiên Nhai là 100.000. Hứa Song Kỳ có thể tới nơi này, 100% không phải vì công tác cần, ông ta là huyện Tân Hải huyện trưởng, hiển nhiên cũng không phải đến đây cải trang vi hành thể nghiệm và quan sát dân tình. Hứa Song Kỳ đi rồi, Trương Dương suy nghĩ một chút, hắn quyết định không tiếp tục ở lại nữa, trực tiếp đi xuống lầu, đi tới bãi đỗ xe, Chu Sơn Hổ thấy hắn trở về, có chút kinh ngạc nói, sớm như vậy. Trương Dương ngáp một cái nói, cũng là uống nhiều rượu, không thoải mái. Vừa nói xong, điện thoại của Viên Ba đã gọi đến đây, hắn thấy Trương Dương hơn nửa ngày không trở lại, đoán được tên nhóc này 10 phần là muốn chạy, Viên Ba nói, sao? Không báo trước mà chuẩn bị đi. Trương Dương nói, không đi, ở trong xe chờ các người. Tôi ở đó, tất cả mọi người chơi không vui, cho nên cho các người một không gian. Viên Ba rõ ràng khó xử của Trương Dương, hắn cười nói, tốt lắm, cậu và Hổ Tử đi trước đi, ngày mai chúng tôi tự trở về. Trương Dương nghe hiểu ý tứ của hắn, xem ra mấy người này muốn lưu lại qua đêm. Trương Dương cúp điện thoại, hướng Chu Sơn Hổ nói, đi thôi. Trở lại biệt thự Hải Dương Hoa Viên đã là nửa đêm, Trương Dương mở cửa phòng, thấy Thường Hải Tâm vẫn đang ngồi ở phòng khách xem truyền hình, thấy Trương Dương trở về, Thường Hải Tâm làm thế chớ có lên tiếng với hắn. Trương Dương rón ra rón rén đi tới khách phòng, đẩy cửa nhìn Thường Hải Long một chút, hắn ta vẫn đang ngủ, Trương Đại Quan Nhân nương bóng tối yểm hộ. Một ngón tay để lên huyệt ngủ, đây là bảo đảm cho anh vợ ngủ yên ổn, nửa đêm ngàn vạn lần đừng bị nước tiểu nghẹn tỉnh lại rồi nghe được cái không nên nghe. Trương Dương lui ra ngoài cửa, đóng cửa phòng, Thường Hải Tâm nhỏ giọng nói, nước tắm cho anh đã chuẩn bị, nhanh chóng đi tắm ngủ đi, cả người đầy mùi rượu và thuốc lá. Trương Dương cười cười, nâng cằm của cô ấy, hôn một cái môi, Thường Hải Tâm nhỏ giọng nói, đừng ầm ĩ, anh của em kìa. Trương Đại Quan Nhân cười nói, lên giường chờ anh lập tức đến. Thường Hải Tâm đỏ mặt nói, em mới không điên cùng anh. Cô ấy bỗng nhiên ghé vào trên người của Trương Dương hít hít mũi, trên người anh sao có mùi nước hoa vậy? Trương Đại Quan Nhân nói, vừa theo chân bọn họ đi hát. Anh lại có thể, Thường Hải Tâm hiển nhiên hiểu lầm Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân nói, em yên tâm, hoa dại ven đường anh cũng không dẫm, anh là người như thế nào, cán bộ quốc gia. Đảng viên lập trường kiên định ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Được rồi,
bảo em ôi tin tưởng anh còn không bằng tin tưởng heo nái lên cây. Trương đại quan nhân tắm rửa xong đi tới phòng của mình nhìn, Thường Hải Tâm tịnh không ở trên giường chờ mình, thằng nhãi này lại tới phòng khách cũng không tìm được Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm đi phòng ngủ lầu 2, cửa phòng đóng chặt, khóa trái từ bên trong, xem ra là muốn cho Trương Dương một khiển trách, đêm nay cho hắn chịu đựng. Trương đại quan nhân nhẹ nhàng gõ cửa, không thấy lên tiếng trả lời. Nhưng chỉ là một cửa phòng, muốn ngăn hắn quá khó, Trương đại quan nhân giơ cước lên, thật muốn thẳng thắn một cước đá văng, chỉ là nghĩ đến Thường Hải Long đang ngủ say, nếu như cho hắn ta biết mình phá cửa vào đi trộm em gái hắn, chuyện này chỉ sợ cũng náo nhiệt. Trương đại quan nhân suy nghĩ một chút, quay người lên lầu 3, từ cửa sổ đi ra ngoài, dùng bích hổ du tường thuật đi tới lan can bên ngoài phòng ngủ của Thường Hải Tâm, cửa bên ấy cũng khóa trái từ bên trong. Trương đại quan nhân nhẹ nhàng gõ cửa thủy tinh. Thường Hải Tâm nghe được động tĩnh bên ngoài rõ ràng, nương ánh trăng, thấy Trương Dương dán lên cửa thủy tinh, cô ấy không nhịn được cười, đứng dậy đi ra, giúp hắn mở cửa phòng, Trương đại quan nhân mang theo một cổ hàn khí nhào đến. Tàn bạo đem thân thể mềm mại của Thường Hải Tâm áp đảo trên giường lớn. Thường Hải Tâm cắn môi anh đào, nhìn cặp mắt thiêu đốt của Trương Dương, tim đập không khỏi nhanh lên, cô ấy nhỏ giọng nói, anh của em còn ở bên dưới. Trương đại quan nhân thấp giọng nói, không có việc gì, anh điểm huyệt ngủ rồi, địa chấn cấp 9 hắn cũng không tỉnh. Thường Hải Tâm nói, anh thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thân thể của Trương đại quan nhân hơi chuyển động. Giữa hai chân của Thường Hải Tâm cảm thấy áp lực thật lớn, mặt cười trong nháy mắt nóng lên, nóng đến khó chịu, anh có phải là đi ra làm chuyện xấu? Trương đại quan nhân kêu khổ không thôi nói, trời đất chứng giám, dòng chi tục phấn bên ngoài làm sao so với Hải Tâm bảo bối của anh? Dỗ ngon dỗ ngọt, có trời mới tin tưởng anh. Trương đại quan nhân không biết cởi sạch sẽ từ bao giờ, ôm thân thể mềm mại thơm ngào ngạt của Thường Hải Tâm, lúc muốn xả lột phòng tuyến đồ lót của cô ấy, thấy Thường Hải Tâm chống lại. Trương đại quan nhân thấp giọng nói, nhà đầu, thật nhẫn tâm làm anh nghẹn đến chết sao? Thường Hải Tâm nói, anh thật không làm chuyện xấu. Trương Dương nói, nếu như anh ở bên ngoài làm chuyện xấu, vậy làm gì còn có tinh lực và thể lực lớn như vậy? Thường Hải Tâm nói, anh luôn luôn tinh lực quá thừa. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện hắn một đêm đem mình và Tần Thanh lăn qua lăn lại đến kiệt sức, thân thể mềm mại càng trở nên mềm yếu. Chương 1372 Giới hạn của nguyên tắc 2. Thường Hải Long lúc tỉnh lại đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau, hắn xoa xoa đầu, vô cùng kinh ngạc sao mình ngủ dài như vậy. Thường Hải Tâm gõ cửa đi đến, giúp hắn mở rèm cửa sổ, ánh mặt trời từ bên ngoài tiến đến, làm Thường Hải Long không mở được mắt ra, Thường Hải Long hơn nửa ngày mới thích ứng, xoa xoa mắt nói, anh ngủ bao lâu? Thường Hải Tâm nói, buổi chiều ngày hôm qua 3 giờ ngủ đến bây giờ. Trong lòng rõ ràng anh hai sở dĩ ngủ lâu như vậy cũng nhờ Trương Dương ban tặng, nếu không bị hắn điểm huyệt ngủ, căn bản sẽ không ngủ đến bây giờ. Thường Hải Long nói, Trương Dương bọn họ đâu? Thường Hải Tâm nói, không rõ ràng lắm, tối hôm qua bọn họ đi Bắc Cảng chơi, không biết mấy giờ mới trở về, sáng sớm lại đi, em không biết. Thường Hải Tâm nói ra lời nói này không khỏi có chút chột dạ, Trương Dương đêm qua cũng không ít lần lăn qua lăn lại cô ấy. Thường Hải Long nói, Hải Tâm. Sao mặt em đỏ như thế? Có sao, Thường Hải Tâm vô thức sờ sờ hai gò má của mình, khá nóng, cô ấy nhẹ giọng nói, có thể là vừa rồi phơi nắng. Nói xong cô ấy cuống quýt rời khỏi, luôn cảm thấy thân thể của mình còn lưu lại mùi vị của Trương Dương. Trương đại quan nhân lúc này đã ở tại khách sạn Kim Thuấn, cục trưởng cục công an Tân Nhậm huyện Tân Hải Trình Diễm Đông đã đến, hắn là từ Phong Trạch tới Đợc, trưởng cục công an huyện Tân Hải Trần Khải là người thứ nhất chạy đến đây gặp mặt Trình Diễm Đông. Lúc Trương Dương tới, hai người đã hàn huyên nửa tiếng đồng hồ. Thấy Trương Dương tiến đến, Trần Khải và Trình Diễm Đông đồng thời đứng dậy, hầu như chăm miệng một lời nói, Trương Bí Thư. Trương Dương cười ôn hòa, hắn làm một thủ thế, ý bảo bọn họ ngồi xuống, còn mình ngồi sofa. Cười tủm tỉm nhìn Trình Diễm Đông nói, đến lúc nào? Trình Diễm Đông nói, 9 giờ rưỡi, tôi từ Phong Trạch tới, một bạn cũ lái xe đưa tôi tới. Trương Dương nói, từ từ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai thì chính thức công tác. Trình Diễm Đông gật đầu, mỉm cười nói, vừa rồi Trần Cục trưởng đang giới thiệu tình trạng trị an của Tân Hải cho tôi. Trương Dương nói, Trần Khải đồng chí công tác lâu như vậy tại Tân Hải, đối với tình huống của Tân Hải là tương đối quen thuộc. Trần Khải nghe những lời này có chút chói tai, cái gì mà tương đối quen thuộc. Mình đảm nhiệm Cục trưởng Cục Công an Tân Hải 1 năm 03 tháng,
đối với tình huống của Tân Hải không dám nói rõ như lòng bàn tay, thế nhưng còn rõ ràng hơn hai người bọn họ rất nhiều lần. Trương Dương lời này rõ ràng ám chỉ mình thiếu lý giải đối với Tân Hải. Trình Diễm Đông đương nhiên cũng có thể nghe ra ý ngoài lời của Trương Dương, hắn cười nói, Trần Cục Trưởng là tiền bối của tôi, muốn trong khoảng thời gian ngắn lý giải tình huống của Tân Hải, tôi phải thỉnh giáo anh ấy thật nhiều, Trần Cục Trưởng, anh cũng không thể bảo lưu với tôi. Trần Khải cười nói, biết gì thì chắc chắn sẽ nói đó. Trương Dương cũng theo nở nụ cười hắc hắc hai tiếng, trong lòng nói vậy mới là lạ. Trần Khải vô luận là vị bí thư huyện ủy mới tới hay là đối với người kế nhiệm của mình đều không có hảo cảm gì, gã trong lòng rõ ràng rất, Trình Diễm Đông và Trương Dương hai người này là quan hệ mật thiết của, nếu như không phải Trương Dương ở sau lưng động thủ cước. Mình cũng sẽ không bị Trình Diễm Đông thay thế, từ lúc Trương Dương đi tới Tân Hải, Trần Khải đã biết chuyện này, trong khoảng thời gian này gã trên công tác cũng là bỏ công không ra sức. Chỉ ngóng trông Trình Diễm Đông đến đây, đưa tất cả công tác ném cho hắn, sau đó vỗ cái mông rời đi. Có thể nói trong khoảng thời gian Trình Diễm Đông tới, Trần Khải đã đem công tác cần mình giải quyết, toàn bộ dặn dò rõ ràng. Tùy thời đều có thể rời đi, gã cũng không có hứng thú bồi Trương Dương và Trình Diễm Đông trò chuyện, đứng dậy cáo từ nói, tôi còn có chút việc, Trương Bí Thư, Diễm Đông đồng chí, các người bàn đi. Trình Diễm Đông đứng dậy đưa tiễn, Trương Dương chỉ là cười cười, hắn không đứng dậy. Nhẹ giọng nói, đi tốt. Trần Khải nói, hai vị dừng chân. Thật ra gã cũng thấy Trương Dương căn bản không có ý đưa tiễn mình. Trình Diễm Đông cất bước tiễn Trần Khải, khi trở về cười nói, Trương Bí Thư, anh hình như không thích người này. Trương Dương nói, cậu một đường đến đây, đối với nội thành của Tân Hải cảm giác thế nào? Trình Diễm Đông thở dài nói, loạn bảy tám phần. Trương Dương nói, tôi thiếu lý giải đối với Trần Khải, nhưng có một điều tôi dám khẳng định, người này đảm nhiệm Cục trưởng Cục Công an hiển nhiên là không xứng chức. Trình Diễm Đông nói, Trương Bí Thư tới Tân Hải đã vài ngày, anh tính chỉnh đốn sao hả? Trương Dương nhấp một ngụm trà nói, có chút kế hoạch, chờ cậu đến đây. Trình Diễm Đông nói nghe một chút, cũng cho tôi có chuẩn bị. Trương Dương nói, căn cứ lý giải sơ bộ của tôi, cái địa phương Tân Hải này buôn lậu tương đối hung hăng, bên trong có chợ xe là nghiêm trọng nhất, tôi dự định từ nơi này tiến hành sửa trị. Trình Diễm Đông nói, tôi vừa rồi có đi qua chỗ đó, thấy chợ đang ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Trương Dương nói, cái này chính là chỗ kỳ hoặc của chuyện tình, tôi trước đó gặp một ít phiền phức tại chợ xe, chuyện này không biết vì sao truyền tới lỗ tai của Hứa Song Kỳ, ông ta lập tức ra lệnh chợ ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Trình Diễm Đông nói, Hứa huyện trưởng làm việc thật mạnh mẽ vang dội. Trương Dương cười nhạt một tiếng nói, nhưng như vậy che giấu rất nhiều chuyện. Trình Diễm Đông không nói chuyện, hắn rõ ràng ý tứ của Trương Dương. Trương Dương nói, Tân Hải có một tấm lưới lớn không nhìn thấy, tôi tuy rằng đến đây vài ngày, thế nhưng cái tấm lưới này từ đầu đến cuối đều đem tôi ngăn cách, không cho tôi thấy bên trong rốt cuộc có cái gì. Trình Diễm Đông nói, xem ra chúng ta phải kiên trì nhiều một ít, nếu như ở đây thật tồn tại một tấm lưới lớn không nhìn thấy, nhất định là do cộng đồng lợi ích liên hệ cùng một chỗ, chỉ cần tồn tại lợi ích, bọn họ sẽ không cam tâm buông tha, sớm muộn gì sẽ lộ ra kẽ hở. Trương Dương vỗ vỗ vai của Trình Diễm Đông nói, tôi cũng nghĩ như vậy, chuyện của chợ xe có thể để qua một bên trước, bất quá chỉnh đốn kỷ luật trong nội bộ công an phải làm. Trình Diễm Đông gật đầu, lúc này điện thoại của hắn vang lên, Trình Diễm Đông đi qua cầm lấy, nghe được một âm thanh gấp nói, Cục trưởng Trình sao? Tôi là Phó Cục trưởng Cục Công an Thích Quốc Nghĩa, một cảnh sát của chúng ta trong lúc chấp hành nhiệm vụ bị người dùng súng bắn bị thương. Trình Diễm Đông nhíu nhíu mày. Hắn không ngờ rằng vừa đi tới Tân Hải thì xảy ra loại sự tình này, theo lý thuyết hắn ngày hôm nay còn không có chính thức đi làm, chuyện này không nên trực tiếp thông báo hắn, hắn thấp giọng nói, Trần Cục trưởng biết không? Thích Quốc Nghĩa nói, Trần Cục trưởng đã đi đến hiện trường, là ngài ấy bảo tôi thông báo cho ngài. Trình Diễm Đông hỏi rõ ràng người cảnh sát kia đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân huyện cấp cứu, buông điện thoại, nói rõ tình huống với Trương Dương nói, đi, tôi đi theo cậu nhìn. Trương Dương và Trình Diễm Đông đi tới Bệnh viện Nhân dân huyện, giải phẫu đã xong, người bị súng bắn gọi là Cao Ba, may mà đạn chật một ít, sượt qua động mạch chủ bắn vào lồng ngực của hắn, nếu như bị thương đến động mạch chủ sợ rằng thần tiên cũng khó cứu. Người mổ chính là chủ nhiệm khoa ngoại của Bệnh viện Nhân dân huyện Chu Hữu Lợi, biết được bí thư huyện ủy và cục trưởng cục công an tân nhậm đều đến đây, ông ta đi tới trước mặt hai người giới thiệu tình huống giải phẫu, thời kỳ nguy hiểm đã vượt qua, kiểm tra triệu chứng cũng rất bình ổn. Trình Diễm Đông thở ra một hơi, vô luận thế nào,
hắn cũng không muốn tại ngày đầu tiên mình đi tới Tân Hải phát sinh sự kiện cảnh sát công an bị giết. Phó Cục trưởng Thích Quốc Nghĩa đã đi tới, gã và Trương Dương, Trình Diễm Đông đều là lần đầu tiên gặp mặt, tại trước mặt bọn họ làm một tự giới thiệu, Trương Dương nắm tay với gã, Trình Diễm Đông nói Thích Cục trưởng, sao lại phát sinh chuyện như vậy? Thích Quốc Nghĩa nói, chuyện cụ thể không rõ ràng lắm, chỉ có thể chờ Cao Ba tỉnh lại rồi hỏi. Trình Diễm Đông nói, hắn hành động một mình sao? Không có hợp tác. Thích Quốc Nghĩa nói, ngày hôm nay hắn nghỉ ngơi. Trình Diễm Đông gật đầu nói, có đi đến hiện trường tìm kiếm chứng cứ hay không? Thích Quốc Nghĩa nói, Trần Cục trưởng đã tự mình dẫn người đi. Nói xong câu đó gã lại ý thức được hiện tại Trần Khải đã không là cục trưởng, hai mắt có chút thấp thỏm nhìn Trình Diễm Đông một chút, cũng may Trình Diễm Đông cũng không có phản ứng đặc biệt. Trình Diễm Đông nói, tìm kiếm tất cả vật chứng, Thích Cục trưởng, anh theo tôi đi hiện trường nhìn. Trương Dương đối với tính tình của Trình Diễm Đông vẫn là rất lý giải, biết hắn là một người thật sự làm việc, bây giờ ngày đầu tiên đến Tân Hải thì gặp phải vụ án đấu súng, từ đó có thể thấy được nhiệm kỳ của Trình Diễm Đông sẽ không bình tĩnh. Lúc Trương Dương chuẩn bị rời bệnh viện, viện trưởng bệnh viện kiêm bí thư đảng ủy Trương Hâm chạy đến, ông ta tới đây có mục đích một là vì tiếp vị bí thư huyện ủy mới, hai là ở trước mặt của Trương Dương nhắc tới vấn đề chuyển chỗ của Bệnh viện Nhân dân huyện. Bởi vì Bệnh viện Nhân dân huyện bị vây trong khu trung tâm của huyện Tân Hải, theo thị trấn phát triển, vẻ tệ hại bày ra đã càng ngày càng nhiều, chính phủ huyện ủy không chỉ một lần thảo luận việc di rời Bệnh viện Nhân dân huyện, lúc đầu ý đồ là cho bọn họ một khối đất tương tự ở bắc khu Tân Hải. Nhưng bên kia là khu công nghiệp của Tân Hải, ô nhiễm tương đối nghiêm trọng, công nhân viên chức bệnh viện đều đưa ra phản đối, bọn họ muốn đi khu đông nam Tân Hải, bên kia gần bắc cảng, hơn nữa hoàn cảnh cũng tốt hơn. Tài ăn nói của Trương Hâm không được tốt lắm, lắp bắp nói nửa ngày mới đem chuyện tình nói đại khái, Trương Dương cười nói, như vậy à, Trương Viện trưởng, ông yên tâm, quy hoạch khai phá trong huyện không chỉ muốn xuất phát từ chỉnh thể đại cục, cũng sẽ lo lắng đến yêu cầu của các người, tôi vừa tới Tân Hải vài ngày, đối với chuyện của các người còn không biết, ông xem như vậy có được hay không, chờ sau khi tôi trở về, mời dự họp cuộc họp thường ủy đem chuyện tình của các người nói ra thảo luận một chút. Trương Hâm liên tục gật đầu, Trương Bí Thư. Khối đất của bệnh viện chúng tôi hiện tại rất đáng giá, vì trong huyện phát triển, chúng tôi có thể dọn đi, thế nhưng hy vọng lãnh đạo huyện có thể bận tâm đầy đủ đến lợi ích của chúng tôi. Trương Dương mỉm cười nói, lợi ích của các người, chúng tôi nhất định sẽ bảo toàn, thế nhưng những lời này của ông nói cũng không toàn bộ đều đúng. Cái khối đất này không là của bệnh viện các người, là của quốc gia, giá trị bao nhiêu tiền, cũng đều là của quốc gia, không phải của các người. Trương Hâm mặt đỏ bừng, Trương Bí Thư, tôi không phải ý tứ này. Trương Dương mặc kệ ông ta có ý gì, hắn cười nói, bệnh viện một năm thu nhập bao nhiêu? Trương Hâm nói, năm ngoái là 2 tỷ. Chương 1373, nhìn không thấu một. Trương Hâm không biết Trương Dương là có ý gì, ngơ ra một hồi, không có nói tiếp. Trương Dương nói, bệnh viện bị bao giữa những nhà cao tầng, đã không có bao nhiêu không gian phát triển, muốn thu được để thăng các mặt, phải thấy xa một ít, ông về viết bảng kế hoạch cho tôi xem. Cũng cho tôi dễ lý giải các người có ý muốn gì. Trương Dương rời đi Bệnh viện Nhân dân huyện, trực tiếp đi nhà khách huyện ủy, thấy Viên Ba, Lương Thành Long đám người đã trở về, tuy rằng đã tới buổi trưa, đám người này đều trốn ở trong phòng ngủ, xem ra tối hôm qua đều có chút làm lụng vất vả quá độ. Trương Dương hỏi qua tài xế của Lương Thành Long mới biết được, bọn họ sáng sớm 8 giờ mới trở về, cả đám trở về thì ngủ, dù sao tinh lực của người đều cũng có hạn, phương diện nào đó cũng sói mòn nhiều lắm. Cần nghỉ ngơi lấy lại sức, điều chỉnh nguyên khí. Hai người đang nói chuyện, Lương Thành Long ngáp từ trong phòng đi ra, hắn đặt đồng hồ báo thức, buổi chiều ngày hôm nay sẽ trở về Đông Giang, thấy Trương Dương, mặt hắn mang sắc thái vui mừng tiêu sái vô tới, đem Trương Dương kéo đến trong phòng của hắn. Lương Thành Long châm một điếu thuốc lá hút một ngụm, thằng nhãi này có một căn bệnh, nghiện thuốc lá khá lớn, sau khi rời giường không đợi rửa mặt, trước tiên làm một điếu thuốc cho đã nghiền. Phun ra nuốt vào hai ngụm khói rồi nói, cậu đi quá đáng tiếc. Đám gái nước ngoài kia đều là cực phẩm, quá đáng giá. Trương Dương nói, xem ra Lam Sắc Mị Lực cũng là một ổ mại dâm, hôm nào tôi cử báo cho bị đánh. Lương Thành Long nói, có thể ở địa giới Bắc Cảng mở một hộp đêm quy mô đẳng cấp như thế, khẳng định không phải nhân vật bình thường, Trương Dương, cậu có thể tin tưởng sao? Bọn họ nói chỉ cần bỏ tiền, bao nhiêu ngôi sao cũng có thể mời tới. Trương Dương nói, tôi đối với những cái này không có hứng thú, các người cũng cẩn thận một chút, hiện ở bên ngoài cũng không vệ sinh, cẩn thận nhiễm bệnh.
Lương Thành Long nở nụ cười ha ha, yên tâm đi, tôi rất cẩn thận, áo mưa lúc nào cũng trong túi. Trương Dương thở dài nói, loại sự tình này sau này vẫn là ít đụng vào, không có cái gì hay. Thằng nhãi này là tự đáy lòng mà phát, cũng không hư tình giả ý, Trương Đại Quan Nhân cũng là có nguyên tắc và điểm mấu chốt của mình. Lương Thành Long nói, tôi coi như đã nhìn ra, cậu là một lòng một dạ đi đường lớn, sợ loại sự tình này ảnh hưởng đến tiền đồ của mình, yên tâm đi, sau này trường hợp như vậy, mấy người chúng tôi tận lực không rủ cậu. Trương Dương nói, giận tôi. Thật ra ngẫm lại tối hôm qua đi không từ giã, Trương Đại Quan Nhân quả thật là có chút áy náy. Lương Thành Long nói, không tức giận, tôi nói chính là lời thật, cậu không giống với chúng tôi, loại sự tình này là phải cố kỵ. Trương Dương mỉm cười nói, lý giải muôn năm. Lương Thành Long nói thật đi, lúc con nhỏ nước Nga đó khiêu khích cậu không động tâm sao? Trương Dương nói, là đàn ông bình thường tóm lại sẽ có chút phản ứng. Thế nhưng tôi đối với loại giao dịch thân thể thành lập trên cơ sở tiền tài này không có hứng thú. Lương Thành Long nói, tối hôm qua 100.000 tiêu hết phân nửa, tên nhóc Trần Thiệu Bân thật không phải thứ tốt, cậu vừa đi, hắn bên kia liền đem con nhỏ người Nga đó qua, buổi tối làm xong phi, mẹ nó, sao không mệt chết tên khốn này. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười, với thân thể của hắn cũng dám làm như thế. Lương Thành Long nói, tôi hoài nghi thằng nhãi này cắn thuốc. Lúc nói, Trần Thiệu Bân tóc rối tung đi đến, sắc mặt hắn có chút vàng như nến, sờ soạng điếu thuốc lá. Lương Thành Long nói, cậu còn sống hả? Trần Thiệu Bân gật đầu, hút vài hơi thuốc nói, Trương Dương, cậu phải cảm ơn tôi, may mà tôi giúp cậu chống đỡ con nhỏ người Nga đó, mẹ nó quá mạnh, bản thân cả một đêm bị làm cho chóc ra. Trương Đại Quan Nhân vừa uống một ngụm nước đến trong miệng thì phun ra. Lương Thành ôm bụng cười. Trần Thiệu Bân vẻ mặt phiền muộn nói, các người không biết. Mặt ngoài nhìn trắng noản, đều mẹ nó là bề ngoài, lông thô như giấy vậy, hiện tại đùi tôi đang rát muốn chết, máu đều chảy ra. Lương Thành Long cười đến nổi sắp khóc, nói Trần Thiệu Bân, cho cái tội ham hố. Cậu muốn tôi cười chết à? Trần Thiệu Bân nói, tôi nói thật có sai sao? Bạn thân xin thề, sau này không bao giờ đụng vào gái nước ngoài nữa, máy bay của tôi quá nhỏ, sân bay người ta quá lớn. Trương Dương nói, đừng ở chỗ này nói càn nói bậy. Làm hoạt động nam trộm nữ sướng, cũng đừng nói ra bên ngoài. Trần Thiệu Bân nói, không nói, nói ra đi mất mặt. Tôi đi tắm, thằng nhãi này bước đi quả thật có chút bất lợi, rõ ràng biến thành chân vòng kiềng, chỉ có cái tư thế này bước đi, đùi mới có thể tận lực giảm thiểu ma sát. Buổi trưa cùng ngày Trương Dương an bài tại nhà khách huyện ủy cho cái đám bạn bè tổn hại ăn cơm, đem bọn họ lên ô tô, lúc gần đi, trong ánh mắt của Thường Hải Tâm toát ra không muốn rõ ràng. Bất quá cô ấy rất sợ bị những người khác nhìn ra, che giấu rất tốt, chỉ có lúc chạm mắt với Trương Dương, mới không cẩn thận để lộ ra. Trương Dương cho bọn họ một ít đặc sản Tân Hải, đi tới trước mặt Thường Hải Tâm, cười nói, Hải Tâm, có thời gian trở lại Tân Hải chơi. Thường Hải Tâm gật đầu, trong lòng bởi vì chia ly mà buồn vô cớ, cô ấy bỗng nhiên cảm giác được, công tác bên cạnh Trương Dương mới là thời gian mình an tâm nhất hạnh phúc nhất, thế nhưng hiện tại không thể không đối mặt với sự thật. Bất quá còn hơn Tần Thanh, mình hiển nhiên vẫn may mắn, ít nhất có thể tùy thời tưởng niệm, tùy thời tới đây thăm hắn. Chiếc xe chậm rãi rời đi, Trương Đại Quan Nhân đứng ở ngoài cửa lớn nhà khách huyện ủy, phất tay hướng bọn họ nói lời từ biệt. Trần Thiệu Bân mở cửa sổ xe ra, hướng về phía Trương Dương lớn tiếng nói, bản thân, không cần bao lâu, chúng tôi sẽ trở về. Trương Dương cười nói, cậu chừng nào tới tôi đều hoan nghênh. Lúc nói, ánh mắt nhìn Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm thản nhiên cười, lặng lẽ đem lông mi buông xuống phía dưới. Cao Liêm Minh đứng ở bên cạnh của Trương Dương, cùng hắn tiễn người, đợi ô tô đi xa, Trương Dương nói, tôi cũng trở lại nghỉ một lát. Cao Liêm Minh nói, tôi cùng đi với anh. Trương Dương nói, cậu theo tôi làm gì? Không phải an bài cho cậu ở tại nhà khách huyện ủy trước sao? Huyện ủy sao có thể so với biệt thự Hải Cảnh? Trương ca, biệt thự lớn như vậy, anh ở cũng quá trống, tôi đi qua ở. Nếu như anh buồn chán cũng có thể tìm được một người bạn nói chuyện phiếm, chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau thật tốt. Trương Dương nói, đừng khách khí, một mình tôi có thể chiếu cố, hai ta tình cảm thì tình cảm, nhưng tôi thật không quen ở cùng người khác. Sợ cái gì, tôi là đàn ông mà. Trương Dương nói, đầu năm nay giữa đồng tính cũng không bảo hiểm, lỡ như truyền ra cái gì, tôi không chịu nổi đâu. Trương Đại Quan Nhân chủ yếu vẫn là muốn chừa cho mình chút không gian. Hơn nữa tên nhóc Cao Liêm Minh này có thể đặc biệt lải nhải, nếu như đem hắn tới,
Bên tai của Trương Dương Tử cũng đừng mông thanh tịnh, nhận thức của Trương đại quan nhân đối với hắn vẫn là tương đối thấu đáo. Thứ hai khi đi làm, huyện trưởng Hứa Song Kỳ nhận được thông báo của Trương Dương, vốn dĩ cuộc họp thường ủy định tại buổi chiều ngày hôm nay bị thủ tiêu, Hứa Song Kỳ chân chính có chút buồn bực, ông thật sự nhìn không thấu vị bí thư huyện ủy mới tới một tuần rồi, cả đám thường ủy còn không có cùng nhau mở họp hội ý, Trương Dương rốt cục là muốn lừa dối qua ngày, hay là đang chuẩn bị hành động lớn. Hứa Song Kỳ nói, Trương bí thư, tuần này xảy ra không ít chuyện tình, còn dự định bắt được cuộc họp thường ủy thảo luận một chút. Ông Uyển chuyển nhắc nhở Trương Dương, hẳn là nên mở cuộc họp thường ủy. Trương Dương nói, chờ tôi từ Bắc Cảng trở về rồi nói. Trương Dương nếu nói như vậy, Hứa Song Kỳ cũng không phản đối được cái gì. Ông nhẹ giọng nói, Trương bí thư, lần này ngài đi Bắc Cảng bao nhiêu ngày? Trương Dương nói, ngày mai buổi chiều đi trường đảng báo cáo, trước đó tôi không làm qua loại sự tình này, nói tiếp thật đúng là có chút khẩn trương. Hứa Song Kỳ cười nói, có gì khẩn trương? Ngài đem hành động vĩ đại cứu người ngày đó nói một lần từ đầu tới đuôi là được. Trương Dương nói, tính là hành động vĩ đại cái gì, một việc rất đơn giản, kết quả bị tin tức làm cho ầm ĩ, đã lệch khỏi quỹ đạo mà tôi cứu người. Hứa Song Kỳ nói, Trương bí thư, tôi biết ngài làm chuyện tốt không muốn lưu danh, thế nhưng ngài hẳn là nên từ một góc độ khác tới nhìn vấn đề, thành phố cho ngài đi làm báo cáo, cũng không phải vì vinh dự cá nhân, mà là đi qua sự tích lần này cảm động đồng chí khác. Muốn đồng chí chịu đảng hướng ngài học tập, đối với đề thăng cảnh giới tư tưởng có tác dụng xúc tiến không nhỏ. Trương Dương cười nói, nghe ông vừa nói như thế, thật đúng là có chút ý nghĩa. Hứa Song Kỳ nói, đâu chỉ là có chút, quả thật là ý nghĩa quá lớn. Trương Dương nói, tôi ngày mai đi qua, dự định ở tại Bắc Cảng 2 ngày, nương cơ hội này, thấy mặt mấy vị lãnh đạo chủ yếu thành phố, giao lưu một chút. Chuyện của Trương Dương nói ra cũng rất bình thường. Hứa Song Kỳ trong lòng nói tên nhóc cậu đi tới Tân Hải mặc kệ chính sự, cả ngày lừa dối sống qua ngày, đường đi cấp trên thật ra lại không quên, trong lòng ông đối với Trương Dương càng có chút khinh thường, cho rằng Trương Dương là một tên nhóc không học vấn không nghề nghiệp, sở dĩ có thể có cấp bậc và địa vị của ngày hôm nay, tất cả đều là bởi vì bối cảnh phía sau hắn. Ngoài miệng lại nói, đương nhiên rồi, giao lưu nhiều với lãnh đạo mới có thể tăng tiến lý giải, mới có thể lĩnh hội ý đồ của lãnh đạo. Trương Dương cười nói, tôi đi Bắc Cảng 2 ngày, bên Tân Hải này ông cần để ý nhiều hơn. Hứa Song Kỳ hư tình giả ý nói, Trương bí thư, ngài yên tâm đi, tôi nhất định quán triệt chấp hành tốt quyết sách của ngài. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới buổi tối thứ bảy tại Lam Sắc Mị Lực thấy Hứa Song Kỳ, không biết vị huyện trưởng này có thể bớt thời giờ tới chiếu cố cho Lam Sắc Mị Lực hay không lực, mình ở tại Bắc Cảng 2 ngày có thể gặp mặt ông ấy lần thứ hai hay không. Trương Dương buông điện thoại. Phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Phó Trường Trinh gõ cửa đi đến, hắn đem diễn văn đã chuẩn bị tốt, đưa cho Trương Dương xem qua. Trương Dương xem lướt qua một chút, đối với cách hành văn của Phó Trường Trinh hắn vẫn tương đối tin tưởng, thật ra đối với Trương Dương mà nói diễn thuyết hiện trường, ngẫu hứng phát huy là điểm mạnh của hắn, thế nhưng nếu như hắn hưng phấn quá dễ lệch khỏi quỹ đạo chủ yếu, cho nên đối với đại thế và phương hướng muốn nắm chắc còn phải dựa vào Phó Trường Trinh, có bài diễn văn của Phó Trường Trinh. Trương đại quan nhân coi như là định liệu trước. Chương 1374, nhìn không thấu 2. Trương Dương trước khi đi, lại đặc biệt dặn dò Phó Bí thư huyện ủy Lưu Kiến Thiết một chút, Lưu Kiến Thiết đối với vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này cảm thấy bất đắc dĩ, lại nói tiếp Trương Dương đi tới Tân Hải đã có một tuần, không thấy được hắn làm qua chính sự gì, vô tình trong hồ đồ cứu người, khó hiểu lên tin tức của đài truyền hình Trung ương, thành Bắc Cảng, phải nói là anh hùng nhân vật nổi tiếng của Bình Hải. Muốn không nói người ta vận khí tốt, về phần vừa xảy ra tại chợ xe, cũng là tiếng sấm to mưa thì nhỏ. Hắn đem công kiểm pháp lăn qua lăn lại một vòng, tới tam đường hội thẩm, khiến cho tất cả mọi người cho rằng hắn muốn bắt đầu chỉnh đốn từ công kiểm pháp. Ngọn lửa đầu tiên sau khi tiền nhiệm nổi lên rồi, hắn lại giống như người không có việc gì không đề cập tới. Tại trong mắt Lưu Kiến Thiết, vị Trương bí thư mới tới này cũng là một lưu manh chính trị, chính sự không hỏi, tà sự thì một đống lớn. Nếu như hắn sau này cũng là cái dạng này, ít nhất đối với công tác đảng chẳng quan tâm, quyền lực của Lưu Kiến Thiết sẽ lớn rất nhiều, cũng không tồn tại vấn đề tranh quyền với Hứa Song Kỳ. Từ lúc phán đoán ban đầu của mấy ngày nay, Trương Dương đến rất có thể cũng là con quan lớn mạ vàng, chờ hắn chiếm được tư bản chính trị, rất nhanh sẽ thay người, đi đến chỗ tiếp theo, mưu cầu chức vị, hoàn thành một lần bay vọt trên chính trị của hắn. Trong cán bộ huyện ủy rất nhiều người đều ôm quan điểm như Lưu Kiến Thiết. Thế nhưng có một người không cho là như vậy, người này cũng là phòng làm việc chủ nhiệm huyện ủy Hồng Trường Thanh,
cô ấy từng có kinh nghiệm cùng nhau làm việc với Trương Dương, có thể nói tao ngộ ngày đó tại chợ xe, cô ấy đến nay hãy còn nhớ rõ, cô ấy sở dĩ nhớ kỹ sâu như vậy, không chỉ có bởi vì quyền cước lưu loát của Trương Dương, càng bởi vì Trương Dương gặp nguy không loạn, dưới tràng diện hỗn loạn vẫn có thể giữ ý nghĩ thanh tỉnh. Đem lãnh đạo của công kiểm pháp đùa bỡn, tuy rằng chuyện kia cuối cùng không giải quyết được gì, cũng không có nhắc lên sóng gió quá lớn, nhưng Hồng Trường Thanh rõ ràng, đó là bởi vì Trương Dương không truy cứu, chỉ cần hắn kiên trì truy cứu, nói không chừng sẽ xả ra một ít phiền toái lớn hơn nữa. Hồng Trường Thanh lưu ý trưởng cục công an tân nhậm đã đến nhận chức, theo tin tức tin cậy được, quan hệ của Trình Diễm Đông và Trương Dương rất tốt, hắn lần này điều nhiệm 8-9 phần cũng là Trương Dương ở sau lưng động thủ cước. Trương Bí Thư vẫn kiên trì không cần tài xế bỗng nhiên cũng sửa khẩu lại, hắn từ Đông Giang trực tiếp đưa đến một tài xế, hiện tại chuyên trách lái xe vì hắn. Hồng Trường Thanh đối với nhất cử nhất động của Trương Dương đều có chút quan tâm, cô ấy luôn cảm thấy vị bí thư này hiện nay chẳng quan tâm, khiến cho quỹ tích của Tân Hải tạm thời đi xuống, chỉ là một loại sách lược, lửa của hắn sớm muộn gì cũng sẽ thiêu cháy, bất quá là vấn đề thời gian. Khiến cho Hồng Trường Thanh thấp thỏm nhất phải kể tới Trương Dương đưa đến Phó Trường Trinh. Phó Trường Trinh hiện tại là phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy, trên thực tế hắn cũng là thư ký của Trương Dương, ý nghĩa hắn là thân tín của Trương Dương. Hồng Trường Thanh thậm chí cảm giác được, Phó Trường Trinh đến chính là vì tiếp nhận vị trí của mình. Trương Dương đi đến Bắc Cảng cũng không có mang xe đi, bởi vì hắn biết Hồng Trường Thanh mỗi ngày sẽ trở về Bắc Cảng, cô ấy là ngồi xe công trở về, Trương Đại Quan Nhân chủ động đưa ra yêu cầu nhờ Hồng Trường Thanh đưa đi, Hồng Trường Thanh đương nhiên không thể từ chối. Trên chiếc Audi màu đen, Hồng Trường Thanh nói, Trương Bí Thư, không phải ngài ngày mai mới đi trường đảng diễn thuyết, sao ngày hôm nay lại qua? Trương Dương nói, đi tiếp mấy vị lãnh đạo thành phố, tôi tới Tân Hải đều một tuần rồi, ngay cả bến tàu lãnh đạo chưa từng gặp, sao có thể đi đâu? Hồng Trường Thanh nở nụ cười, Trương Dương nói chuyện nghe rất thoải mái. Hồng Trường Thanh hướng tài xế nói, Tiểu Lý, hai ngày nay cậu theo Trương Bí Thư đi. Trương Dương cười nói, không cần. Các người đưa tôi đến tiểu khu Tử Kim Uyển là được. Hồng Trường Thanh dựa theo phân phó của Trương Dương đem hắn đưa đến Tử Kim Uyển. Trương Dương xuống xe tại cửa lớn tiểu khu, hắn tới nơi này là vì thấy một người, hiện giữ thường vụ phó thị trưởng Giang Thành Tào Hướng Đông. Cả nhà Tào Hướng Đông tuy rằng bởi vì công tác mà dọn tới Đông Giang, thế nhưng cha mẹ gã vẫn còn ở nơi này, cho nên Tào Hướng Đông bình thường có thời gian sẽ tới thăm cha mẹ. Gần đây mấy ngày nay, cha của gã sinh bệnh. Tào Hướng Đông đều ở nhà chiếu cố. Trương Dương cũng chiếm được tin tức, cho nên mới qua thăm, hắn mua một ít hoa quả, lần đầu tiên đăng môn không thể tay không đi qua. Đi tới nhà ở của cha mẹ Tào Hướng Đông, Trương Dương gõ gõ cửa, không bao lâu sau, cửa mở, mở cửa chính là Tào Hướng Đông, thấy Trương Dương ngoài cửa, gã cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thật sự không nghĩ ra Trương Dương tại sao tìm tới nơi này, từ khi gã rời đi Bắc Cảng, quan viên ở đây không có bất luận liên hệ gì nữa. Mỗi lần trở về gã đều tận lực điệu thấp, không kinh động bất luận đồng liêu, bất quá Tào Hướng Đông rất nhanh đoán được Trương Dương làm sao biết mình ở chỗ này, quan hệ của Trương Dương tại Giang Thành không bình thường. Hắn nhất định là từ Giang Thành bên kia nghe được phía mình đi, hỏi tới địa chỉ của cha mẹ, tuy rằng cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng Tào Hướng Đông vẫn rất nhiệt tình mời Trương Dương đi vào, Trương Dương, ha ha, thật không ngờ là cậu. Trương Dương nói, tôi nghe nói bác Rơ Tài bị bệnh, cho nên đến xem. Tào thị trưởng, tôi cũng không ngờ rằng anh sẽ ở nhà. Tào Hướng Đông vẻ mặt nhiệt tình cười, trong bụng lại nói, cậu không biết mới là lạ. Gã mời Trương Dương vào bên trong. Trương Dương thấy đây là một căn nhà 3 phòng ở một phòng khách, lắp đặt thiết bị coi như không tồi. Hắn đi phòng ngủ của Tào Phụ Ân cần thăm hỏi một tiếng, đem lễ vật để xuống. Tào Hướng Đông hướng cha nói, ba, vị này chính là đồng sự Trương Dương lúc trước còn ở tại Giang Thành, hiện tại hắn là bí thư huyện ủy huyện Tân Hải. Tào Phụ cười cười, ông lúc trước cũng là một vị cán bộ kỳ cựu của Bắc Cảng, bây giờ đã hưu trí nhiều năm, ông đánh giá Trương Dương nói, Trương Bí Thư, thật sự là trẻ tuổi đầy hứa hẹn, 2 ngày nay tôi xem tin tức, chuyện cậu cứu người tôi đều thấy được. Trương Dương nở nụ cười hắc hắc một tiếng, khiêm tốn nói, không là đại sự gì, căn bản không đáng nhắc tới. Tào Hướng Đông dọn ghế cho hắn ngồi xuống bên giường, lại vội vàng pha trà cho Trương Dương. Trương Dương bảo không cần bận việc. Nhấp một ngụm trà nói, bác gái không ở nhà. Tào Hướng Đông nói, đi mua đồ ăn, lão gia tử muốn ăn cá. Trương Dương nói, bác Tào, ngài khó chịu chỗ nào? Tào Phụ thở dài nói, bệnh xương cổ. Tào Hướng Đông nói, xương cổ tăng sinh, đè lên động mạch, đi bệnh viện xem qua,
bác sĩ cũng không có biện pháp. Trương Dương thấy tấm phim X-quang một bên, muốn nhìn phim một chút, Tào Hướng Đông nghe nói qua hắn lúc trước học y, cũng không cảm thấy cái gì kỳ quái, đem phim đưa cho hắn. Trương Dương cầm lấy phim quay ra ánh mặt trời nhìn một chút, nếp xương cổ của Tào Phụ biến mất, đốt xương bị tăng sinh nghiêm trọng, dây chẳng bị vôi hóa. Tào Phụ nói, hiện tại không thể đứng lên tráng váng đầu não, giống như say rượu. Trương Dương cười nói, bệnh viện nói như thế nào? Tào Hướng Đông nói là có thể dùng châm cứu trị, nhưng bác sĩ cũng không thể cam đoan nhất định có thể trị hết. Tào Phụ nói, tôi mới không tin, đều là gạt người, bệnh xương cổ vốn trị không hết. Tào Hướng Đông nói, rát hơi làm qua, châm cứu xoa bóp cũng thử qua, nhưng từ đầu đến cuối không có gì giảm bớt. Trương Dương nói, đó là bởi vì các người không tìm đúng người, nhà của tôi thật ra có tổ truyền vài phương pháp xoa bóp, bác Tào, nếu như ngài tin được, tôi giúp ngài thử xem. Tào Phụ đã chịu không được, gật đầu nói, ngựa chết cũng trở thành ngựa chết, cậu cứ thử đi, có kém thì kém đến mức nào nữa. Loại tư vị trời đất quay cuồng, còn không bằng tôi đập đầu chết cho rồi. Tào Hướng Đông là một hiếu tử, nghe được cha nói như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ưu sầu. Trương đại quan nhân nở nụ cười, hắn bảo Tào Phụ ngồi dậy, giúp đỡ một chút, bảo Tào Phụ đem áo cởi ra, chỉ mặc đồ lót, hệ thống sưởi trong nhà rất đủ, cho dù mặc ít cũng không lạnh. Trương Dương cũng đem áo khoác cởi ra, hắn bắt đầu xoa bóp cho Tào Phụ. Tào Hướng Đông lúc đầu nửa ngờ nửa tin, thế nhưng thấy thủ pháp xoa bóp thành thạo của Trương Dương, lập tức tin tưởng thằng nhãi này lúc trước học vệ giáo không có chơi chơi, gã không biết rằng, người trước mắt chính là đệ nhất thần y của Đại Tùy thời ấy, gặp phải Trương Dương, coi như là lão gia tử nhà bọn họ may mắn. Thủ pháp xoa bóp của Trương đại quan nhân uyển chuyển như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nắm giữ tiết tấu nặng nhẹ chuẩn xác không gì sánh được. Bắt đầu thủ pháp vô cùng mềm nhẹ dần dần thủ pháp bắt đầu nặng thêm, đến sau đó, thậm chí có thể nghe được khớp xương của Tào Phụ phát ra tiếng rốp rốp. Cái âm thanh này làm Tào Hướng Đông kinh hồn táng đảm, rất sợ thằng nhãi này một lực mạnh đem cái cổ của lão gia tử bẻ gãy. Tào Phụ được hắn xoa bóp cảm giác dễ dàng rất nhiều, Trương Dương một đường xoa bóp xuống, cái loại cảm giác trời đất quay cuồng tự nhiên biến mất. Tào Phụ không thể tưởng tượng mở to hai mắt, nhìn Trương Dương, vừa mừng vừa sợ nói, Trương Bí Thư. Cậu là thần y à? Được cậu xoa bóp, tôi hiện tại không còn choáng nữa. Trương Dương cười nói, chỉ là giảm bớt một chút bệnh trạng của ngài trong khoảng thời gian ngắn, nguyên lý rất đơn giản, chỉ là trợ giúp ngài thoáng mở ra một ít khoảng cách xương cổ, giảm bớt huyết quản áp bách, loại phương pháp này chỉ có thể hữu hiệu ngắn hạn, không được hiệu quả trị tận gốc. Nghe Trương Dương nói như vậy, một ít hy vọng thật vất vả dấy lên của Tào Phụ nhất thời lại lạnh xuống, thở dài nói, xem ra bệnh xương cổ của tôi là trị không hết liễu. Trương Dương nói, tuy rằng không có khả năng trừ tận gốc, thế nhưng giảm bớt bệnh trạng vẫn là có thể, chờ ngày mai tôi có thời gian, mang kim khâu đến đây, giúp ngài châm cứu một chút, hiệu quả hẳn là có thể duy trì một thời gian rất dài. Tào Phụ nói, thật sự có thể. Trương Dương cười tủm tỉm gật đầu nói, bác Tào, tại sao tôi phải lừa ngài? Bao lâu thì tôi không dám nói, châm một lần trong vòng nửa năm hẳn là không có việc gì, chờ lần sau phát tác, một cú điện thoại, tôi qua tới là được. Tào Phụ nghe vậy mừng rỡ như điên, cho tới nay cái bệnh xương cổ đều là vấn đề lớn nhất làm phức tạp sinh hoạt của ông, dựa theo lời nói của ông mà nói cũng là sống không bằng chết, bây giờ rốt cục có phương pháp giảm bớt, ông có thể nào mất hứng. Tào Phụ nói, Hướng Đông, nhanh chóng đi chuẩn bị rượu và đồ ăn, chúng ta phải ân nhân cứu mạng của ba. Trương Dương cười nói, bác Tào, tôi không dám, như vậy đi, tôi cũng không chờ ngày mai, lúc này đi ra tiệm thuốc đông y mua kim châm đến đây. Giúp ngài trị liệu, cho ngài đêm nay ngủ kiên định. Chương 1375, xin chỉ dạy một. Tào Hướng Đông cũng không có ngờ tới Trương Dương sẽ có thủ đoạn như vậy, thấy cha tươi cười rạng rỡ, mới tin tưởng xoa bóp của Trương Dương thật sự hữu hiệu. Hắn cười nói, ba, lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn, Trương Dương, ở đây cậu không quen thuộc, tôi và cậu cùng đi. Đối diện Tử Kim Uyển có một nhà thuốc đông y, Tào Hướng Đông mang theo Trương Dương tới chỗ đó. Trương Dương mua kim châm, chọn thêm một ít thảo dược. Về đến nhà, trước đem kim châm khử độc, trong khoảng thời gian rảnh ấy, lại kê cho Tào Phụ một phương thuốc. Chờ kim châm khử độc hoàn tất, hắn châm đèn cồn, bảo Tào Phụ cởi đồ lót, ngồi ở chỗ kia, nâng một cây kim, từ gáy cổ của Tào Phụ đâm vào, châm pháp của Trương Dương khác biệt với người khác, kim trong tay hắn chỉ là công cụ dùng để dẫn khí, vừa rồi hắn đã xoa xoa bóp bóp, đem khoảng cách xương cổ chật hẹp của Tào Phụ mở rộng một ít.
Cái này đối với tạo thành tiện lợi châm kim, cây kim chui vào trong khoảng cách, trên cơ thể người, xương cổ là chỗ hung hiểm nhất, cái chỗ này trải rộng thần kinh huyết quản. Hơi vô ý sẽ tạo thành thần kinh huyết quản tổn thương, có người thậm chí, nếu như chiều sâu của tiến châm khống chế không tốt, sẽ tổn thương cốt tủy. Trương đại quan nhân tiến châm rất tốt và đúng mực, tiến vào khoảng cách một chút, sau đó nội thức dọc theo kim châm đi vào, tay trái của hắn cấp tốc điểm trúng mấy chỗ huyệt đạo của Tào Phụ, đây là phòng ngừa thân thể ông bởi vì đau đớn mà nhúc nhích, để tránh khỏi tạo thành tổn thương ngoài ý muốn, nội lực tu hành đến cảnh giới nhất định có thể thu phóng như thường, có thể đem nội lực vô hình hóa thành thực chất, chính xác đến mỗi một phân, vậy càng là cao thủ trong cao thủ, cổ có lục mạch thần kiếm. Ngự khí thành kiếm, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Này có Trương đại quan nhân lợi dụng kim châm, đem nội tức bám vào kim châm, tiến hành chóc cốt đối với tăng sinh nghiêm trọng trên xương cổ của Tào Phụ. Thật ra tiểu châm của Trung Y cũng là loại nguyên lý này, bất quá vẫn đi qua khí giới, mà Trương đại quan nhân là sử dụng nội lực bản thân tụ thành một thanh tiểu đao có chất vô hình. Nếu như không phải tu luyện đại thừa quyết, Trương đại quan nhân đối với nội lực cũng không cách nào nắm trong tay như vậy. Theo Tào Hướng Đông xem ra, Trương Dương hiện tại làm bất quá chỉ là châm cứu bình thường mà thôi. Gã cũng không biết huyền diệu đích thực bên trong. Trương Dương lúc này đây chỉ nhằm vào xương cổ tăng sinh nghiêm trọng nhất mà tiến hành thanh trừ, lo lắng đến thân thể và tuổi tác của Tào Phụ, hắn không thể nóng vội. Trị liệu rằng có gần 10 phút, cũng đã kết thúc, Trương Dương giải huyệt đạo của Tào Phụ, mỉm cười nói, bác Tào, đêm nay cái cổ có thể sẽ có chút đau, Tào thị trưởng có mua cho ngài miếng quấn cổ, bất quá ngài yên tâm, hẳn là có thể ngủ kiên định một đêm. Tào Phụ thống khổ nhất chính là tráng váng đầu. Được Trương Dương châm, tuy rằng cái cổ có chút đau nhức, thế nhưng còn muốn thoải mái hơn so với của cảm giác tráng váng đầu trước đó. Lúc này mẹ của Tào Hướng Đông đã trở về, nghe nói Trương Dương trợ giúp chồng mình trị bệnh tráng váng đầu cũng là hài lòng vô cùng. Tào Phụ nghỉ ngơi một hồi, cái cổ đau đớn cũng không kịch liệt giống như vừa rồi, Trương Dương lại dặn mẹ của Tào Hướng Đông đem thuốc đông y mình mua tới cho Tào Phụ dùng để uống mỗi ngày 3 lần, chờ một tuần sau hắn trở lại giúp Tào Phụ trị liệu một lần nữa. Tào Phụ nói, Tiểu Trương, cậu cũng đừng vội đi, Hướng Đông, con nhanh chóng mang Trương Dương đi ăn. Tào Hướng Đông thấy tình huống của cha quả thật chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, hắn cũng biết Trương Dương lần này đến đây tuyệt đối không chỉ có là vì thăm cha của mình đơn giản như vậy, người tặng lễ tất có sở cầu, đạo lý này trên quan trường đều là bất di bất dịch như vậy. Tào Hướng Đông mang theo Trương Dương đi tới một quán ăn gần tiểu khu, gọi một phần thịt dê, 2 phần rau trộn, ngồi ăn trong phòng nhỏ. Lúc đi ra, Tào Phụ bảo con trai đem rượu Mao Đài cất kỹ nhiều năm của mình đi cùng. Tào Hướng Đông tự mình rót đầy ly rượu trước mặt Trương Dương, Trương Dương cười nói, Tào thị trưởng, ngài quá khách khí, nào có đạo lý thượng cấp rót rượu cho hạ cấp. Tào Hướng Đông mỉm cười nói, ở đây không có cấp trên dưới gì, hơn nữa cậu cũng không phải hạ cấp của tôi, lão gia tử nhà của chúng tôi đem cậu trở thành ân nhân cứu mạng, cậu cứu mạng của ông ấy thì là ân nhân của tôi. Trương Dương nói, đừng khách khí. Tôi thật nhận không nổi, chỉ là chuyện nhỏ, đừng khoa trương như vậy. Tào Hướng Đông xác nhận cũng không khoa trương, bệnh tráng váng đầu cha gã đã có rất nhiều năm, mỗi lần phát bệnh đều làm lão nhân ra dằn vặt muốn chết muốn sống, thân là con cái, gã đương nhiên cũng không thể thanh tịnh, mượn lần này mà nói, Giang Thành đang sáng tạo thành phố vệ sinh, gã phụ trách chủ của cái này, trên công tác đang là lúc bận nhất, nhưng nghe nói lão gia tử bị bệnh, vẫn là trước tiên chạy đến đây. Nếu như bệnh xương cổ của lão gia tử có thể giảm bớt, Tào Hướng Đông cũng có nhiều tinh lực hơn để đi chú ý công tác. Gã thở dài nói, Trương Dương, cậu cũng không biết, tôi ở Giang Thành, không lúc nào không lo lắng bệnh của lão gia tử, tôi vốn định đem bọn họ đi, thế nhưng hai lão ở tại Bắc Cảng đã quen, nói cái gì đều không muốn đi Giang Thành, cho nên tôi chỉ có thể chạy 2 đầu. Trương Dương nói, từ xưa trung hiếu không thể lưỡng toàn, đều thấy chúng tôi mặt ngoài phong cảnh, ai biết chua xót phía sau chúng ta. Tào Hướng Đông nở nụ cười, cậu có chỗ chua xót cái gì, tôi không thấy như vậy. Trẻ tuổi cũng đã lên làm bí thư huyện ủy Tân Hải, phong cảnh như vậy không phải mỗi người đều có thể có, còn nữa, cậu hiện tại là nhân vật anh hùng của toàn quốc. Trương Dương cười khổ nói, tôi căn bản không muốn nổi danh, Tào thị trưởng, ngài nói nổi danh với tôi có chỗ tốt gì. Tào Hướng Đông nói, nổi danh đối với một người quan trọng nhất cũng là cảm giác tự thỏa mãn mình, còn có vinh dự, xài bao nhiêu tiền cũng mua không được. Trương Dương nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, một người muốn kiên định làm việc, sẽ không thể biến thành tiêu điểm để mọi người chú ý, nếu như nhất cử nhất động đều có người quan tâm, như vậy chuyện gì hắn chẳng phải đều làm không được sao?
Tào Hướng Đông mỉm cười nói, thật ra càng là lãnh đạo càng cần điệu thấp, cái này tôi thật ra tán thành. Gã và Trương Dương chạm ly rượu, uống rượu nói, lần này tới Bắc Cảng sẽ không vì thăm cha tôi chứ. Trương Dương nói, tôi tới Bắc Cảng là bởi vì Hạng Bí Thư lên tiếng. Tào Hướng Đông nheo hai mắt lại tràn ngập ý hỏi nhìn Trương Dương. Trương Dương nói, Hạng Bí Thư bảo tôi tới trường đảng làm báo cáo cho cán bộ đang học tập, báo cáo sự tích tiên tiến. Tào Hướng Đông nở nụ cười, gã đã nghe ra tới, nổi danh quả nhiên không là chuyện tốt gì, Trương Dương vừa tới Tân Hải thì ầm ĩ ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại các phương tiện truyền thông đều là tin tức của hắn, Hạng Bí Thư cho hắn làm báo cáo sự tích tiên tiến cũng là bình thường. Trương Dương thấp giọng nói, Tào thị trưởng, tôi vừa tới Tân Hải, đối với lãnh đạo của bên này cũng không quen thuộc, ngài nói tôi hiện tại cái mông chưa ngồi được nóng, Hạng Bí Thư bảo tôi đi trường đảng báo cáo, ông ấy không phải có cái khó chịu gì với tôi chứ. Tào Hướng Đông đương nhiên rõ ràng Trương Dương muốn từ nơi này kiếm một ít tin tức hữu dụng, hơn nữa Trương Dương sở dĩ ân cần như vậy tới cửa thăm cha của mình, cũng vì cha giải trừ ốm đau, mục đích ngay ở trước mắt, nếu đã rời khỏi Bắc Cảng, Tào Hướng Đông cũng không muốn bàn luận về Bắc Cảng, thế nhưng Trương Dương ngày hôm nay quả thật cho mình một nhân tình không nhỏ, về tình về lý mình hẳn là phải có hồi báo, trên đời này không có đạo lý nỗ lực không công, trên quan trường càng là như vậy. Tào Hướng Đông mỉm cười nói, thật ra chỉ cần lưu ý một chút lịch sử, người có công cao thường thường cũng không có kết cục tốt. Trương Dương nói, Tào thị trưởng, tôi lúc đầu thật ra muốn lựa chọn điệu thấp đối đãi, lần này nổi danh thật sự không phải trong kế hoạch. Tào Hướng Đông nói, Hạng Bí Thư người này đối với người một nhà vẫn rất không tồi. Ly rượu trong tay của Trương Dương dừng một chút, sau đó hắn uống cạn rượu, những lời này của Tào Hướng Đông là một cậu hai ý nghĩa, đối với người một nhà không tồi. Nói cách khác đối với người không phải là người một nhà khẳng định không được tốt, vô luận đối với Bắc Cảng hay là đối với Hạng Thành mà nói mình đều là một người ngoài, Hạng Thành không có lý do đối với mình tốt. Trương Dương nói bóng nói gió nói, kinh tế của Bắc Cảng đếm ngược tại Bình Hải, địa vị lãnh đạo của Hạng Bí Thư lại tương đối vững chắc, nguyên lão ba đời, xem ra Hạng Bí Thư tại phương diện nào đó nhất định có năng lực. Tào Hướng Đông nói, quốc gia xây dựng không chỉ có giới hạn trong kinh tế, còn có tinh thần, tại ý nghĩa nào đó mà nói. Có đôi khi xây dựng văn minh tinh thần còn muốn quan trọng xây dựng văn minh vật chất. Nhưng tôi dù sao cũng không thấy ra xây dựng văn minh tinh thần của Bắc Cảng có chỗ nào hơn thành phố khác. Tào thị trưởng, tôi có thể nói một câu không nên nói được không? Tào Hướng Đông mỉm cười gật đầu. Trương Dương nói, ngành nghề giải trí tại Bắc Cảng hình như rất phát đạt. Trương Dương nói rất huyền chuyển, dù sao Tào Hướng Đông lúc trước đảm nhiệm qua phó thị trưởng tại Bắc Cảng, Trương Dương cũng không rõ Tào Hướng Đông rốt cục có phải là người của Hạng Thành. Nếu như nói nhiều, nếu như bản thân Tào Hướng Đông cũng là người của Hạng Thành, như vậy nói không chừng ông ta sẽ đem lời nói của mình thuật lại, Hạng Thành tất nhiên sẽ sinh ra cảnh giác chi tâm đối với mình. Người trong quan trường, từng bước kinh tâm, không thể không đi đề phòng. Trương Dương đề phòng Tào Hướng Đông cũng đã đề phòng Trương Dương, có vài lời Trương Dương nói không có việc gì, thế nhưng hắn không thể nói lung tung, Trương Dương có hậu trường cũng đủ cương quyết. Tuổi còn trẻ mà có thể đủ lên tới vị trí bí thư huyện ủy của Tân Hải, mà hắn có thể có ngày hôm nay đều là khổ cực phấn đấu mà đến, Tào Hướng Đông làm việc cho tới bây giờ đều rất cẩn thận, nguyên tắc xử sự của gã cũng là không cầu vô công nhưng cầu không quá. Tào Hướng Đông nói, Bắc Cảng là thành phố mở ra vùng duyên hải, phương diện giải trí đương nhiên là phát triển hơn một ít còn hơn thành phố nội lục. Gã đương nhiên rõ ràng ám chỉ của Trương Dương cũng không phải giải trí đơn thuần, mà là chỉ giải trí tình dục. Đáp án của Tào Hướng Đông hiển nhiên không thể khiến cho Trương Dương thỏa mãn, Trương Dương nói, rất nhiều chuyện đều là quốc gia ra lệnh cấm rõ ràng, vì sao ở bên cạnh có thể nói không có gì. Tào Hướng Đông nói, hàng năm đều cần cấm một vài thứ, chứng minh cấm nhiều không ngừng không ngoài hai nguyên nhân, một là pháp lệnh không nghiêm, hai là có xã hội cần, vô luận nguyên nhân gì, cũng không dễ dàng giải quyết từ trên căn bản như vậy. Trương Dương ý thức được Tào Hướng Đông không muốn nhiều lời đối với chuyện của Bắc Cảng. Hẳn là không muốn gây chuyện, Trương Dương lại nói, Tào thị trưởng, ngài đối với việc tôi chấp chính tại Tân Hải có kiến nghị gì không? Tào Hướng Đông chậm rãi hạ ly rượu xuống nói, mỗi khi đến một chỗ mới, tôi đều ôm tâm tính thấy đèn đỏ, dừng lại chờ đèn xanh rồi đi qua, cẩn thận một chút cũng không phải chuyện xấu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1375.